với tiếng tăm của Hạ Tưởng ở thành phố Thiên Trạch, thật sự đè ép Trần Khiết Văn, làm cho Trần Khiết Văn không phát triển công tác. Nhưng Hạ Tưởng đã hiểu rõ phép tắc trong chốn quan trường, nơi đâu cũng đưa Trần Khiết Văn ra, cũng không độc chiếm thành tích một mình, vậy còn không được. Còn muốn thế nào? Tức thì tức, Tống Chiêu Độ cũng hiểu trong quan trường thỉnh thoảng thể diện là trên tất cả. Kệ anh có là ổn định chính trị phát triển kinh tế. Có đôi khi lúc đó đấu tranh chính trị giữa nhân vật số 1, số 2, cũng chả khác gì kèn cựa nhau. Thậm chí cá biệt có những cán bộ không có tố chất tốt, vì có ý kiến với một đối thủ chính trị nào đó, sẽ tấn công vào một nhóm người có liên quan chặt chẽ tới đối thủ chính trị. Hạ Tưởng từ trước tới giờ vì phát triển kinh tế Thiên Trạch. Hắn mà đi có rất nhiều dự án không dám nói là nhất định sẽ dừng lại, cũng gần như sẽ bỏ dở nửa chừng. Tống Chiêu Độ càng hiểu rõ tập đoàn Đạt Tài bỏ khoản vốn đầu tư lớn vào Kinh Bắc Tân Thành, cũng là do Hạ Tưởng. Hạ Tưởng rời Thiên Trạch sẽ mang đến tổn thất thật lớn cho Thiên Trạch. Nhưng việc này Hạ Tưởng không thể nói ra ngoài, nếu không thì thành uy hiếp lãnh đạo tỉnh ủy, thì càng rơi vào miệng người đời. Cùng lãnh đạo cấp trên đòi hỏi là tối kỵ trong quan trường. Làm sao mới tốt, Tống Chiêu Độ trong nháy mắt hạ quyết tâm, quyết định giữ vững tới cùng, không cho ý tưởng của Phạm Duệ Hằng thực hiện được, giữ gìn Hạ Tưởng tới cùng. Chỉ có điều gã thật không ngờ chính là, Thủ tướng cũng muốn Hạ Tưởng rời Thiên Trạch. Tình hình thành ủy Thiên Trạch trên thực tế cũng không nghiêm trọng như lời Phạm Duệ Hằng nói. Ít nhất bề ngoài xem ra rất bình tĩnh, tất cả đều gọn gàng ngăn nắp. Chỉ là Trần Khiết Văn trong lòng không vui, còn có bỉ bất hiu nữa. Hoa Uyển cuối cùng cũng đóng cửa. Khu chung cư Nhã Uyển lượng tiêu thụ đang liên tục giảm mạnh. Lại có tin tức truyền ra, nói là họ Phó lấy 300 mẫu đất Kinh Bắc Tân Thành, có một tập đoàn bất động sản Cửu Viễn tỉnh Lĩnh Nam cũng có ý định đầu tư vào Kinh Bắc Tân Thành. Tập đoàn bất động sản Cửu Viễn trong cả nước là công ty đưa vào hoạt động khu chung cư cao cấp chuẩn hóa hạng nhất. Nếu gia nhập Liên minh Kinh Bắc Tân Thành sẽ mang đến một sự thay đổi long trời lở đất cho thị trường bất động sản thành phố Thiên Trạch. Lại thêm tin đồn, tập đoàn Đạt Tài cũng có ý định tiến quân trên quy mô lớn tới Thiên Trạch. Quy mô của tập đoàn Đạt Tài không thể so sánh với tập đoàn Cửu Viễn, nhưng hai tập đoàn xác định vị trí khác nhau. Đạt Tài là công ty trắng đen gì cũng bắt, từ loại nhà cho người thu nhập thấp đến nhà ở chất lượng cao, lại đến khu đô thị hạng sang, không chỗ nào mà không bao lấy. Tập đoàn Cửu Viễn cho dù là ở thủ đô hay là Thiên Trạch, thậm chí đầu tư khu đô thị của các nơi trên toàn quốc, đều đưa vào kinh doanh theo hệ thống chuẩn hóa. Từ đầu tới cuối đều là sản phẩm cao cấp. Hai công ty bất động sản lớn nếu như đồng thời tiến vào Thiên Trạch thì như hai con voi lớn cùng lúc nhảy vào một hồ bơi không lớn, dám chắc sẽ đảo lộn dòng nước trong hồ. Trần Khiết Văn vì duy trì Nhã Uyển còn muốn có triển vọng tốt đẹp, thành trăng dưới nước hoa trong gương. Tuy hiện tại chỉ là lời đồn, nhưng tin đồn đưa ra cũng đã làm cho Trần Khiết Văn rất nhức đầu. Nếu trở thành sự thật, về chính trị bà đã bị Hạ Tưởng đột nhiên chèn ép, lại bị Hạ Tưởng sỉ nhục về mặt kinh tế. Hạ Tưởng làm sao mà khiến cho người ta phiền lòng chán ghét như thế này, hắn không thể ngừng nghỉ. Dọn sạch Hạ Tưởng là biện pháp tốt nhất trong giai đoạn hiện nay. Hạ Tưởng đi rồi, rất nhiều nhà đầu tư sẽ ngừng công kích. Chí ít tập đoàn Đạt Tài chắc chắn sẽ không tiến quân đến Thiên Trạch, lợi ích của bà sẽ được bảo toàn. Tâm tình của Bì Bất Hưu lại càng xấu đến cùng cực. Hạ Tưởng xuống tay thật độc, trực tiếp chặt đứt đường tiền tài của y, khiến y nổi giận lôi đình. Hơn nữa Bùi Nhất Phong phản bội vào thời khắc mấu chốt lại càng làm cho y thẹn quá hóa giận. Vừa bởi vì giữa có bút tích của Từ Tử Kỳ, y liền liên đới cũng giận cá chém thớt với Từ Tử Kỳ. Còn có Bành Vân Phong, bởi vì Bành Vân Phong là trợ thủ rất đắc lực của Hạ Tưởng, rất nhiều việc đều là do Bành Vân Phong sáng tối tính kế, lại để người phía dưới thực hiện cụ thể. Gã chính là cố vấn kiêm phụ tá đắc lực của Hạ Tưởng. Bì Bất Hưu rất rõ ràng, y không làm được gì Hạ Tưởng. Hạ Tưởng là thị trưởng, là cấp trên, y chẳng qua chỉ là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, y kể cả cùng cấp cũng không có quyền điều tra, càng không cần phải cấp trên. Nhưng y có thể âm thầm điều tra Bành Vân Phong và Từ Tử Kỳ. Chỉ cần tìm được tài liệu đích xác của Bành Vân Phong và Từ Tử Kỳ, Hạ Tưởng cũng không bảo vệ được bọn họ. Bành Vân Phong hành động có kinh nghiệm, tạm thời y chưa tìm ra một vấn đề gì. Nhưng tay y đã nắm được điểm sơ hở của Từ Tử Kỳ. Bì Bất Hưu quyết định, trước tiên giải quyết Từ Tử Kỳ, để Từ Tử Kỳ nếm thử chút mùi vị thân bại danh liệt. Một cán bộ cấp phòng nho nhỏ, một vấn đề tác phong trai gái thì cũng đủ đánh đổ gã.
Bì Bất Hưu liền thừa dịp Hạ Tưởng không ở Thiên Trạch, bắt đầu bắt tay vào điều tra vấn đề kinh tế của Bành Vân Phong và vấn đề tác phong sinh hoạt của Từ Tử Kỳ. Hạ Tưởng không ở Thiên Trạch là bởi vì hắn đã có hẹn với lão cổ tới thủ đô Bắc Kinh. Tháng 7 ở thủ đô thời tiết đã rất nóng bức, tuy rằng cách Thiên Trạch chỉ 100 km về phía nam, nhưng so với thời tiết Thiên Trạch thì nóng hơn nhiều. Mấy năm gần đây, thủ đô ngày càng có danh xưng là lò lửa. Đô thị càng lớn, hiệu ứng nhà kính càng rõ ràng cũng là sự thật khiến người ta bất đắc dĩ. Ngẫm lại xem, 20 triệu người tập trung ở một đô thị, chỉ là nhiệt lượng cơ thể tỏa ra cũng đủ tạo ra rất nhiều hơi nóng. Huống chi trong thành phố nhà cao tầng san sát, không khí không thể lưu thông, nóng bức và ô nhiễm là sự thật không thể tránh. Theo người già nói, vài thập niên trước ở thủ đô đường phố cũng không rộng, ô tô cũng không nhiều. Thành thị so với hiện tại cũng bé hơn, nhưng cuộc sống rất thoải mái. Hiện tại thành phố lớn, đường phố thay đổi rộng rãi. Nhà cao tầng nhiều hơn, hậu quả trực tiếp mang đến là xảy ra ùn tắc giao thông, tiếng ồn nhiễu dân. Của cải nhiều lên, tiền kiếm được nhiều hơn, chất lượng sinh hoạt lại giảm mạnh. Hạ Tưởng tới một trang viên ở ngoại ô phía tây thủ đô, hẳn là sản nghiệp cá nhân của lão cổ, hắn cũng lần đầu tới đây kiến trúc trang viên kết hợp xã thành. Hướng đông có thể thấy các nhà cao tầng của thủ đô mọc lên san sát. Hướng tây lại là cây xanh nông thôn, còn có cánh đồng rộng lớn và vườn cây ăn quả. Gió thổi vi vu, thật đúng là khiến cho người ta có thể thưởng thức vẻ đẹp chốn đào nguyên. Trang viên của lão cổ diện tích đất không nhỏ, nhưng cũng không dùng để kinh doanh. Đoán chừng cũng là nơi các quan lớn quyền quý lén lút tới trao đổi. Hạ Tưởng lần này đến đây không để tài xế đưa, hắn để Tiêu Ngũ đưa hắn đến thủ đô, sau đó liền tự mình lái xe tới đây. Vừa mới tới cửa, cửa liền mở, Cổ Ngọc từ bên trong như một con bướm bay ra. Thoáng cái nhào vào lòng Hạ Tưởng, tựa đầu vào lồng ngực hắn thì thào. Em có một chút nhớ anh. Chương 1047, gió nổi, mưa đến. Nói là một chút, tuy nhiên dựa vào cử chỉ của cô là rất nhớ. Hạ Tưởng nhìn xung quanh, tin chắc không ai nhìn thấy mới vỗ vỗ lưng Cổ Ngọc. Đừng náo loạn, cẩn thận bị lão cổ nhìn thấy. Không ai nhìn thấy, ông nội ở trong trang viên, bên trong rất rộng, ông rất lười đi ra. Cổ Ngọc nũng nịu, Hạ Tưởng có thể cảm nhận được bộ ngực nở nang của cô tỏa ra sức nóng và đang run rẩy. Vậy em sao lại biết anh tới cổng? Hạ Tưởng liền hỏi. Bên trong có máy theo dõi. Em nhìn thấy. Cổ Ngọc thuận miệng trả lời. Bỗng nhiên hiểu rõ mọi chuyện. À, một tiếng nhảy sang bên, thè lưỡi. Hỏng rồi, chắc chắn để ông nội nhìn thấy rồi. Camera của cổng như một đôi mắt tối om, thản nhiên nhìn chăm chú vào hành động thân mật giữa Hạ Tưởng và Cổ Ngọc trong lúc đó. Hạ Tưởng không nói gì. Kỳ thực lão cổ cũng đã sớm đoán được hắn và Cổ Ngọc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có một số việc không nói ra là tốt. Nói ra một cái càng khó xử hơn. Bên trong trang viên ngoài dự đoán của Hạ Tưởng, sắc màu rực rỡ, một sự hài hòa, bố cục vô cùng khéo léo. Đương nhiên là được làm bởi một bàn tay tài hoa. Hạ Tưởng không hiểu phong thủy, nhưng là có thể nhìn ra cho dù trông hoa cỏ hay là cây cối đều có chú trọng. Trang viên quả thực không nhỏ. Hắn cùng Cổ Ngọc đi ước chừng 5 phút mới vào đến bên trong. Ở giữa xây dựng một tòa nhà giả cổ. Trên viết ba chữ to, nơi nghe gió. Nghe gió so với nghe mưa xem tuyết càng có ý nghĩa tuyệt vời hơn. Nghe tiếng gió liền sau đó là mưa, có gió trước sau đó mới mưa. Trang viên của lão cổ tuy là xây dựng ở vùng ngoại ô, cũng không rời xa thế sự. Hay là muốn nghe gió xem mưa. Vào quan trường, suốt đời vốn không có lúc yên tâm. Cũng là phải nhìn thẳng vào sự thật. Lão cổ đang ngồi giữa phòng uống trà. Vừa thấy Hạ Tưởng và Cổ Ngọc tiến vào, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt thâm ý sâu sắc. Hạ Tưởng nhìn ra cảnh tượng ban nãy ở bên ngoài, lão cổ đã nhìn thấy hết. Hắn trở nên bất động như cây tùng, Cổ Ngọc lại không được. Bị lão cổ nhìn ánh mắt đầy thâm ý, lập tức xấu hổ, xoay người bước đi. Cháu đi pha trà. Hạ Tưởng nhìn bóng dáng Cổ Ngọc đi xa, thấy váy cô cứ bay lên, bím tóc đuôi ngựa nhảy như mộng, khiến hắn nhất thời mê mệt. Cổ Ngọc đối với hắn mà nói, luôn là một cô gái rất hồn nhiên, một giấc mộng đẹp không muốn tỉnh lại. Lão cổ khẽ ho khan một tiếng. Tiểu Hạ, có nghĩ tới việc rời Thiên Trạch bây giờ không? Sự việc đúng là được truyền đi rất nhanh, ngay cả lão cổ cũng nghe nói vấn đề Trần Khiết Văn phản ánh với tỉnh ủy. Công bằng mà nói,
Hạ Tưởng đối với bản thân Trần Khiết Văn thực sự không có ý kiến. Giữa hắn và bà ta, chủ yếu là vì một người bảo thủ một người muốn phá bỏ tình thế bế tắc mà thành xung đột trong quan niệm nắm quyền. Một người là đại diện của thế lực bảo thủ, một người là đại diện thế lực mới xuất hiện, tất nhiên sẽ có mâu thuẫn. Hắn đối với vấn đề Trần Khiết Văn báo cáo với tỉnh ủy về bộ máy phối hợp không tốt, từ tâm lý cũng có ý nghĩ đối chọi nhất định. Nhưng cũng có thể lý giải Trần Khiết Văn là vì giữ quyền lực bản thân và ích lợi bản thân mà phải hành động. Nhưng hắn thật đúng là không từng nghĩ phải rời Thiên Trạch. Công việc của hắn ở Thiên Trạch vừa mới triển khai, có rất nhiều hạng mục còn chưa có hiệu quả và lợi ích. Thiên Trạch bị chụp mũ là nghèo khổ còn chưa bỏ được, hắn vì sao phải đi? Mà dựa vào cái gì để hắn đi? Hạ Tưởng trước mặt lão cổ không giấu giếm ý nghĩ thật của mình, lắc đầu nói. Hiện tại tình hình Thiên Trạch đang đúng tốt, đúng là thời cơ tốt để thể hiện, nếu rời khỏi thì thật quá đáng tiếc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lão cổ uống trà. Quả thực là đáng tiếc, nhưng nếu đổi lại khía cạnh khác mà nghĩ, cháu đến lớp huấn luyện trung thanh niên của trường đảng trung ương học tập một năm, cũng là việc tốt. Cháu hiện tại thiếu kinh nghiệm ở trường đảng, lại hướng về phía trước đi tiếp, thì thiếu nhiều điểm. Hạ Tưởng vẫn chưa biết ở tỉnh ủy, Phạm Duệ Hằng đã cùng Tống Chiêu Độ đề cập việc để hắn đến trường đảng trung ương. Nếu như hắn biết, chắc chắn sẽ ngạc nhiên lắm. Nhưng hiện tại hắn cũng hiểu rõ, đi trường đảng trung ương, không phải sắp xếp của lão cổ, liền hỏi. Là ý của thủ tướng ạ. Lão cổ không phủ nhận, gật gật đầu. Thủ tướng trưng cầu ý kiến của hắn trước, so với thủ đoạn điều hắn đi thành phố lang lần trước cũng coi như tốt lắm rồi. Chí ít có việc cũng báo trước rõ ràng, nhưng Hạ Tưởng cũng biết, nếu đã truyền đạt thông qua lão cổ, nói là hỏi ý kiến hắn, trên thực tế là thủ tướng đã quyết định rồi. Hỏi hắn là để tâm lý hắn dịu đi thôi. Hạ Tưởng không phục, vì sao mỗi lần đều là hắn vội vàng rời đi. Hắn không thể ở lại Thiên Trạch 2-3 năm, đưa kinh tế Thiên Trạch sống lại sau đó mới đi ư. Chẳng lẽ đối với Thiên Trạch mà nói, Trần Khiết Văn so với hắn có thể kéo kinh tế Thiên Trạch tiến bước mạnh mẽ trên diện rộng. Đương nhiên cũng không có cách nào, cấp trên quyết định sự việc, chỉ nói cho anh kết quả. Nghĩ thông suốt hay nghĩ không ra, thực xin lỗi, không có ai cho anh một lời giải thích hợp lý. Từ tỉnh ủy đến quận Hạ Mã là kết quả của chính hắn chuyên tâm triển khai hoạt động mà ra. Từ quận Hạ Mã đến thành phố Lang, là bị thủ tướng đẩy từ phía sau. Từ thành phố Lang đến Thiên Trạch, là bị ông cụ Ngô âm thầm khống chế. Hiện tại thủ tướng lại muốn đưa hắn tách rời khỏi Thiên Trạch, trong lòng hắn vô cùng không vui. Trong nháy mắt liền hạ quyết tâm, không thể tiếp tục để cho người khác hoàn toàn quyết định hắn đi hay ở. Hắn phải tự làm chủ chính mình một lần. Chính là muốn ở lại Thiên Trạch, hoàn thành lý tưởng của mình. Hạ Tưởng cũng không biết rằng hắn muốn ở lại Thiên Trạch, nếu thực hiện được, trở ngại sẽ có nhiều. Không chỉ có thủ tướng muốn để hắn đến trường đảng trung ương, ngay cả bí thư tỉnh ủy cũng có ý này. Hắn làm sao có thể chống lại thủ tướng cùng bí thư tỉnh ủy không hẹn mà gặp cùng một ý nghĩ. Lão cổ cũng nhìn ra Hạ Tưởng không tình nguyện rời Thiên Trạch. Liền thở dài một chút. Ông mặc kệ, lát nữa thủ tướng tới, cháu tự nghĩ cách thuyết phục thủ tướng. Thuyết phục không được, cháu ngoan ngoãn mà đi trường đảng trung ương ngoan ngoãn học một năm. Khi nói chuyện, điện thoại của lão cổ vang lên, sau khi nghe, ông liền đứng dậy. Thủ tướng đến rồi. Hạ Tưởng và lão cổ ra cửa tiếp đón. Thủ tướng đơn giản gọn nhẹ, chỉ dẫn theo lái xe và thư ký. Tới cửa, sau khi dừng xe, thủ tướng xuống xe. Nhớ rõ lần trước gặp thủ tướng đã là chuyện của vài năm trước. Hạ Tưởng không khỏi hơi xúc động, thủ tướng so với vài năm trước đã già đi một chút. Hai bên tóc mai đã thành hoa râm, nhưng tinh thần vẫn tốt. Dáng người không cao lớn nhưng dường như chứa sức sống vô tận. Thủ tướng mặc một chiếc quần màu cho, sơ mi ngắn tay, chìa tay ra bắt tay Hạ Tưởng. Hạ Tưởng, cách biệt mấy năm, tháng năm không thay đổi, chỉ có con người chúng ta là thay đổi. Tôi thấy cậu vẫn trẻ như vậy, thật là hâm mộ đấy. Hạ Tưởng vội hai tay cung kính cầm tay thủ tướng, khách khí nói. Thủ tướng so với phong thái năm đó cũng không kém, làm cho người ta kính phục. Thủ tướng ôn hòa cười nói. Chỉ mong tôi còn đủ sức lực và nhiệt huyết để có thể cống hiến cho nhân dân vài năm nữa. Nhưng thấy cậu, tôi thấy hết sức vui mừng. Trầm Chu chắc bạn thiên phàm quá, bệnh thụ tiền đầu vạn mộc xuân thuyền chìm cạnh bờ ngàn buồm qua. Yêu tư trước đầu cỏ xuân tươi.
Giang Sơn có người lỗi lạc, Trung Quốc mới tràn trề hy vọng, mới luôn đi nhanh tiến bước. Lão Cổ ở bên cạnh vẻ mặt mỉm cười, chờ thủ tướng và Hạ Tưởng nói xong mới dẫn đường phía trước. Dẫn thủ tướng đi vào, Hạ Tưởng nghĩ thủ tướng lại ngồi xe, không ngờ thủ tướng cũng đi bộ đi vào. Xe riêng của thủ tướng lặng yên không tiếng động đi vào trong trang viên. Đã sớm có người hướng dẫn đậu xe. Trong trang viên cây xanh tùm, hoa cỏ tươi tốt không hề thấy nóng bức. Thủ tướng thong thả bước từng bước khoan thai, không nhanh không chậm mà đi tới. Khó thấy lúc nào thủ tướng thả lỏng như lúc này. Hạ Tưởng và Lão Cổ một trái một phải đi cùng thủ tướng vào trong. Thủ tướng tán gẫu chuyện gia đình, hỏi tình hình gia đình Hạ Tưởng. Nói đến con trai Hạ Đông và vợ Tào Thù Lê, thủ tướng nói. Tôi nghe nói Tào Thù Lê là vợ hiền mẹ đảm, hiếm có, đặc biệt hiếm có. Cô ấy là thiên kim tiểu thư của chủ tịch tỉnh, là vợ thị trưởng, thế mà có thể yên tâm giúp chồng dạy con, đúng là có phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ dân tộc Trung Hoa. Hạ Tưởng xấu hổ, Tào Thù Lê nổi tiếng đức hạnh ngay cả thủ tướng cũng biết. Hắn trở về nhất định phải nói cho Tào Thù Lê nghe, để cho cô ấy thích thú. Đương nhiên hắn cũng hiểu rõ, đừng nói là tình hình gia đình hắn thủ tướng rõ ràng, cho dù là một chút riêng tư của hắn, chỉ sợ thủ tướng cũng rõ như lòng bàn tay. Sau đó, thủ tướng lại nhắc tới Tào Vĩnh Quốc. Đối với Tào Vĩnh Quốc, thủ tướng cũng rất khen ngợi. Nói đến khi Tào Vĩnh Quốc ở thành phố Yến, thì kiên định tài giỏi. Là một cán bộ thực sự có tố chất lãnh đạo. Sau khi tới tỉnh Tây, lại cần cù và thật thà, cũng mệt đến ngã bệnh. Nói đến đoạn Tào Vĩnh Quốc bị bệnh, thủ tướng dừng lại, vẻ mặt lo lắng và xúc động. Trong ánh mắt ông toát ra tình cảm ấm áp vô cùng khiến cho Hạ Tưởng hết sức cảm động. Cho dù thủ tướng là vô tình hay cố ý lâm vào, tóm lại vẻ mặt và lời nói của ông quả thật rất xúc động, rất dễ lay động phần mềm yếu trong lòng người. Làm cho người ta không cầm lòng được, bị cảm động. Đường đi 5 phút, ước chừng đi mất 10 phút, trong 10 phút nói rất nhiều chuyện phiếm. Nhưng giữa nhân vật chính trị nói chuyện phiếm cũng là kiểu nói chuyện của quan lại. Nói tới gia đình sẽ gián tiếp liên quan tới đề tài cộng đồng, giao lưu tăng thêm tình cảm. Nhìn ra xung quanh, có mấy người đáng để thủ tướng bỏ ra 10 phút nói chuyện gia đình. Hạ Tưởng rất may mắn cũng rất tự hào. Nhưng càng là như thế, hắn trong lòng càng lo lắng không yên đối với vấn đề nan giải sắp đến. Thủ tướng muốn để hắn rời Thiên Trạch, xuất phát điểm rốt cuộc là vì cái gì? Chương 1048, gió đi, mưa kín. Vào tới phòng, sau khi ngồi xuống, Cổ Ngọc liền ra mặt pha trà. Thủ tướng không quên khen Cổ Ngọc vài câu. Hiếm thấy ở chỗ, Cổ Ngọc dịu dàng ít nói lại xấu hổ. Ở trước mặt thủ tướng thể hiện khí phách thục nữ thuần chất. Hơn nữa được thủ tướng khen một câu, không ngờ còn xấu hổ, khiến Hạ Tưởng mở rộng tầm mắt. Lại nghĩ tới có một lần Phó Tiên Tiên cũng rất hiền thục trước mặt người khác. Không khỏi thầm cảm thán. Phụ nữ trời sinh biết diễn kịch hơn so với đàn ông. Ai cho rằng phụ nữ đơn giản không mưu kế, người đó đúng là bị mắc lừa. Lúc Cổ Ngọc biểu diễn xong, lén lút liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, thừa cơ mọi người không để ý làm mặt quỷ rồi chạy đi như bay. Nhà của Lão Cổ nằm hướng Bắc Nam, là nhà trệt, cửa chính mở rộng. Phía trước có cây cao bóng sum xuê, phía sau có chim hót líu lo. Thật đúng là một nơi thanh tịnh hiếm có. Gió lùa thổi qua làm cho người ta toàn thân rất dễ chịu, so với quạt máy và điều hòa thì dễ chịu gấp trăm lần. Thủ tướng dường như trong lòng có cảm xúc gì đó, mắt nhắm lại uống trà, im lặng. Thủ tướng không nói lời nào, Lão Cổ và Hạ Tưởng cũng lặng im uống trà. Tiếng gió thổi từ xa tới gần, một hồi rồi tiếp một hồi mang đến mùi hoa và mùi không khí trong lành. Hạ Tưởng cảm nhận được sự kỳ diệu của nơi này, gọi là nơi nghe gió, thực sự là thích hợp. Thủ tướng ước chừng uống trà hết 5 phút mới mở miệng. Hạ Tưởng, nghe nói cậu là học trò của Lão Cốc. Hạ Tưởng trong lòng căng thẳng. Tới rồi, thủ tướng từ Lão Cốc dần dắt chủ đề, rõ ràng là muốn hắn quyết tâm học hành. Hắn nói, đúng, học Lão Cốc hơn 1 năm về lý luận kinh tế. Thật xấu hổ, không học được tinh hoa trong tư tưởng của Lão Cốc. Thủ tướng khẽ gật đầu. Cán bộ lãnh đạo tới cấp bậc nhất định sẽ tự hoàn thiện tri thức của chính mình. Tăng cường học tập lý luận. Mài dao không lầm công đốn củi, chỉ có nâng cao kiến thức lý luận, tầm mắt mới có thể mở mang, có phải không? Thủ tướng nói đúng, kiến thức lý luận có thể trang bị cho trí óc. Hạ Tưởng ngoài việc thuận theo lời thủ tướng ra không còn cách nào khác.
có nghĩ tới việc học tập tăng cường chút kiến thức lý luận không? Thủ tướng rốt cục đi tới vấn đề mấu chốt. Hạ Tưởng không trả lời ngay lập tức mà là hơi im lặng vài giây đồng hồ rồi mới nói. Có cơ hội có thể tăng cường học tập lý thuyết đương nhiên là việc tốt. Tôi cũng đặc biệt kỳ vọng, tuy nhiên hiện tại công việc ở Thiên Trạch vừa mới triển khai mọi mặt. Tôi mới tạo cảm tình với nhân dân Thiên Trạch, không muốn phải rời bọn họ, còn muốn vì phụ lão hương thân Thiên Trạch làm một vài việc. Đưa vào những dự án tốt. Hạ Tưởng cho rằng Thủ tướng còn có thể nói cái gì đó, không ngờ Thủ tướng lại không nhắc lại việc này. Dường như lời nói nhẹ nhàng bay qua, như đề tài không quan trọng. Nhưng Hạ Tưởng hiểu, Thủ tướng dường như quyết tâm rất cao, hắn vô cùng khó hiểu. Thủ tướng lựa chọn lúc này đưa hắn rời khỏi Thiên Trạch, rốt cục là suy nghĩ căn cứ vào cái gì? Hạ Tưởng suy nghĩ trăm lần vẫn không có lời giải đáp. Chẳng lẽ Thiên Trạch sắp phải xảy ra việc đại sự gì? Hoặc là nói, chính là muốn hắn rời khỏi Thiên Trạch để rời xa phạm vi khống chế của thế lực gia tộc. Mặc kệ là xuất phát từ suy nghĩ gì, Hạ Tưởng vẫn kiên quyết cho là hắn muốn ở Thiên Trạch đến hết nhiệm kỳ mới được. Thường xuyên đùng một cái lại đổi một chỗ, trong lý lịch cũng không hay. Chủ yếu cũng là hiện tại hắn dồn vào rất nhiều tâm huyết ở Thiên Trạch, mắt thấy rất nhiều dự án quan trọng sẽ lên chương trình. Hắn ra đi lúc này, toàn bộ tâm huyết sẽ trôi theo dòng nước. Hắn không cam lòng. Hắn đi rồi, Thiên Trạch trở về thời đại Trần Khiết Văn. Còn có triển vọng gì đáng nói? Hắn vất vả thu hút dự án đầu tư, có thể duy trì hay không còn chưa biết. Tiếp tục đầu tư thì càng có khả năng không thực hiện được. Bởi vậy có thể thấy rõ, có lúc xuất phát điểm để cấp cao suy nghĩ vấn đề thật sự không xuất phát từ phục vụ cho việc phát triển kinh tế địa phương, mà là hoàn toàn vì yêu cầu chính trị. Hạ Tưởng không phải nói Thủ tướng làm việc không đúng, mà là chí ít trên lập trường của hắn ngược lại mong muốn vì phát triển kinh tế Thiên Trạch, bằng lòng làm chậm lại bước thăng tiến. Mặc dù hắn cũng biết, đi trường đảng trung ương cũng không chắc là không tốt, dù sao cũng là Thủ tướng chỉ đích danh. Sau khi hắn đi, dám chắc nhận được sự chiếu cố đặc biệt. Thực sự suy nghĩ kỹ, có lẽ Thủ tướng cảm thấy để hắn rời Thiên Trạch, rời xa phạm vi của thế lực gia tộc là tốt nhất. Hơn nữa, Thủ tướng sắp xếp hắn đến trường đảng trung ương, cũng như ghi rõ trên trán hắn rằng hắn là thật sự bên Thủ tướng. Nhưng hiện tại không phải vấn đề xếp hàng hay không thành hàng. Là hắn muốn giữ vững lý tưởng chính trị và lòng tin. Hơn nữa từ quận Hạ Mã đến thành phố Lang, lại từ thành phố Lang đến Thiên Trạch, đều bị người thao túng. Lúc này đây hắn muốn chính mình làm chủ, muốn nỗ lực đấu tranh một lần. Tuy rằng rất khó. Thủ tướng lại ngồi hơn 10 phút đồng hồ, rồi đi. Hạ Tưởng và Lão Cổ đưa ra ngoài sân, chăm chú nhìn ô tô của Thủ tướng biến mất xa xa, hai người mới xoay người trở về. Trên đường về, Lão Cổ cứ suy nghĩ vấn đề gì, sau khi vào trong phòng ngồi xuống, ông mới bất ngờ nói một câu. Hạ Tưởng, con phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, Thủ tướng quyết tâm rất lớn. Hạ Tưởng gật đầu. Quyết tâm của con cũng rất lớn. Lão Cổ thở dài một hơi. Thủ tướng xuất phát từ cái gì mà suy xét thì ông ấy chưa nói, ông cũng không hỏi. Nhưng ông tán thành việc con ở lại Thiên Trạch, dù sao ông cũng nhìn ra, con là thật lòng ỏ ra tâm huyết vì phát triển Thiên Trạch. Con ở lại Thiên Trạch, đối với Thiên Trạch mới có lợi. Nhưng con rời khỏi Thiên Trạch đối với một số người mới có lợi. Hạ Tưởng ở thủ đô không lâu thì quay trở về Thiên Trạch. Có thể nói lần này gặp mặt Thủ tướng khiến trong lòng hắn buồn bực. Càng làm cho hắn buồn bực chính là vừa về đến Thiên Trạch liền nhận được điện thoại của Tống Chiêu Độ. Chủ tịch Tống nói với hắn, Bí thư Phạm có ý muốn hắn tới trường đảng Trung ương học tập một năm. Hạ Tưởng gần như muốn phẫn nộ, đang yên đang lành, vì sao mọi người đều muốn điều hắn đi? Hắn rốt cuộc đã làm sai cái gì? Hạ Tưởng bất mãn, Tống Chiêu Độ cũng nghe ra. Gã an ủi Hạ Tưởng vài câu, đưa cho Hạ Tưởng một viên thuốc an thần. Cậu yên tâm, Hạ Tưởng. Còn có tôi ở đây, trong phạm vi tỉnh Yến, ai muốn điều động cậu, không dễ dàng như vậy. Hạ Tưởng là lần đầu tiên nghe thấy Tống Chiêu Độ nói độc. Cảm nhận được tấm lòng bảo vệ của Chủ tịch tỉnh Tống đối với hắn. Hắn không thể không nói sự thật cho Chủ tịch tỉnh Tống. Tôi hôm nay có gặp Thủ tướng cũng đưa ra ý như vậy. Tống Chiêu Độ không khỏi giật mình. Như thế là thế nào? Gã sợ hãi không chỉ là trước đó không nghe một chút tin tức gì mà là Thủ tướng sao không hẹn mà gặp lại có cùng quan điểm với Phạm Duệ Hằng. Phạm Duệ Hằng không phải là người của Thủ tướng, y và Thủ tướng sao lại ăn ý như vậy?
hoặc là thủ tướng và Phạm Duệ Hằng ở thủ đô đã đạt được nhất trí. Tống Chiêu Độ tỉnh táo lại, suy nghĩ hết lần này đến lần khác. Hạ tưởng, chỉ cần cậu không muốn rời Thiên Trạch, tôi sẽ nghĩ cách sắp xếp thử xem. Nhưng có chuyện này, bất mãn của cậu không thể thể hiện ra ngoài để kẻ khác mượn cớ. Tôi biết chừng mực, xin Chủ tịch tỉnh Tống yên tâm. Hạ tưởng thấy việc ở lại Thiên Trạch có thể nằm trong tay, nhưng không thể thể hiện nếu không thì làm cho người ta cho rằng hắn đặt điều kiện, đe dọa cấp trên, sẽ hỏng hết. Hắn sẽ không làm ra những việc không có trí tuệ chính trị, để người khác nắm lấy sơ hở. Tống Chiêu Độ không nói gì, hắn liền treo điện thoại, nhưng biết rõ tính tình Tống Chiêu Độ, hạ tưởng lại càng hiểu rõ. Tống Chiêu Độ lần này là động thủ thật, chắc chắn sẽ tìm mọi cách để hắn ở lại Thiên Trạch. Hạ tưởng không nghĩ tới là, hắn đang muốn biết rõ thủ tướng và bí thư Phạm tình cờ trùng hợp ý nghĩ từ lúc nào thì đã xảy ra chuyện. Hơn nữa còn không phải một chỗ gặp sự cố, mà là Thiên Trạch và ở tỉnh đồng thời xảy ra sự kiện có người chĩa mũi nhọn vào hắn và Tống Chiêu Độ. Sự kiện ngoài ý muốn ở Thiên Trạch trên thực tế là hai sự kiện. Đầu tiên từ thành ủy truyền ra tin đồn, nói là Bành Vân Phong trong lúc cụ thể phụ trách dự án thu hút đầu tư, đã tham nhũng nhận hối lộ 2 triệu. Cũng đòi nhà đầu tư tặng quà và tiền của trị giá 750.000 nhân dân tệ. Tin đồn truyền đi có chủ ý, còn nói ra tên mấy nhà đầu tư trong đó có Dương Uy, Tiêu Ngũ và Tôn Hiện Vĩ. Người gieo rắc tin đồn rất thông minh tránh Nghiêm Tiểu Thì. Rõ ràng biết rõ Nghiêm Tiểu Thì và bí thư Phạm có quan hệ. Đối với tin đồn Bành Vân Phong ăn hối lộ, hạ tưởng từ chối cho ý kiến. Chưa xử lý, Bành Vân Phong không chủ động ăn tạp, nhưng nhận một chút tặng phẩm thì không thể tránh được. Một chút tiền nhỏ thì cũng có thể, nhưng ăn hối lộ mấy triệu, đừng nói không ai đưa cho y, cho dù có, y cũng không dám nhận. Bành Vân Phong hiểu chừng mực, đối với bất cứ một người muốn tiến lên cán bộ chính phủ mà nói. Đều biết tự kiềm chế lòng tham của mình trong các dự án công trình đô thị, không dám vượt quá giới hạn. Hạ tưởng ngay từ đầu cho là Bành Vân Phong làm mất lòng người nào nên mới có tin đồn nổi lên, vẫn chưa quan tâm, bởi vì hắn còn đang bận tâm vào việc có thể phải rời Thiên Trạch. Nhưng sau đó lại xuất hiện một việc khiến hắn hiểu ra, kỳ thực có người hạng trang múa kiếm ý ở Bái Công. Mũi kiếm hướng tới, không phải Bành Vân Phong, cũng không phải Từ Tử Kỳ, mà là hắn. Hắn liền nổi giận. Từ Tử Kỳ cũng thành nhân vật chính của làn sóng đồn đại khác. Y bị tuyên truyền không phải về vấn đề kinh tế, mà là vấn đề tác phong sinh hoạt. Có liên quan tới mối quan hệ mờ ám giữa y và mối tình đầu Vương Lệ Hà. Tin đồn mối quan hệ nam nữ không đứng đắn, qua vài người thêm mắm thêm muối truyền ra, tức khắc trở thành đề tài ai cũng biết ở thành ủy. Mọi người bàn tán hăng say, ngược lại tin đồn vấn đề kinh tế của Bành Vân Phong, lại rất nhiều người bỏ qua. Chương 1049, mưa to gió lớn. Quan hệ nam nữ cho dù ở nơi nào đều luôn luôn là đề tài hứng thú nhất. Cũng là bởi vì không ít người hiểu rõ, điều tra vấn đề kinh tế của Bành Vân Phong rất khó có kết quả. Cho dù là có, thị trưởng Hạ cũng sẽ tận lực bảo vệ Bành Vân Phong. Thôi thì không cần loan truyền cho thỏa đáng. Nếu chẳng may rơi vào tai thị trưởng Hạ, chắc chắn không tốt. Nhưng vấn đề quan hệ nam nữ của Từ Tử Kỳ thì không ảnh hưởng đến đại thể. Cho dù là thật hay là giả, qua miệng truyền rồi hay nói. Từ Tử Kỳ bỗng chốc bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Hạ tưởng ngay lập tức đoán được người đứng sau đầu têu là Bì Bất Hưu. Mặc dù hắn cũng thừa nhận lần trước thủ đoạn phủ nhận Hoa Uyển của Bì Bất Hưu có hơi tàn độc. Trên thực tế ngay từ đầu hắn chẳng qua muốn đè Hoa Uyển một cái, để cho Bì Bất Hưu thỏa hiệp. Sau đó sẽ buông tay để Hoa Uyển một con đường sống. Không nhất thiết phải đến tình trạng một mất một còn, nhưng một là Bì Bất Hưu ngoan cố, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tuyệt nhiên chịu nhượng bộ. Hai là ở thời khắc quan trọng, Bùi Nhất Phong chống không nổi. Dẫn theo một bang Hoa Uyển tiến đến quy phục, liền bớt thời gian trông coi Hoa Uyển. Tòa nhà Hoa Uyển liền sụp đổ rầm rầm. Bì Bất Hưu chút hết mọi oán trách lên người hắn cũng không thành vấn đề. Đấu tranh chính trị và kinh tế luôn luôn là người thắng thì được ăn. Sau khi sắp xếp đội ngũ, sẽ làm tốt việc chuẩn bị tâm lý chấp nhận thất bại toàn diện. Thất bại là thất bại, lần sau trở lại tốt hơn. Lại âm thầm dùng mánh khóe. Muốn bắt Bành Vân Phong và Từ Tử Kỳ ra tay, thì thực sự đã chọc giận Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không dễ chấp nhận một người. Một khi tiếp nhận rồi thì hết sức bảo vệ. Hơn nữa ở thành ủy Thiên Trạch, ai chẳng biết Từ Tử Kỳ là thư ký trên danh nghĩa.
và Bành Vân Phong mới là thư ký thực sự. Hai thư ký của thị trưởng ai muốn đánh là đánh hả? Huống hồ hiện tại Hạ Tưởng đang trong cơn giận dữ, hắn không có cách nào trao đổi điều kiện với thủ tướng, cũng không có tư cách xin xỏ với Phạm Duệ Hằng. Nhưng lại có bản lĩnh chỉnh Lý Bỉ Bất Hưu. Nhìn mặt ngoài, vấn đề tác phong sinh hoạt của Từ Tử Kỳ được trùm bá dùm ben. Trên thực tế Hạ Tưởng lại hiểu rõ trong đầu, vấn đề tác phong sinh hoạt không thể đánh đổ Từ Tử Kỳ. Nhiều lắm khiến y bị xử lý hành chính, nhưng vấn đề kinh tế lại có thể hoàn toàn đưa Bành Vân Phong vào chỗ chết. Hai người gắn bó mật thiết bên hắn đồng thời bị đồn đại, với tư cách thị trưởng, thể diện của hắn đương nhiên không đẹp đẽ gì. Chí ít đối phương cũng đạt được mục đích làm xấu mặt hắn. Hạ Tưởng sau khi tới Thiên Trạch, vẫn tuân theo nguyên tắc là tiêu cực không đấu tranh. Gác lại bất đồng, cố gắng đến mức cao nhất không gây bất hòa với người khác đến mức nháo nhào không gỡ ra nổi. Tất cả đều lấy phát triển kinh tế là việc chính, nhưng hiện tại Bỉ Bất Hưu khi dễ hắn, chẳng nhẽ chính bởi vì nghe nói trên tỉnh có thể điều động hắn thì cho rằng hắn yếu ớt dễ bắt nạt. Người ta trực tiếp làm mất mặt hắn, nếu Hạ Tưởng nhượng bộ thì thực không phải Hạ Tưởng. Không ngờ khiến Hạ Tưởng không dự đoán được chính là thủ đoạn của đối phương cũng rất tỉ mỉ cẩn thận. Lúc hắn còn chưa tìm ra sách lược tốt để đối phó, thì lại phát triển thêm sự kiện mới. Nguyên là Vương Lệ Thái vợ của Từ Tử Kỳ nhào đến cục thành phố, sau khi tìm được Vương Lệ Hà, trước mặt mọi người đánh Vương Lệ Hà mấy cái bạt tai. Mắng chửi cô là tiểu tam, dụ dỗ chồng người khác, không phải người tử tế. Vương Lệ Hà không chịu tỏ ra yếu thế, còn đánh lại. Kết quả là hai người phụ nữ đánh nhau một trận gây huyên náo hỗn loạn cục thành phố khiến cho Bùi Nhất Phong vô cùng bực bội. Cũng không biết là Từ Tử Kỳ có cố ý hay là trùng hợp, vợ hiện tại Vương Lệ Thái với mối tình đầu Vương Lệ Hà tên giống nhau chỉ khác một chữ. Vì vậy trong cơn thịnh nộ của Vương Lệ Hà mượn đại tên Vương Lệ Thái để làm văn. Nói Từ Tử Kỳ vốn không yêu cô, chẳng qua cô chỉ là vật thay thế mà thôi. Vương Lệ Thái liền càng giận không thể kiềm chế. Cuối cùng ngay cả pha lê trong phòng làm việc của Bùi Nhất Phong cũng bị đập nát. Thanh danh Từ Tử Kỳ mất hết, thảm hại không chịu nổi đành phải xin nghỉ phép về nhà y không còn mặt mũi nào ở lại thành ủy tiếp nữa. Càng không mặt mũi nào mỗi ngày đi theo sau thị trưởng, để y liên lụy đến thanh danh thị trưởng. Từ Tử Kỳ bị đánh bại thành công, xin nghỉ ốm. Hết hiệp một đối phương giành thắng lợi. Hạ Tưởng cũng tạm thời không có cách nào, Từ Tử Kỳ thực sự là bị người ta bắt được điểm yếu. Hơn nữa còn để người ta xúi dục vợ đi gây rối, quả thật quá ngu ngốc. Hắn cũng hận không thể đá Từ Tử Kỳ hai cước, Từ Tử Kỳ và Vương Lệ Hà có quan hệ nam nữ hay không hắn mặc kệ. Nhưng Từ Tử Kỳ ngay cả bà xã cũng quản không được, để bị dụ dỗ thì thật không nên. Hậu phương xử lý không tốt, sẽ không để Vương Lệ Hà ra mặt sắp xếp công việc gì. Không phải chính mình tự dùng mìn chôn mình ư. Hạ Tưởng chỉ đành đau lòng vì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cũng may trong sự kiện này Trần Khiết Văn vẫn lặng im từ đầu chí cuối, không có chỉ thị gì. Hạ Tưởng cũng giả vờ câm điếc, tính toán tạm xử lý. Hắn đã từng có kinh nghiệm sắp xếp sự việc tương tự như vậy. Ở thành phố Lang, thư ký của hắn là Lý Tài Nguyên vì vấn đề tác phong sinh hoạt mà bị xử phạt. Làm sao hóa giải khủng hoảng của Từ Tử Kỳ, hắn đã tính toán trong bụng. Để Bành Vân Phong âm thầm tới xử lý. Ai ngờ Bành Vân Phong lại bị ủy ban kỷ luật đưa đi nói chuyện. Bành Vân Phong là trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố. Trước khi Ủy ban kỷ luật tìm y tới nói chuyện, căn cứ vào thủ tục bình thường, Bỉ Bất Hưu nhất định phải xin chỉ thị của Hạ Tưởng. Hiện tại Bỉ Bất Hưu không chút chào hỏi, mời Bành Vân Phong đi rồi, bỏ qua cả biểu hiện tôn trọng Hạ Tưởng. Nếu là lúc trước, Hạ Tưởng có thể trực tiếp yêu cầu tổ chức hội nghị công việc bí thư. Trong cuộc họp xử lý Bỉ Bất Hưu chất vấn nghiêm trọng, Bỉ Bất Hưu lại ỷ thế có người đứng sau. Cho dù thực sự nắm được nhược điểm của Bành Vân Phong trong tay, y cũng nhất định phải có lời giải thích với Hạ Tưởng. Phép tắc quan trường không thể phá bỏ, nếu không Hạ Tưởng hoàn toàn có thể cáo trạng y với tỉnh ủy. Tất cả mọi người chờ cơn tức giận của thị trưởng Hạ. Không ít người cũng chú ý tới, trong thành ủy Thiên Trạch lòng người hoang mang. Ngoại trừ bí thư Trần và vài ủy viên thường vụ ra, Ngô Minh Nghị, Bùi Nhất Phong, Dương Kiếm, Trần Thiên Vũ và vài ủy viên thường vụ chủ yếu. Trong vòng hai ngày gần đây thường xuyên ra vào văn phòng của thị trưởng Hạ. Thần sắc ngưng trọng, vẻ mặt nghiêm túc, dáng đi vội vã mặc cho ai cũng đều có thể nhìn ra có sự việc lớn. Nhưng chuyện lớn vẫn gánh trong lòng, kéo dài chưa tới.
Sau khi Bành Vân Phong bị ủy ban kỷ luật gọi đi nói chuyện, lại đi làm bình thường. Hơn nữa biểu hiện còn rất bình tĩnh, không nhìn ra một chút bất thường nào. Mọi người liền lại tiếp tục thì thầm, chẳng lẽ lại không có việc gì? Làm sét đánh không có mưa, bị bất hưu kia không phải ấm đầu rồi chứ, không có bằng chứng xác thực, đánh không được Bành Vân Phong lại rầm rộ điều tra cái gì nhỉ? Chẳng phải là vừa đắc tội với thị trưởng Hạ, lại rơi vào khoảng không? Y thế nào mà lại không có trí tuệ chính trị đến vậy? Không nắm được căn cứ của Bành Vân Phong, thì âm thầm điều tra được rồi. Muốn khiến cho mọi người đều biết, đã không còn đường lui. Cuối cùng có thể kết thúc mới là lạ với việc bao che của thị trưởng Hạ. Dám chắc là cục diện không chết không ngừng. Nhưng tất cả mọi người không thể tin được chính là thị trưởng Hạ dường như không có chút trả đòn nào. Chẳng những không có đề xuất tổ chức hội nghị công việc bí thư chất vấn Bì Bất Hưu. Cũng không yêu cầu triệu tập hội nghị thường vụ yêu cầu Bì Bất Hưu báo cáo tình hình với hội nghị thường vụ. Càng không trực tiếp tìm Bì Bất Hưu để hỏi cho rõ ràng. Trái lại dường như một chút biện pháp cũng không có. Chỉ thể hiện thái độ không quan tâm ra. Thờ ơ lãnh đạm không nhúng tay vào. Mọi người nghi ngờ là Bành Vân Phong thật sự trong người có chuyện gì xảy ra hay thị trưởng Hạ nghe tin đồn nói hắn có thể phải điều động, bo bo giữ mình. Bởi vì trong vấn đề tác phong của Từ Tử Kỳ, khi sóng gió qua đi, vấn đề kinh tế của Bành Vân Phong lại ồn ào, là lúc nghe từ tỉnh ủy truyền đến tin tức. Nói thị trưởng Hạ có thể phải rời khỏi Thiên Trạch, đi tới trường Đảng Trung ương học tập một năm. Thị trưởng Hạ thực phải rời khỏi Thiên Trạch ư? Khiến tất cả mọi người kinh ngạc rất nhiều, cũng không khỏi sinh ra lưu luyến. Trước kia không cảm thấy, hiện tại mới biết thị trưởng Hạ quả thật là vì thành phố Thiên Trạch mà có cống hiến thật to lớn. Hắn phải rời đi, quả thực là tổn thất rất lớn của thành phố Thiên Trạch. Đương nhiên cũng có người hy vọng Hạ Tưởng khẩn trương đi khỏi cho xong chuyện. Bởi vì Hạ Tưởng đến đã động chạm rất nhiều đến quyền lợi của bọn họ. Từ tỉnh ủy truyền tới tin tức, có bài bản hẳn hoi, nói là bí thư Phạm gật đầu. Ban tổ chức cán bộ trưởng Ban Mã cũng tán thành. Phó Bí Thư Mai cũng đồng ý trên nguyên tắc, cho dù Chủ tịch tỉnh Tống còn không nhả ra, nhưng nghe nói Chủ tịch tỉnh Tống cũng có dấu hiệu buôn lơi. Dù sao sẽ xác định trong vòng một tháng. Thiên Trạch lòng người hoang mang lo sợ bởi vì sự kiện Bành Vân Phong và tin đồn có liên quan đến Hạ Tưởng. Mọi thành viên trong thành ủy đều chồng chất băn khoăn, không biết về sau Thiên Trạch sẽ có cục diện như thế nào. Cuối tháng 7. Thiên Trạch lâu chưa mưa bỗng nhiên lại nổi lên cơn mưa vừa. Gió cũng không nhỏ khiến cho Thiên Trạch giống như chiếc thuyền nhỏ bập bềnh giữa biển khơi. Cùng ngày mưa gió mãnh liệt là lúc thành ủy truyền ra tin tức chấn động nhất, Bành Vân Phong bị bắt giam. Cùng một ngày, tỉnh ủy lại truyền đến tin tức, thị trưởng thành phố Lang An Hưng Nghĩa vì vấn đề kinh tế bị ủy ban kỷ luật tỉnh mời đi nói chuyện. An Hưng Nghĩa là người Tống Chiêu Độ tự mình đề bạt. Điều tra An Hưng Nghĩa chính là đang dùng kế dung cây dọa khỉ, âm thầm đưa mũi kiếm chỉnh vào Tống Chiêu Độ. Mưa gió nổi dậy. Chương 1050, thủ đoạn của Tống Chiêu Độ. Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ đã từng mấy lần phối hợp liên kết ăn ý với nhau, nhưng vào lúc này thì đồng thời cả hai người đang bị vùi lấp ở trong cục diện rối loạn như mê trận, ốc còn không mang nổi mình ốc thì làm sao có thể cùng liên kết, cùng chống địch. Cùng lúc với việc bị bất hưu trực tiếp lướt qua mặt, không để ý đến Hạ Tưởng mà tìm đến Bành Vân Phong để nói chuyện thì đồng thời vào lúc đó người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh tìm An Hưng Nghĩa để hỏi thăm. Trước đó thì việc này cũng đã được trưng cầu ý kiến của Tống Chiêu Độ, khi Tống Chiêu Độ nghe xong các đồng chí Ủy ban Kỷ luật báo cáo và xin chỉ thị công tác thì cũng đã gật đầu đồng ý. Bởi vì người ra mặt xin chỉ thị công tác với Tống Chiêu Độ chính là chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Lý Ngôn Hoàng. Từ trước đến nay thì quan hệ giữa Lý Ngôn Hoàng và Tống Chiêu Độ vẫn bình thường. Nhưng lần gặp gỡ này lại tỏ ra thái độ cung kính để xin chỉ thị từ Tống Chiêu Độ, hơn nữa cách nói chuyện cũng rất đúng trọng tâm khiến cho Tống Chiêu Độ không có lý do gì để can thiệp vào quyền độc lập điều tra của Ủy ban Kỷ luật, vì thế đành phải gật đầu. Việc An Hưng Nghĩa có vấn đề thực hay không thì Tống Chiêu Độ cũng chưa suy tính đến, nhưng ông ta cũng rõ ràng được rằng Lý Ngôn Hoàng thể hiện thái độ tốt như vậy là do nguyên nhân từ đâu. Bởi vì tuy rằng Lý Ngôn Hoàng và ông ta có quan hệ bình thường, nhưng y cũng không muốn vì việc ở trong vấn đề An Hưng Nghĩa lại tạo ra điều gì gây khúc mắc với ông ta. Lý Ngôn Hoàng là buộc phải theo trình tự để làm việc, y nhận được đơn thư tố cáo đích danh nên bắt buộc phải theo quy trình để xử lý. Tống Chiêu Độ rất khách khí tiến bước Lý Ngôn Hoàng, đại khái ông ta cũng có thể đoán được ai là người thực sự đứng đằng sau bức màn.
Việc này có phải liên quan đến thế cục đột biến của thành phố Thiên Trạch dẫn đến hai người khó chiếu cố lẫn nhau hay không thì khó mà nói, nhưng chắc chắn một việc đó là có người muốn khiêu chiến với địa vị của ông ta. Lần trước có liên quan đến việc tin đồn Tống Chiêu Độ phải rời khỏi tỉnh Yến thì phía sau lưng có bóng dáng một người, bởi vì nếu ông ta rời khỏi tỉnh Yến thì y sẽ có khả năng được thăng chức, thay vào vị trí của Tống Chiêu Độ để quản lý tỉnh Yến. Cũng phải nói rằng việc y đứng sau bức màn tung ra những tin tức này cũng tạo ra được những tác dụng nhất định, lần này lại tạo ra cuộc điều tra với người mà một tay Tống Chiêu Độ đề bạt lên thì mục đích là nhằm đả kích hy vọng của ông ta. Có thể nói sự tính toán của người này cũng rất chu toàn, đầu tiên là khiến Tống Chiêu Độ ở trong tình trạng ốc còn không mang nổi mình ốc, không thể trong tỉnh ủy ra sức ủng hộ Hạ Tường. Thứ hai là nếu An Hưng Nghĩa bị thẩm tra có vấn đề gì về kinh tế, bất kể là kết quả xử lý là tạm thời cách chức hay xử phạt thì vẫn là hình phạt, tạo ra vết đen trên mặt của Tống Chiêu Độ. Ghen tị, đây là sự ghen tị trắng trợn. Lúc kế hoạch lớn hợp nhất tài nguyên trong tỉnh Yến đã được hoàn thành, khi địa vị của ông ta trong tỉnh Yến ngày càng được củng cố thì là lúc có người đưa ra chính sách để làm suy yếu vầng sáng của ông ta, thật sự là rất đáng giận. Tống Chiêu Độ đánh một cái lên trên bàn, bởi vì dùng sức quá mạnh nên nghiên mực rớt xuống đất vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Trần Thái Trung ở bên ngoài nghe được tiếng đổ vỡ vang lên thì hoảng sợ, cẩn thận nghe thật chăm chú âm thanh phát ra từ trong phòng trong một lúc, nhưng sau đó vẫn không dám bước vào mà lắc lắc đầu rồi quay trở về chỗ ngồi của mình. Y và Chủ tịch tỉnh Tống vẫn còn chưa tới mức độ có thể nghiên cứu tình trạng vui, buồn của lãnh đạo. Ngược lại, nếu là Hạ Tường thì vẫn sẽ gõ cửa đỉ vào, mặc kệ Chủ tịch tỉnh Tống tức giận đến cỡ nào thì cũng sẽ không nhằm Hạ Tường mà phát tác. Hạ Tường. Trong đầu Trần Thái Trung liền hiện lên hình ảnh của Hạ Tường, trong lòng y lại nổi lên một sự chua xót, chưa kể còn có cảm giác ghen tị khôn xiết. Tống Chiêu Độ chắp tay ở phía sau lưng, đi vòng vòng ở trong phòng, ông ta là chủ tịch tỉnh nên cũng sẽ không có khả năng bị mấy thằng hề nhảy nhót mấy cái mà đã đả đảo được, tất nhiên, đối phương không phải là thằng hề mà là người rất có lai lịch. Các thành phần trong ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Yến rất phức tạp, cán bộ hàng không từ Bắc Kinh xuống rất nhiều. Công tác cũng rất khó khai triển. Tuy nhiên, bình tĩnh mà xem xét thì cán bộ đại biểu của các thế lực gia tộc ở Bắc Kinh như Mai Thái Bình, tuy rằng thông thường vẫn là một mình đi một đường, nhưng bình thường cũng sẽ không chơi xấu ở phía sau lưng. Hoặc như Lý Ngôn Hoàng, tuy rằng y và ông ta có quan hệ bình thường nhưng y làm việc rất chú ý đến nguyên tắc, rồi như Cao Tấn Chu, tuy rằng phía sau lưng có thế lực khổng lồ của nhà họ Ngô chống đỡ nhưng cách làm việc cũng rất ôn hòa, không bao giờ vượt mặt và cũng không nhiều chuyện. Kể cả là Mã Tiêu, đây là dòng chính của nhà họ Phó, từ lúc Phó Tiên Phong rời khỏi thành phố Yến thì Mã Tiêu cũng trở nên khiêm tốn hơn rất nhiều. Duy nhất có một người không phải là thế lực của gia tộc nhưng lại dã tâm bừng bừng, đó chính là Đàm Quốc Thụy, là phần tử không an phận nhất bên trong toàn thể các cán bộ lãnh đạo của tỉnh Yến. Thật ra mà nói thì Phó Chủ tịch tỉnh muốn chống đối với Chủ tịch tỉnh thì phần thắng rất nhỏ. Thậm chí phần thắng còn không bằng phó bí thư tỉnh ủy cùng với bí thư tỉnh ủy âm thầm giao đấu với nhau. Bởi vì quyền lực của phó bí thư tỉnh ủy so với phó chủ tịch tỉnh thì lớn hơn, đồng thời sự khống chế của chủ tịch tỉnh đối với phó chủ tịch tỉnh so với sự khống chế của bí thư tỉnh ủy và phó bí thư tỉnh ủy ở một mức độ nào đó thì cũng lớn hơn một phần. Nhưng sự tình thì cũng không thể vơ đũa cả nắm, mọi việc trong quan trường thì thường diễn ra theo thông lệ, nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt. Trường hợp cấp phó so chiêu cùng với cấp trưởng thì bất luận địa phương nào cũng đều tồn tại, tuy nhiên vấn đề bộc lộ ra không lớn. Hơn nữa, trong quan trường cái đáng sợ nhất ở chỗ là mình vĩnh viễn không biết rõ được thế lực đứng sau lưng người khác là ai, nói cách khác, bất kể là đối thủ hay là đồng minh của chính mình thì mình cũng vĩnh viễn không có khả năng thấy rõ hậu trường đích thực của người đó là như thế nào. Nhưng cũng chính bởi vậy nên khiến cho trong chốn quan trường có rất nhiều trò chơi mà người ta phải đắm chìm trong đó. Không thể tự kiềm chế được. Bởi vì, nếu đều có thể nhìn rõ rành mạch thì cũng sẽ không tạo ra cảm giác thần bí và có hy vọng có được những niềm vui bất ngờ. Đàm Quốc Thụy chính là như vậy, liên quan đến lai lịch của y thì nghe đồn rất nhiều, ngay cả Tống Chiêu Độ vào lúc hiện tại cũng không sao làm rõ được người đứng ở phía sau y rốt cuộc là ai. Bởi vì trong quan trường có rất nhiều sự tình cũng không thể hỏi, cũng không có khả năng biết được rõ ràng. Giữa người và người thì có những quan hệ bộc lộ ra ngoài, nhưng cũng có những quan hệ âm thầm khác. Ví dụ như quan hệ giữa ông ta và Hạ Tưởng thì ai cũng biết, nhưng Hạ Tưởng có một vị bố vợ ở tỉnh Tây làm chủ tịch tỉnh thì số người biết việc này, ngược lại rất ít người biết. Hạ Tưởng lại có mối quan hệ cùng với nhà họ Ngô,
việc này thì ngay cả người trong vòng tròn cũng chỉ biết một ít, nhưng cũng không biết chi tiết, nếu vậy người bên ngoài mà muốn biết được thì lại càng rất khó. Mà Hạ Tưởng và thủ tướng lại có mối quan hệ với nhau, nếu không phải Hạ Tưởng nói cho ông ta thì ông ta cũng không biết được. Bởi vì trong quan trường có rất nhiều sự tình mà chỉ có đương sự ở trong vụ việc mới hiểu rõ, thủ tướng thì chắc chắn sẽ không nói, nếu Hạ Tưởng không nói ra thì không ai biết được. Một Đàm Quốc Thụy có lai lịch không rõ ràng mà lại muốn khiêu chiến Tống Chiêu Độ, khiêu chiến quyền uy của một chủ tịch tỉnh thì đúng thật là một hành động khác người. Quả thật, là phó chủ tịch tỉnh, tuy rằng là ủy viên thường vụ nhưng chức vụ là cấp phó thì dù sao vẫn là cấp phó, cùng với cấp trưởng mà so sánh thì sự khác nhau vẫn là rất lớn. Từ lúc Đàm Quốc Thụy tới tỉnh Yến đảm nhiệm chức vụ đến nay, mặc dù bên ngoài tỏ ra khá khiêm tốn, nhưng trên thực tế thì dã tâm của y luôn bừng bừng, luôn muốn làm ra một việc thật lớn. Đàm Quốc Thụy so với Tống Chiêu Độ thì trẻ hơn 5 tuổi, trong mắt người bình thường thì hơn kém nhau 5 tuổi xem như không có sự khác biệt, nhưng trong chốn quan trường thì 5 tuổi này chính là một cánh cửa, là một giới hạn có thể vượt qua được. Đàm Quốc Thụy tự cao là cán bộ được Bắc Kinh cử đến, lại tuổi trẻ, hơn nữa hậu trường của y lại nhiều lần ám chỉ rằng y có thể ngay trong tỉnh Yến tiến lên cấp trưởng, vì thế y luôn chăm chú nhìn vào vị trí của Tống Chiêu Độ, cho rằng một ngày nào đó nhất định có thể thay thế được ông ta. Ngay từ đầu thì cách làm việc của Đàm Quốc Thụy rất kín đáo, bởi vì các ủy viên thường vụ khác của tỉnh Yến trông bên ngoài đều nhìn giống như người bình thường, thật ra thì mỗi người đều khôn khéo, đều am hiểu sâu rộng đạo làm quan, do đó y phải thật cẩn thận để quan sát và phân tích lập trường của mọi người. Sau đó, trước khi việc hợp nhất tài nguyên thép thì có phong thanh tin đồn truyền ra rằng có khả năng Tống Chiêu Độ phải rời khỏi tỉnh Yến, vì thế y liền động tâm, cho rằng cơ hội của mình đã tới. Không nghĩ tới kế hoạch hợp nhất lớn này mặc dù trải qua nhiều trắc trở nhưng cuối cùng cũng được thông qua, điều này khiến cho uy vọng của Tống Chiêu Độ bay lên độ cao không ai sánh kịp, cũng tạo ra những mất mát nhất định trong lòng của Đàm Quốc Thụy. Nhưng Đàm Quốc Thụy cũng không thất vọng, so với Tống Chiêu Độ thì y trẻ hơn. Y vẫn cho rằng không cần phải đến độ tuổi Tống Chiêu Độ mới chủ quản được một tỉnh. Nói đi thì cũng phải nói lại, chẳng có người cấp phó nào lại không nghĩ đến việc có một ngày lên làm chức trưởng, tuy nhiên vấn đề là biểu hiện ở mức độ bên ngoài của anh như thế nào mà thôi. Không chỉ Đàm Quốc Thụy nhìn chăm chú đến vị trí chủ tịch tỉnh, mà Tống Chiêu Độ cũng hiểu được rằng Mai Thái Bình, Cao Tấn Chu, thậm chí Lý Ngôn Hoàng đều có đủ căn cơ, lý lịch và kinh nghiệm để trở thành chủ tịch tỉnh. So sánh với những người trên thì Đàm Quốc Thụy có lý lịch kinh nghiệm nông nhất, nhưng biểu hiện của y lại bức thiết và mãnh liệt nhất. Tống Chiêu Độ một mình ngồi trong văn phòng suy nghĩ khoảng chừng trong một giờ đồng hồ, cẩn thận cân nhắc việc Ủy ban Kỷ luật tỉnh điều tra An Hưng Nghĩa và Ủy ban Kỷ luật thành phố Thiên Trạch lấy Bành Vân Phong ra để khai đao, xem ở bên trong việc này có sự liên hệ nào không. Nếu nói chỉ là điều trùng hợp thì ai cũng sẽ không tin được, điều này được thực hiện cũng quá khéo léo, cân nhắc thời cơ cũng rất chuẩn. Đúng lúc ông ta phải dồn sức lực để bảo vệ Hạ Tưởng thì người bên cạnh Hạ Tưởng và người bên cạnh ông ta gặp chuyện không may, người nào làm điều này cũng khá độc ác. Trong lòng Tống Chiêu Độ thì lửa giận càng lúc càng mạnh, nếu chỉ có người tính kế ông ta thì còn đỡ, bởi vì ông ta gặp không ít sóng to gió lớn, sớm đã thành thói quen chính trị. Mà Hạ Tưởng thì là vì đại cuộc hợp nhất của ông ta nên mới náo loạn với Trần Khiết Văn đến ra nông nỗi này, hiện tại giống như lửa với nước vậy. Nếu nói động đến An Hưng Nghĩa chỉ tương đương với chạm vào mặt mũi của ông ta, nhưng động đến Hạ Tưởng thì chẳng khác gì việc nhổ thẳng nước bọt vào mặt ông ta cả. Cũng đã nhiều năm rồi, lần này Tống Chiêu Độ quyết định sẽ lại thi triển một số thủ đoạn, khiến một ít người không an phận phải biết cái gì gọi là kiềm chế. Sau khi Tống Chiêu Độ liên tiếp gọi mấy cuộc điện thoại đến các nơi, đầu tiên là tìm hiểu một số vấn đề của An Hưng Nghĩa, sau đó lại yêu cầu Trần Thái Trung gọi cho trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hải Phong. Trần Hải Phong năm nay khoảng 50 tuổi, vóc dáng khá cao nhưng không béo mập, mắt to, mặt lớn, bả vai khá rộng làm cho người ta cảm giác rất uy mãnh, không giống với hình tượng của một đại quản gia gì cả. Nhưng trên thực tế thì đừng có trông mặt mà bắt hình dong, Trần Hải Phong đối nhân xử thế rất cẩn thận, làm việc rất chắc chắn, ánh mắt lại cực kỳ có chiều sâu, là người được Tống Chiêu Độ rất tín nhiệm. Tất cả mọi người đều có một kết luận đó là nếu một ngày chủ tịch tỉnh Tống từ Ủy ban Nhân dân tỉnh chuyển sang tỉnh ủy thì như vậy Trần Hải Phong xem như đã được định trước, sẽ được an vị trên vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Bởi vậy có thể thấy trong cảm nhận của Tống Chiêu Độ thì Trần Hải Phong là một nhân vật phụ tá được tin cậy nhất. Trần Hải Phong vừa bước vào phòng liền thấy nghiên mực bị vỡ, trong lòng liền kinh hoàng.
là một trưởng ban thư ký thì trong mọi thời khắc phải biết được lãnh đạo của mình đang suy nghĩ cái gì, cần muốn cái gì, trong giai đoạn hiện tại thì lãnh đạo quan tâm nhất là việc nào. Tuy rằng trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh là đại quản gia của Ủy ban Nhân dân tỉnh, là vị Ủy ban Nhân dân tỉnh mà phục vụ, nhưng kỳ thật trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ phục vụ mỗi một đối tượng, đó chính là chủ tịch tỉnh, mọi xúc cảm hỉ nộ ái ố, nhu cầu, công tác của người đó chính là toàn bộ ý nghĩa công việc của y. Ủy ban Nhân dân tỉnh là một từ xưng hô rất rộng, ở trong mắt Trần Hải Phong thì chủ tịch tỉnh Tống chính là Ủy ban Nhân dân tỉnh. Liên tưởng đến việc thị trưởng thành phố Lang là An Hưng Nghĩa bị điều tra, trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Thiên Trạch Bành Vân Phong cũng bị Ủy ban kỷ luật hỏi thăm, ngay lập tức Trần Hải Phong hiểu rõ được căn nguyên mà chủ tịch tỉnh Tống tức giận, cũng rõ việc chủ tịch tỉnh Tống muốn y tới đây là muốn y làm gì. Một ngày sau, tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh mở hội nghị liên tịch mời mọi người tới dự họp, mục đích để cùng phối hợp và thảo luận quá trình việc đầu tư phía Nam và việc di cư dân phía Bắc ở tỉnh Lĩnh Nam. Trong quá trình thực hiện thì tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã tận dụng một số lợi thế của mình, cố gắng tranh thủ việc đầu tư chuyển rời ở tỉnh Lĩnh Nam, phát huy đầy đủ ưu thế địa lý giáp danh với Bắc Kinh Thiên Tân. Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã thành lập văn phòng chỉ đạo công tác, việc đầu tư phía Nam và việc di cư dân phía Bắc, sẽ do một lãnh đạo tỉnh ủy đứng đầu, phụ trách các công việc cụ thể. Đàm Quốc Thủy cũng nhận được thông báo phải tham gia hội nghị, trong lòng y cực kỳ thỏa thuê và mãn nguyện. Cho rằng người phụ trách công tác cho văn phòng chỉ đạo này không là y thì còn ai vào đây nữa. Nhưng lúc y tiến vào phòng họp thì lập tức cả người ngây ngẩn lên, bởi vì vị trí của y được sắp xếp ở ngoài cùng của đài chủ tịch. Mỗi một lần hội nghị thì thứ tự xếp hạng của các lãnh đạo đều không giống nhau, ngoại trừ vị trí của bí thư và chủ tịch tỉnh ra thì chỗ ngồi của các ủy viên thường vụ khác đều tùy vào các trường hợp cụ thể mà sắp xếp. Trong lòng Đàm Quốc Thủy cũng biết đến việc này. Nhưng hôm nay khi thấy vị trí của y xếp ở ngoài cùng, thiếu chút nữa là không được ngồi ở trên đài chủ tịch, thì trong lòng y rất không thoải mái. Lại nhìn thấy vẻ mặt của Tống Chiêu Độ ngồi nghiêm túc trên đài chủ tịch, lại hạ giọng nói nhỏ với Phạm Duệ Hằng điều gì đó, Phạm Duệ Hằng còn không biết là do vô tình hay cố ý bỗng liếc nhìn y một cái, điều này khiến y bỗng nhiên có dự cảm xấu. Cái điểm khác biệt ở trong hội nghị chính là vị trí của chỗ ngồi phản ánh được tín hiệu chính trị. Ngoại trừ vị trí số 1, số 2 được cố định ở giữa đài chủ tịch ra thì những nhân vật khác ở xung quanh sẽ luôn thay đổi, không ai sẽ luôn có vị trí cố định ở bên cạnh nhân vật số 1 và số 2. Hôm nay, bên tỉnh ủy tham dự hội nghị có Phó Bí thư Mai Thái Bình, trưởng ban thư ký Vương Bằng Phi, về phía Ủy ban Nhân dân tỉnh thì ngoại trừ chủ tịch tỉnh Tống ra còn có Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Cao Tấn Chu rồi đến Đàm Quốc Thụy là những người có cấp bậc cao nhất. Với những người tham dự như vậy mà y còn bị sắp xếp sang vị trí bên cạnh. Chắc chắn điều này làm y rất khó chịu. Trên cơ bản, khi tham dự hội nghị thì mỗi người từ khi bước vào cửa ngoài việc lập tức chú ý đến chỗ ngồi của mình ra, thì sẽ lưu tâm đến việc những người ngồi xung quanh mình là ai, sau đó ngẫm nghĩ về tín hiệu chính trị ẩn tàng bên trong đó, càng phải xem xét xem ai so với mình thì được sắp xếp vị trí trọng yếu hơn. Mỗi một lần thay đổi thì đều bao hàm luồng tin tức phong phú vô hạn, đều có điểm đáng giá để cân nhắc và nghiền ngẫm. Đừng thấy Đàm Quốc Thụy là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nhưng rất nhiều hội nghị, sau khi y có mặt mới biết được mình ngồi ở nơi nào. Việc sắp xếp các vị trí này thì quyền hạn thủy chung nằm ở trong tay hai nhân vật số 1, số 2 cùng với trưởng ban thư ký tỉnh ủy Vương Bằng Phi và trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hải Phong. Ánh mắt của Đàm Quốc Thụy dừng lại ở trên đài chủ tịch, nhìn đến những người ngồi xung quanh Phạm Duệ Hằng và Tống Chiêu Độ là mấy đồng chí lão thành bên Mặt trận Tổ quốc và Hội đồng Nhân dân. Lập tức y liền kiên định ý tưởng của chính mình, việc hôm nay là do Tống Chiêu Độ cố ý bày ra. Bởi vì nếu chỉ là mấy đồng chí bên Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc thì cũng không đến mức hất y sang một bên, lại sắp xếp y ngồi giữa một số lãnh đạo cũ đã lui xuống, vị trí vừa không đẹp lại còn bắt y chen chúc trong đó, vì thế trong lòng y rất không thoải mái. Bởi vì ai cũng vậy, không muốn mình được sắp xếp ngồi ở vị trí bên cạnh như vậy. Ngồi ở vị trí bên cạnh cũng có ý nghĩa là trong hội nghị ngày hôm nay y không có chuyện gì tốt. Đàm Quốc Thụy được sắp xếp ngồi ở hàng ghế đầu bên cạnh đài chủ tịch, khi ngồi xuống thì y cảm thấy cả người không được tự nhiên, dường như có vô số ánh mắt nhìn y, điều này khiến y cảm thấy y rất mất mát. Lơ đãng quay đầu nhìn đến Trần Hải Phong và Vương Bằng Phi đang bận rộn và nhỏ giọng nói cái gì đó, làm trong lòng y lập tức có một nỗi buồn chán không biết từ đâu kéo đến. Trần Hải Phong chính là cái đuôi của Tống Chiêu Độ, là con chó săn,
đáng tiếc người này lại là trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân tỉnh, nếu không y cũng muốn đối phó giống như Bành Vân Phong vậy, bắt Trần Hải Phong khiến gã vĩnh viễn không thể xoay người được. Nhìn thấy bộ dáng bận rộn của Trần Hải Phong, trong lòng Đàm Quốc Thụy oán giận, nghĩ rằng đừng tưởng rằng không ai biết việc mày và Sở Đồng có quan hệ mờ ám, mày có tin rằng có một ngày nào đó tao sẽ làm cho mày thân bại danh liệt. Quan hệ mờ ám giữa Trần Hải Phong và Sở Đồng thì thật ra trong tỉnh ủy gần như ai cũng đều biết, biết thì biết nhưng bí mật thì vẫn phải giữ bí mật. Ngay cả Tống Chiêu Độ cũng không có cách nào ngăn chặn được, vài lần yêu cầu y kiềm chế một chút, không nên đem sự tình huyên náo lên. Nói chung không nên trưng mặt không tốt của mình ra để cho mọi người nhìn thấy, điều này cực kỳ không tốt. Nhưng Trần Hải Phong lại luôn nói rằng y không qua nổi cánh cửa Sở Đồng, cả đời này y cũng chẳng sợ vì cô ta mà đánh mất chức quan, nếu gặp chuyện này y xem như là gặp hạn. Tống Chiêu Độ cũng chỉ có thể mắng y mấy câu cho xong việc, người trong chốn quan trường thì ai chẳng có dính líu vào trong quan hệ nam nữ. Nhưng sự tình cũng phải biết nặng biết nhẹ. Trưởng ban thư ký tỉnh ủy Vương Bằng Phi thì bên ngoài cũng có một người phụ nữ, nhưng y làm rất kín, không giống như Trần Hải Phong, chẳng những không cất giấu đi mà còn thường xuyên tay trong tay cùng Sở Đồng đi uống trà hay tụ hội, điều này làm cho những người khác tôn xưng y là danh sĩ vì người đẹp mà sẵn sàng đánh đổi cả Giang Sơn. Nói đến Sở Đồng thì Hạ Tưởng cũng biết, đúng là trước kia lúc đi lại với Thành Đạt Tài thì cũng từng biết có một cô gái đẹp tên là Sở Đồng. Cô ta và Trần Hải Phong thì cũng không biết duyên phận giữa hai người với nhau thế nào mà lại lui tới cùng nhau, Trần Hải Phong vì cô ta mà không ít lần đánh nhau cùng với vợ của mình, thậm chí còn náo loạn đến nông nỗi phải ở riêng. Nhưng Trần Hải Phong vẫn như cũ làm theo ý mình, điều này khiến tất cả mọi người đều cười chê và tôn xưng y là tình thánh. Từ tình thánh, đối với người trong chốn quan trường mà nói thì không phải là từ nịnh hót, mà là từ cười chê. Chương 1051 phá vỡ đầu tiên. Hội nghị diễn ra không lâu, hơn nữa mấy vị nguyên lãnh đạo lão thành của Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc đã lui xuống được mời đến về cơ bản là không lên tiếng, hoàn toàn chính là để bài trí, điều này càng làm cho Đàm Quốc Thụy càng thêm tức giận bất bình. Ý tưởng mời đến đây một số lão già này chắc chắn là ám chỉ của Tống Chiêu Độ, sau đó Trần Hải Phong đi thực thi công việc cụ thể, nhưng điều này lại khiến y phải xấu hổ. Lúc hội nghị gần chấm dứt, Phạm Duệ Hằng phát biểu vài câu, cuối cùng là Tống Chiêu Độ lên tiếng bổ sung. Sau khi Tống Chiêu Độ khẳng định lại tinh thần chỉ thị của Bí thư Phạm rồi vạch rõ một số điều cụ thể phải thực hiện dựa trên tinh thần chỉ thị đó, hơn nữa không ngừng quán triệt một số vấn đề rồi đưa ra cái nhìn của ông ta. Thứ nhất, thành lập văn phòng chỉ đạo công tác đầu tư phía Nam và di cư phía Bắc do đồng chí Cao Tấn Chu phụ trách. Xét thấy việc đầu tư ở phía Nam và di cư ở phía Bắc là sự tình quan trọng, liên quan đến sự phát triển sau này của tỉnh Yến, là công tác cực kỳ trọng yếu vào dạng bậc nhất. Trong lúc đó thì trọng trách hiện nay trên vai đồng chí Tấn Chu quá nặng, do đó công tác quản lý thông tin đối ngoại tạm thời giao cho đồng chí Quốc Thụy toàn quyền phụ trách. Sắc mặt Đàm Quốc Thụy đen đi một ít, công tác thông tin đối ngoại là công tác khó giải quyết nhất mà lại khó ra được chiến tích nhất. Tống Chiêu Độ đem việc dễ dàng mang tới chiến tích tặng cho Cao Tấn Chu rồi lại đem cục diện rối rắm mà Cao Tấn Chu đang nắm trong tay ném lại cho y, hơn nữa lại còn ở trên hội nghị liên tịch, không phải ở tại hội nghị thường vụ của Ủy ban Nhân dân tỉnh, dụng ý rất rõ ràng đó chính là muốn vẽ mặt mình trước mọi người. Trong lòng Đàm Quốc Thụy cực kỳ nghẹn khuất thì cũng không có cách nào chống lại, xem hành động khe khẽ nói nhỏ với nhau lúc vừa rồi của Chủ tịch tỉnh Tống và Bí thư Phạm thì đã chứng minh được một số vấn đề rằng Chủ tịch tỉnh và Bí thư tỉnh ủy đã đạt thành nhận thức chung, cho dù y có muốn nói cái gì nữa thì cũng vô dụng. Hơn nữa, y cũng không có khả năng nói ra điều gì, lãnh đạo đã quyết định việc này, lại công khai tuyên bố trước mặt mọi người trong hội nghị, nếu y có ý tưởng mâu thuẫn tương đương với việc công khai chống đối với lãnh đạo. Chủ tịch tỉnh Tống, thủ đoạn hay đấy, cứ chờ xem. Đàm Quốc Thụy không phải không tức giận mà y đang mắng thầm trong bụng, y cũng có thủ đoạn của riêng mình. Nhưng Đàm Quốc Thụy thật không ngờ chính là y vừa mới tiếp nhận công tác đối ngoại thông tin thì lập tức công tác này lại có sự cố. Hai ngày sau, Đoàn Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Trung ương tới tỉnh Yến để chỉ đạo công tác, vừa mới đặt được chân xuống đất liền bị các quần chúng khiếu kiện vây chật như nêm, thiếu chút nữa xảy ra lộn xộn. Một số đồng chí lão thành trong Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc lại chõ mồm muốn tham gia vào, muốn thử nghe xem những người khiếu nại có việc gì bất bình, oan ức, điều này khiến cho tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh cực kỳ bị động, Phạm Duệ Hằng thiếu chút nữa lửa giận trào dâng tại chỗ. Cuối cùng đành phải sắp xếp,
tổ chức để đại biểu của đoàn người khiếu nại kêu oan và một số đồng chí lão thành của Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng Nhân dân nói chuyện trao đổi thẳng thắn. Lúc này, Phạm Duệ Hằng chỉ thị cho Vương Bằng Phi kết hợp để làm tốt công tác trấn an, phòng ngừa những người khiếu nại kêu oan gây rối, rồi phê bình Đàm Quốc Thụy một hồi. Đàm Quốc Thụy khổ sở mà không nói được lời nào, y hoài nghi có người đứng ở phía sau bức màn để quấy rối, nhưng không có chứng cớ nên không thể nói lung tung, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Việc này cũng chưa tính, khi nhóm đồng chí lão thành tiếp kiến những đại biểu của nhóm người khiếu nại, lúc nói chuyện với nhau thì mới biết được những người này đều là công nhân viên chức đang thất nghiệp của các xí nghiệp phá sản được tổ chức lại. Trong vấn đề các xí nghiệp bị phá sản được tổ chức lại thì vốn là trên tỉnh cũng đã quyết định một số khoản trợ cấp và bố trí công việc cho những người này, nhưng tất cả đều không thực hiện được, hiện tại thì bọn họ ngay cả cơm để ăn cũng khó khăn, đã sắp rơi vào tình trạng phải chết đói. Nhóm đồng chí lão thành cực kỳ bất mãn, lập tức có rất nhiều ý kiến đối với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Yến, nói là các công nhân viên chức về hưu của các doanh nghiệp nhà nước đều là các công thần của đất nước, vì quốc gia mà dâng hiến cả cuộc đời. Cuối cùng khi bọn họ già rồi, không còn sức khỏe nữa thì nhà nước lại tung chân đá một cái hất bọn họ văng ra, chẳng những không phù hợp với các chính sách tương quan của nhà nước mà còn không trọng tình người, không phải là việc mà đảng viên Đảng Cộng sản có thể làm được. Đảng viên Đảng Cộng sản là phải vừa có tính nguyên tắc nhưng vừa phải có tình người. Cứ như vậy, những cán bộ lão thành này cũng không khách khí mà của mắng Phạm Duệ Hằng và Tống Chiêu Độ mấy câu. Trên cơ bản thì những đồng chí lão thành của Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng Nhân dân Trung ương đều là những bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh đã lui ra, bọn họ so với Phạm Duệ Hằng và Tống Chiêu Độ thì lý lịch kinh nghiệm còn cao hơn rất nhiều, lại rất tư cách nên Phạm Duệ Hằng và Tống Chiêu Độ cũng chỉ có thể nghe, hơn nữa còn phải giả bộ tỏ ra bộ dáng rất cung kính. Các đồng chí lão thành trong Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc thì đừng có nhìn thấy bọn họ có quyền lực không lớn, nhưng không thể trêu vào được. Trước kia từng có hai ví dụ. Thứ nhất là có một phó bí thư tỉnh ủy đối với các đồng chí lão thành trong Mặt trận Tổ quốc, Hội đồng Nhân dân không quá tôn trọng, khi những đồng chí lão thành này đi xuống cơ sở để công tác thì cũng không ra tiếp đón, thái độ cũng rất lạnh nhạt. Sau đó, khi Trung ương điều chỉnh bộ máy tỉnh ủy, đồng chí phó bí thư này tự cho là có thể đảm nhiệm vị trí chủ tịch tỉnh, vì thế hoạt động rất tích cực, kết quả khi lãnh đạo Trung ương trưng cầu ý kiến của các đồng chí lão thành của Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc thì những đồng chí lão thành này trả lời rằng người này lỗ mãng, thái độ không biết trọng trên nhường dưới, khuyết thiếu cái nhìn đại cục, vì thế kết cục của người này cũng rất bi thảm. Còn có một vị đang đảm nhiệm vị trí bí thư tỉnh ủy, đối với các đồng chí lão thành của Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc cũng không quá để trong lòng, khi chiêu đãi có điều không chu toàn, đến thời điểm vị này muốn tiến thân gia nhập vào bộ chính trị thì phải đi ngang qua cửa của Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Trung ương. Đợi lúc đó các đồng chí lão thành ở Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc cũng không giúp vị này có những lời hay nào, kết quả cuối cùng là vị này đi đến Mặt trận Tổ quốc, ngay cả một vị trí tốt ở trong Mặt trận Tổ quốc cũng không có được. Lại còn bị những đồng chí lão thành mà ban đầu y đắc tội xa lánh, biến y thành người suốt ngày sầu muộn. Nhóm đồng chí lão thành đúng là không có quyền lực để quyết định việc lên chức của người nào, nhưng chỉ cần cho ai đó một số lời khó nghe thì việc mất điểm trong cảm nhận của lãnh đạo Trung ương là điều rất dễ dàng. Phạm Duệ Hằng và Tống Chiêu Độ rất am hiểu điều này, vì thế bọn họ đối với các đồng chí lão thành này thì vô cùng kính trọng. Sau khi nghe nhóm đồng chí lão thành này phê bình một hồi thì lập tức bắt tay vào việc điều tra, kết quả là phát hiện ra việc tổ chức lại xí nghiệp phá sản này lại do Đàm Quốc Thụy toàn quyền phụ trách. Phạm Duệ Hằng vô cùng căm tức, mà đổi bất kỳ ai cũng sẽ căm tức. Bởi vì sai lầm trong công tác của Đàm Quốc Thụy mà khiến ông ta bị các đồng chí lão thành mắng mỏ. Do đó toàn bộ cơn tức của ông ta chuyển sang trên người Đàm Quốc Thụy theo kiểu giận chó đánh mèo. Sau khi cùng Tống Chiêu Độ thảo luận, Phạm Duệ Hằng lập tức quyết định yêu cầu Đàm Quốc Thụy phải làm kiểm điểm sâu sắc với tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, rồi định ngày phải giải quyết vấn đề thất nghiệp của những công nhân viên chức này, nếu quá thời gian trên không xử lý được thì sẽ quy trách nhiệm cho Đàm Quốc Thụy. Trong lòng Đàm Quốc Thụy rất bất ổn. Y không dám khẳng định việc nhóm công nhân viên chức khiếu nại kiện tụng này và việc Hội đồng Nhân dân tới chơi thì có điều trùng hợp hay là do con người làm ra, nhưng bất kể là như thế nào thì mặt mũi của y cũng đều mất hết. Công tác kêu oan khiếu nại có sai lầm thì y có thể trốn tránh được một phần, là bởi vì y vừa mới tiếp nhận, nhưng nguyên do để tiến hành việc kêu oan khiếu nại này thì lại vẫn từ công việc y vẫn được phân công trong việc quản lý cải cách chế độ xí nghiệp, do đó y không có lời nào để mà nói cả. Hơn nữa,
bên trong việc cải cách chế độ xí nghiệp diễn ra đầy mưu mẹo, ai lại không hiểu rõ điều này. Mấy xí nghiệp trong tỉnh phá sản được tổ chức lại là bị mấy công ty của Đài Loan tiến đến thu mua, tài chính của những công ty Đài Loan này thì lại luôn chậm chạp, không đúng thời hạn, y có thể có biện pháp gì. Đối với việc này nếu không có tiền thì chẳng thể làm ra chuyện gì, đừng nói là chủ tịch tỉnh mà ngay cả bí thư tỉnh ủy cũng vậy, không có tiền để thực hiện thì lập tức sẽ bị dân chúng chửi mắng. Nhưng đã là người phụ trách nếu công tác của mình làm không tốt, bất kể là có những nguyên nhân gì thì lãnh đạo cấp trên cũng sẽ phát biểu về cái nhìn của mình, anh không muốn cũng phải nghe. Trong lòng Đàm Quốc Thụy phẫn hận, cũng chỉ có thể ngay trước mặt Phạm Duệ Hằng, Tống Chiêu Độ và nhóm đồng chí Lão Thành cam đoan rằng trong vòng 3 tháng sẽ chứng thực hoàn toàn các chỉ thị tinh thần của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, làm tốt các công tác thiết thực, giải quyết tốt hậu quả của công việc. Mạnh miệng nói ra như vậy nhưng Đàm Quốc Thụy không biết rằng y vừa nhảy vào cái hố do chính mình đào ra. So với việc thế cục của tỉnh rõ ràng có dấu hiệu sáng sủa thì thế cục của Thiên Trạch vẫn là một mảng sương mù. Chương 1052, lại phá cái thứ hai. Bành Vân Phong tiếp nhận hai lần truy hỏi của Ủy ban Kỷ luật thành phố rồi lại quay trở về văn phòng. Lần trước chuyện ông ta bị bắt giam hai lần hóa ra chỉ là tin đồn mà thôi. Có lẽ có người ác ý muốn phá hoại thanh danh của ông ta. Nói chung, khi mà trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tạm thời còn chưa thoát khỏi sự nghi ngờ thì khi thị trưởng Hạ sắp xếp công tác, sẽ tránh trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân ra, sẽ thích hợp để những công việc trọng điểm cho phó trưởng ban thư ký. Thị trưởng Hạ thì lại không như thế mà lại coi như chưa có chuyện gì từng xảy ra, vẫn sắp xếp rất nhiều công việc cho Bành Vân Phong. Ví dụ như để cho ông ta liên hệ công tác với thuốc đông y phó thị và công tác văn hóa du lịch thành phố. Dường như không có chút nghi ngờ nào khiến cho mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Điều càng khiến cho mọi người không hiểu chính là thị trưởng Hạ vừa không đề cập đến vấn đề từ tử kỳ nên xử trí như thế nào mà cũng không hỏi rõ Bỉ Bất Hưu về hai lần hỏi Bành Vân Phong. Mà cứ như là chẳng có chuyện gì, hắn cứ bận rộn các sự vụ chính trị hơn nữa là bận túi bụi, chẳng quan tâm được đến chuyện gì khác nữa. Thị trưởng Hạ ngay cả thư ký cũng không có. Đối với những người ở thành ủy mà nói, thực sự là có chút gì đó mất mặt. Nhưng thị trưởng Hạ cũng không cảm thấy gì, vừa không tìm người thay thế từ tử kỳ mà cũng chẳng đề cập đến việc mở cuộc họp nghiên cứu về vấn đề của từ tử kỳ và Bành Vân Phong. Dường như là buông tay mặc kệ hoặc là thái độ né tránh nói đến. Điều này khiến không ít người suy nghĩ thị trưởng Hạ rốt cuộc là đang diễn trò gì đây. Điều càng khiến người ta không hiểu rõ chính là bí thư Trần dường như cũng không vội thể hiện thái độ về sự kiện của Từ Tử Kỳ và Bành Vân Phong. Nhân vật số 1, số 2 thành phố Thiên Trạch, xung quanh vấn đề của Từ Tử Kỳ và Bành Vân Phong không hẹn mà gặp. Cả hai đều lựa chọn sự im lặng, điều này khiến cho thành phố Thiên Trạch được bao phủ bởi một bầu không khí lạ thường. Tuy nhiên những người có lòng thì phát hiện, sau khi sự việc xảy ra thì Bỉ Bất Hưu chỉ đến văn phòng của thị trưởng Hạ một lần. Sau đó thì không hề lộ mặt nữa, mà lại là Bùi Nhất Phong đến văn phòng của thị trưởng Hạ rất nhiều lần. Không ít người cho rằng lúc này nên có Lưu Nhất Cửu ra mặt. Vì Lưu Nhất Cửu rất có tài phá án, thị trưởng Hạ cũng tin tưởng ông ta nhất. Không ngờ về phương diện cục công an thành phố thì ngoài Bùi Nhất Phong ra, Lịch Phi và Lưu Nhất Cửu đều chẳng thấy ló mặt dù chỉ một lần. Hơn nữa ai cũng bận việc của người nấy. Nhưng thật ra có một nhân vật mà không ai nghĩ đến gần đây thường xuyên lui tới chỗ thị trưởng Hạ. Đó chính là phó chủ nhiệm thường trực ủy ban kỷ luật Trần Hải Phong. Trần Hải Phong là xếp vào hàng có bước tiến cao ở ủy ban kỷ luật sau khi Lưu Phong Thanh đi, trở thành phó bí thư thứ nhất. Không ai chú ý đến mối quan hệ giữa anh ta và thị trưởng Hạ. Nhưng Bành Vân Phong sau khi xảy ra chuyện thì Trần Hải Phong gần gũi hơn với thị trưởng Hạ. Đây cũng là một việc lạ. Còn có những người tò mò tiến hành so sánh Trần Hải Phong với trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hải Phong. Hai cái tên hoàn toàn giống nhau. Trưởng ban thư ký Trần Hải Phong là thân tín của Chủ tịch tỉnh Tống. Phó chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Trần Hải Phong thì có xu hướng trở thành thân tín của thị trưởng Hạ. Kể ra cũng thú vị. Thú vị hay không thì Hạ tưởng cũng không để ý việc người ta ở bên ngoài phán đoán thế nào. Nhưng hiện tại hắn đang ở Đông Y Phó Thị. Đúng lúc gặp Phó Tiên Tiên thì nhận được điện thoại của Phó Tiên Phong. Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên gặp mặt không phải là chuyện công. Chính là vì Phó Tiên Tiên bảo hắn qua có chuyện muốn nhờ vả. Hắn cũng vừa lúc muốn tìm Phó Tiên Tiên nói chuyện, chuyện có liên quan đến sự bố trí của hắn. Thế nên hắn liền vui vẻ đi đến huyện Bảo Mã.
lần này đến thì không dùng xe công mà là bảo Tiêu Ngũ đưa hắn đi. Sau khi Tiêu Ngũ đưa đến nơi thì liền đến thành phố uống trà. Lãnh đạo hẹn gặp phụ nữ thì Tiêu Ngũ không thể ở đó được. Phượng Mỹ Mỹ gần đây luôn ở Thiên Trạch cùng anh ta, cũng đã có bầu rồi. Người sắp được làm bố như anh ta tâm trạng vô cùng tốt. Anh ta căn bản không cần quan tâm lo lắng cũng biết chỉ số thông minh của anh ta sẽ không được dùng đến. Lãnh đạo không nói thì cơ bản là chẳng có chuyện gì. Anh ta có thể khoanh tay đứng nhìn là được rồi. Tiêu Ngũ cũng hay, không tìm gái ở bên ngoài. Không phải là không muốn mà là không dám. Phượng Mỹ Mỹ quá lợi hại, rất nhạy cảm. Tiêu Ngũ một lần bị gái ở quán ba ôm lấy. Về nhà, Phượng Mỹ Mỹ ngửi thấy mùi nước hoa nên quở trách anh ta vài câu. Về sau Tiêu Ngũ thật thà chăm chỉ hơn, coi việc phục vụ lãnh đạo làm vinh quang, nghĩ đến việc chơi gái là thẹn. Anh ta đã xác lập nên một thế giới quan và nhân sinh quan đúng đắn. Bởi vậy Hạ Tưởng rất yên tâm về Tiêu Ngũ. Đàn bà ít đi một chút là thế giới của Tiêu Ngũ thanh tịnh lên rất nhiều. Phó Tiên Tiên hôm nay mặc một chiếc quần ngắn. Chiếc quần ôm lấy vòng ba tròn trịa, lại thêm cặp đùi trắng nõn gợi cảm, không thể không nói, Phó Tiên Tiên hôm nay ướt át, hoàn toàn là phong cách thướt tha thành thục mặc người sâu xé. Cũng chính là Hạ Tưởng, đổi người nào đó hẳn là muốn ngắt lấy đóa hoa Phó Tiên Tiên, thì chẳng những bị đau tay mà còn phải bỏ ra một cái giá đau đớn thê thảm. Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên ngồi ở phần hiên hóng gió. Còn chưa nói chuyện thì Phó Tiên Phong gọi điện thoại đến. Hạ Tưởng, gần đây thế cục ở tỉnh và Thiên Trạch hơi có chút bấp bênh. Vừa lúc Ủy ban Kế hoạch và Phát triển đang muốn thảo luận thông qua một số hạng mục. Tôi đang nghĩ, hiện tại việc lập dự án đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch có vẻ là không thích hợp lắm. Phó Tiên Phong rốt cuộc là người tinh nhanh. Bất kể là ông ta suy nghĩ xuất phát từ góc độ nào đi nữa thì lần này một lần nữa áp chế đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch quả thật là một diệu kế. Có thể mượn thời cơ để thêm áp lực cho tỉnh ủy, thể hiện rõ tầm quan trọng của ông ta ở Thiên Trạch. Giữa Phó Tiên Phong và hắn có sự hợp tác cũng là do suy nghĩ để phòng nhau thôi. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận Phó Tiên Phong có năng lực trên phương diện đầu cơ trục lợi. Ánh mắt rất chuẩn xác, nắm bắt thời cơ kịp thời khéo léo. Ngay cả Hạ Tưởng cũng không ngờ đến việc lợi dụng đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch thì Phó Tiên Phong đã nghĩ đến rồi. Bởi vậy có thể thấy được, Phó Tiên Phong cũng muốn hắn ở lại Thiên Trạch. Hắn ở lại Thiên Trạch là có lợi cho nhà họ Phó. Phó Tiên Phong cũng không muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ ở Thiên Trạch. Hạ Tưởng mà đi thì lợi ích của nhà họ Phó chắc chắn sẽ bị tổn hại. Nhưng chắc chắn rằng nếu Hạ Tưởng ở lại thì càng có thể đảm bảo lợi ích của nhà họ Phó sẽ bội thu. Bởi vì trong tầm mắt của Phó Tiên Phong, rất ít người có được thủ đoạn chính trị như Hạ Tưởng, lại ít có người có được đầu óc kinh tế như thị trưởng Hạ. Bởi vậy Phó Tiên Phong vừa muốn cùng Hạ Tưởng hợp tác, lợi dụng đầu óc kinh tế của Hạ Tưởng để giành ích lợi về cho nhà họ Phó. Lại canh cánh trong lòng với những điều Hạ Tưởng đã làm trước đây. Đang định khi thời cơ chín muồi thì sẽ qua cầu rút ván. Cuộc đời là phen đỏ đen. Trên chiếu bạc, đánh cuộc chính là tiền tài. Trên quan trường, đánh cuộc chính là tiền đồ. Trên thương trường, đánh cuộc chính là vận mệnh. Có đôi khi thắng thua dựa vào may mắn, có lúc lại dựa vào lập trường. Nếu đứng đúng chỗ thì anh làm nhà cái, ăn hết của người ta. Nhưng Hạ Tưởng hơi trầm ngâm. Điều này nằm ngoài dự liệu của Phó Tiên Phong. Hắn đã cự tuyệt đề nghị của Phó Tiên Phong mà còn nói. Trước hết xin cảm ơn tấm lòng tốt của chủ nhiệm Phó. Nhưng theo tôi, tốt nhất là thả ra. Dù sao thì cũng là chuyện đã lộ ra ngoài, không thể thất tín được. Hơn nữa kế hoạch lớn phát triển Thiên Trạch đừng có làm phức tạp thêm nữa. Phó Tiên Phong sửng sốt trong chốc lát, mỉm cười một tiếng. Anh là sợ để lại ấn tượng không tốt trong tỉnh đúng không? Theo tôi, Phạm Duệ Hằng có lúc làm việc không đáng tin cậy lắm. Cách đối nhân xử thế của ông ta lại không có nguyên tắc, không có lập trường. Anh càng mềm yếu thì anh ta càng ức hiếp anh. Như thế thì không bằng đọ sức một phen. Tôi ủng hộ anh. Hạ Tưởng mới không nghe những lời châm ngòi ly gián của Phó Tiên Phong. Hắn tự biết chừng mực của mình. Phó Tiên Phong là muốn lợi dụng hắn để khơi mào sự việc ra. Ngược lại hắn còn có tính toán lợi dụng bàn tay của nhà họ Phó. Lại nói vài câu, Phó Tiên Phong coi như nể mặt Hạ Tưởng, đáp ứng việc thuận lợi tiến hành việc lập dự án đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch. Phó Tiên Phong vốn còn muốn nói thêm vài câu. Nói một chút về ý đồ hợp tác lâu dài với Mỹ. Nhưng Phó Tiên Tiên không kiên nhẫn được nữa, giật lấy điện thoại nói với Phó Tiên Phong.
Em khó khăn lắm mới mời được thị trưởng Hạ đến đây. Anh lại nói chuyện mãi không thôi, có phiền không cơ chứ? Sau đó cô liền không nể mặt chút nào mà cúp luôn điện thoại. Phó Tiên Phong với người khác thì bày tỏ thái độ kênh kiệu. Nhưng đối với Phó Tiên Tiên thì không có cách nào. Về bước tiếp theo lợi dụng nguy cơ tín dụng thứ cấp thổi quét lợi nhuận của nước Mỹ, Hạ Tưởng vẫn chưa kịp thảo luận cụ thể với Liên Nhược Hạm thì đột nhiên xảy ra chuyện của Bành Vân Phong và Từ Tử Kỳ khiến cho hắn phân tâm. Tuy nhiên nghĩ lại thì dù bận mấy cũng không thể bỏ qua chuyện lớn liền quyết định từ huyện Bào Mã quay trở về, trực tiếp chuyển hướng đi về chỗ Hoa Hải Nguyên cùng Liên Nhược Hạm đưa ra quyết định. Phó Tiên Tiên thấy Hạ Tưởng hơi thất thần, liền không vui khẽ đẩy Hạ Tưởng một cái. Anh ở với em mà lại nghĩ đến người phụ nữ khác. Như thế có quá đáng lắm không? Chương 1053, chôn xuống mấy quả mìn. Hạ Tưởng không nói gì. Thật đúng là đã bị cô ấy nói trúng rồi. Hắn đành phải giả bộ ngớ ngẩn để lừa phỉnh. Đâu mà, anh đang suy nghĩ cách giải quyết vấn đề của Bành Vân Phong. Vấn đề của Từ Tử Kỳ còn dễ giải quyết, còn vấn đề của Bành Vân Phong thì phiền toái đây. Cũng không phiền. Tôi có một cách, anh có muốn nghe không? Phó Tiên Tiên nét mặt đầy ẩn ý, nơi khóe miệng là nụ cười danh mãnh. Em thì có thể có cách gì chứ? Đừng gây rối. Lời tuy là nói như vậy nhưng cũng không thể không thừa nhận Phó Tiên Tiên sắc sảo thông minh. Hạ Tưởng cười ha hả. Nói chuyện chính trước đã, em đến tìm anh có chuyện lớn gì sao? Tính cách của Phó Tiên Tiên là nếu như không cho cô ấy nói thì cô ấy càng muốn nói, liền trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng. Chưa hết, vẻ mặt cô còn danh ma nhìn Hạ Tưởng. Thế nào, em cũng có mặt nham hiểm đấy chứ, đúng không? Hạ Tưởng làm bộ vào đầu. Cái này rất là không tốt. Nếu chủ nhiệm Phó phát hiện ra thì ông ấy sẽ tức giận. Ai quan tâm làm gì? Em chỉ hỏi anh cách của em có được hay không? Nhưng thật ra cũng có chỗ dùng được. Ý của anh là khả thi đúng không? Được rồi, anh không cần quan tâm nữa. Chuyện từ nay trở đi em sẽ lo. Từ xưa đến giờ em vẫn chưa giúp anh làm được một chuyện gì. Chuyện này thì em chắc chắn sẽ giúp. Phó Tiên Tiên nghiêm túc nói xong, lại ha hả mỉm cười. Nếu em giúp anh chuyện này thì anh cũng đáp ứng em một chuyện được không? Cũng là Phó Tiên Tiên thẳng thắn, còn chưa giúp được người khác làm xong chuyện mà đã đưa ra điều kiện rồi. Hạ Tưởng thật chẳng có cách nào với cô ấy liền gật đầu. Được, đồng ý với em. Phó Tiên Tiên vui vẻ mỉm cười. Đưa tay ra. Ngoắc tay đi. Hạ Tưởng liền ngoắc tay với Phó Tiên Tiên. Ngón tay cô trắng nón thanh mảnh thật vô cùng đẹp. Được rồi, em sẽ nói nguyên nhân vì sao hôm nay mời thị trưởng Hạ đến. Phó Tiên Tiên vẻ mặt thần bí, bỗng nhiên lại nhẹ giọng xuống. Xung quanh mấy trăm mét của cái sân hóng mát đều không có người, căn bản là chẳng có ai nghe lén. Cô chính là cố làm ra vẻ huyền bí, nhẹ giọng nói. Trần Mạt Trần Lị muốn về nước nên nhờ em hỏi anh. Anh có giúp các cô ấy được không? Hoa nhài vàng, bạc, Hạ Tưởng trong đầu hiện ta dung nhan xinh đẹp của hai chị em. Nhớ lại vẻ đẹp ướt át của hoa nhài vàng và sự lạnh băng của hoa nhài bạc khiến lòng hắn hoảng hốt. Sao lại phải quay về? Không phải là họ sống ở nước ngoài không quen mà là nghe nói Trần A bị bệnh. Họ muốn quay về thăm cha. Họ rất đáng thương. Thực sự rất muốn sớm quay về chỉ là sợ anh không đồng ý. Trong lúc nói chuyện, Phó Tiên Tiên ánh mắt oán hận nhìn Hạ Tưởng. Ánh mắt rất phức tạp, bao hàm vô số thông tin. Chỉ e là có sự thông cảm và thương hại, còn có cả sự đố kỵ và bất đắc dĩ. Hoa nhài vàng, bạc muốn về nước, Hạ Tưởng chẳng có lý do nào để ngăn cản. Hiện tại chuyện Nga Ni Trần cơ bản là đã qua rồi. Hoa nhài vàng, bạc cũng đã bị khá nhiều người lãng quên rồi. Anh làm sao mà lại không đồng ý cho họ về nước chứ? Muốn về thì cứ về đi, anh còn hoan nghênh ấy chứ? Em chỉ biết là anh rất mong muốn các cô ấy trở về, trái ôm phải ấp, kim ốc tàng kiều, nhà vàng giấu người đẹp đúng không? Phó Tiên Tiên lại thay đổi sắc mặt, hùng hổ chỉ trích Hạ Tưởng. Đồ đàn ông không có lương tâm, anh chính là người đàn ông xấu nhất thế gian này. Lòng tham vô đáy, đứng núi này trông núi nọ, đầu trâu mặt ngựa. Phó Tiên Tiên lôi ra một loạt thành ngữ để chửi hắn, căn bản là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Hắn liền mỉm cười. Anh để các cô ấy sau khi về nước sẽ đến làm việc ở Đông Y Phó Thị của em. Thế nào, em yên tâm được chưa? Như vậy nha. Phó Tiên Tiên ánh mắt rất nhanh nháy động vài cái. Coi như anh thức thời,
coi như anh thông minh đấy. Quyết định như thế nha. Cô ấy lại vui vẻ ôm lấy cánh tay của Hạ Tưởng, dán chặt người vào. Phó Tiên Tiên phía dưới mặc quần ngắn, bên trên mặc áo phông. Đơn giản nhưng đẹp, trên thân thể cô có những chỗ nhô lên, nhìn đẹp và gợi cảm. Hạ Tưởng liền cảm nhận thấy cơ thể thanh xuân xinh đẹp của cô toát lên sức sống và nhiệt huyết mãnh liệt. Nhìn thấy cổ của cô trắng ngần như tuyết, trên đó lấm tấm mồ hôi nhỏ, thiếu chút nữa là ngã vào. Cũng may, điện thoại kịp thời vang lên giúp hắn giải vây. Điều khiến hắn ngạc nhiên là, cuộc điện thoại là của An Hưng Nghĩa gọi tới. Khi Hạ Tưởng vừa mới đến Thiên Trạch, An Hưng Nghĩa và hắn từng gặp mặt một lần. Không hiểu sao, An Hưng Nghĩa đối với hắn vô cùng lãnh đạm. Giữa hai người đừng nói thâm giao mà ngay cả nói chuyện thì cũng chỉ nói với nhau vài câu. Hạ Tưởng lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, cùng là người của chủ tịch tỉnh Tống, tất sẽ gần nhau. An Hưng Nghĩa gọi điện đến tuy có chút bất ngờ nhưng trong nháy mắt Hạ Tưởng liền đại khái đoán được ý của cuộc gọi đó. Hạ Tưởng phải nghe điện thoại, Phó Tiên Tiên rất không muốn, chạy sang một bên đá mấy hòn đá, rất giống một cô bé gái. Hắn liền lắc đầu cười, cũng không để ý tới cô ấy mà vẫn nghe điện thoại. An Hưng Nghĩa thanh âm hơi trầm. Thị trưởng Hạ, tôi là An Hưng Nghĩa đây. Mạo muội gọi điện thoại cho anh, không biết bây giờ nói chuyện có tiện không? Hạ Tưởng bất chợt dừng lại, từ chối câu hỏi vừa rồi. Thị trưởng An, xin chào, có việc gì không? Thái độ bình thường ôn hòa của Hạ Tưởng, An Hưng Nghĩa cũng đã đoán trước được. Dù là Hạ Tưởng ở trước mặt anh ta thì có chút to lớn. Anh ta cũng có chút ghen tị với mối quan hệ riêng tư rất thân mật của Chủ tịch tỉnh Tống và Hạ Tưởng. Nhưng bây giờ anh ta có điều cần cạnh Hạ Tưởng cho nên không thể không cúi đầu. Có một chuyện, muốn thị trưởng Hạ giúp, tuy là có chút mạo muội nhưng ở chỗ Tống. Hạ Tưởng trực tiếp liền ngắt lời An Hưng Nghĩa. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, tôi đang nghe đây. An Hưng Nghĩa kiền hiểu ra điều gì, ở trước mặt Hạ Tưởng mà anh ta nhắc đến Chủ tịch tỉnh Tống thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đều là thân tín của Chủ tịch tỉnh Tống, nhưng anh ta không bao giờ được Chủ tịch tỉnh Tống tín nhiệm nhiều hơn Hạ Tưởng. Đồng thời anh ta cũng biết anh ta không đủ tư cách nhắc đến Chủ tịch tỉnh Tống trước mặt Hạ Tưởng. Hơn nữa việc lấy Chủ tịch tỉnh Tống ra làm cờ hiệu thì cũng không phải là hành động sáng suốt. An Hưng Nghĩa âm thầm tự trách, cũng là do mình luống cuống. Chứ bình thường anh ta đâu đến mức ngốc như vậy. Ủy ban kỷ luật tỉnh tìm tôi nói chuyện, thực sự vẫn là có sự bất lợi đối với Chủ tịch tỉnh Tống. Hạ Tưởng rất tức giận, An Hưng Nghĩa đã nói mấy câu rất không nên nói, rất không nên. Điều tra anh ta là từ bên ngoài muốn làm xấu mặt Tống Chiêu Độ. Ai cũng biết rõ trong lòng, nhưng biết thế là được rồi, không cần nói ra là thừa. Bây giờ là cuộc nói chuyện giữa hai chúng ta, không cần đề cập đến người khác. Hạ Tưởng giọng điệu vô cùng không tốt lại ngắt lời An Hưng Nghĩa. An Hưng Nghĩa bị Hạ Tưởng liên tiếp ngắt lời hai lần. Trong lòng vô cùng không vui. Nhưng nghĩ lại thì cũng hiểu được điều mà Hạ Tưởng lo lắng. Thế nên đành phải kiềm chế cơn tức giận và giải thích. Cuộc điện thoại này của tôi, Ủy ban kỷ luật sẽ không nghe lén đâu. Hơn nữa tôi chẳng có vấn đề gì, tôi trong sạch thì không thẹn với lương tâm. Là có người muốn hãm hại tôi muốn thị trưởng Hạ truyền lời với Chủ tịch tỉnh Tống một tiếng rằng tôi sẽ không làm cho ông ấy mất mặt mà cũng không để người khác nắm đằng chui được đâu. Tống Chiêu Độ gần đây không giữ liên lạc với An Hưng Nghĩa. Cũng là vì hiềm nghi, nhưng theo sự suy đoán của Hạ Tưởng, dường như Tống Chiêu Độ có điều bất mãn với An Hưng Nghĩa. Cho nên sau khi An Hưng Nghĩa mất đi mối liên hệ với Tống Chiêu Độ liền nhờ hắn chuyển lời. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, đồng thời cũng là kịp thời thể hiện tấm lòng trung thành, kiên định lập trường. Dù là hơi bất mãn với năng lực làm việc và đối nhân xử thế của An Hưng Nghĩa nhưng Hạ Tưởng cũng không thể thấy chết mà không cứu được. Huống chi người hắn cứu không phải là An Hưng Nghĩa, mà là thể diện của Tống Chiêu Độ. Hơn nữa với sự ăn ý của hắn và Tống Chiêu Độ lựa chọn cách đoạn tuyệt mối liên hệ với An Hưng Nghĩa, thì cũng không phải không có ý nhờ hắn giang tay kéo An Hưng Nghĩa về. Thành phố Lang là nơi mà hắn từng gây sóng gió. Có rất nhiều chi tiết của nhiều người. Hắn đều biết rất rõ. An Hưng Nghĩa nói nghe rất hay. Hạ Tưởng không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là anh ta có vấn đề. Vấn đề lớn hay nhỏ tạm thời chưa bàn tới, nhưng chắc chắn không để cho Ủy ban kỷ luật bắt lấy chứng cứ mấu chốt. Nếu không thì anh ta làm sao mà ra được. Tìm hắn nói chuyện cũng chứng minh rằng người ở phía sau bức màn cung cấp tài liệu tố cáo cũng đã có sự lường trước nhưng vẫn chưa nắm được trọng điểm.
vì thế mới chỉ có nói chuyện mà không có tiến hành làm gì. Ủy ban kỷ luật mời An Hưng Nghĩa đến nói chuyện là có tính chất bảo mật, không lộ ra bên ngoài chút nào, chỉ có một số ít người biết. Ngoài ra, An Hưng Nghĩa là lấy danh nghĩa của tỉnh ủy để đến họp. Nhưng trên đời này bức tường nào chẳng có vách, nếu như không kịp thời dập lửa thì chuyện sớm muộn cũng sẽ lộ ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng và uy danh của An Hưng Nghĩa. Công tác của anh ta ở thành phố Lang sẽ không dễ dàng triển khai. Cũng sẽ mất điểm trên phương diện chính trị. Lý Ngôn Hoàng chủ trì công tác của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, lập trường rõ ràng. Chỉ cần đề cập đến vấn đề kinh tế nghiêm trọng, chứng cứ xác thực thì về cơ bản đều sẽ nghiêm túc xử lý. Mối quan hệ giữa Hạ Tưởng và ông ta không gần không xa. Nhưng Hạ Tưởng luôn tôn trọng ông ta. Lý Ngôn Hoàng tìm An Hưng Nghĩa nói chuyện sẽ không xuất phát từ việc nhằm vào mục đích chính trị đối với Tống Chiêu Độ mà là theo nguyên tắc làm việc mà thôi. Nhưng nói đi phải nói lại, nguyên nhân chính là vì Lý Ngôn Hoàng tính nguyên tắc rất mạnh mẽ, chỉ cần An Hưng Nghĩa thực sự bị bắt lấy nhược điểm thì ông ta sẽ không e dè thể diện của Tống Chiêu Độ mà chắc chắn sẽ tìm cách xử lý An Hưng Nghĩa. Đối với Ủy ban Kỷ luật tỉnh mà nói, một năm bắt vài cái cán bộ cấp sở chẳng có gì lạ. Có một số tỉnh một năm bắt gần 10 quan lớn cấp sở. Tỉnh Yến về tương đối mà nói, ít hơn nhiều. Cho nên nói, chuyện vẫn là rất khó giải quyết. Biết là ai ở sau lưng Hạ độc thủ không? Hạ Tưởng căn bản không hỏi An Hưng Nghĩa là thực sự có chuyện hay không, mà điều hắn muốn là phá tan kẻ Hạ độc thủ phía sau. Không rõ lắm, tôi đang điều tra. Hạ Tưởng cơn tức giận ập đến. An Hưng Nghĩa cũng quá vô năng. Đã bị người ta tố cáo rồi mà còn không biết đối thủ là ai. Anh ta thật là quá hồ đồ rồi. Tự cho rằng trong tầm mắt mình không có đối thủ nào sao. Trên quan trường cứ coi như là không có ý hại người thì cũng phải luôn có ý thức tránh bị hại. Quan trường chính là trốn danh lợi. Anh càng tự cho rằng mình công chính, chỉ cần anh ngồi ở địa vị cao thì sẽ vô tình ảnh hưởng đến vận mệnh của rất nhiều người, cũng sẽ đắc tội rất nhiều người. Được rồi, tôi sẽ thay anh chuyển lời. Hy vọng anh tự giải quyết cho tốt. Hạ Tưởng vốn định khuyên An Hưng Nghĩa thận trọng khi làm nhưng lại thôi. Ít nói chút thì tốt hơn. Nói nhiều thì An Hưng Nghĩa có lẽ sẽ nghĩ rằng hắn ở trên cao đang dạy cho anh ta một bài học. Cảm ơn thị trưởng Hạ. An Hưng Nghĩa vẫn là chính trọng thể hiện sự cảm ơn đối với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng hơi hơi có chút thất vọng. An Hưng Nghĩa bị người tố cáo cũng không oan ức gì. Theo phương diện nào đó mà nói, anh ta quá tự đại. Đồng thời Hạ Tưởng có thể đoán được là ai tố cáo An Hưng Nghĩa. Chỉ sợ chủ tịch tỉnh Tống đã biết rồi nhưng không nói ra, đây cũng là điều khiến ông bất mãn với An Hưng Nghĩa. Hạ Tưởng quay đầu lại liếc mắt nhìn Phó Tiên Tiên một cái. Phó Tiên Tiên cười ngọt ngào. Không sao, anh có việc bận thì cứ làm đi. Dù sao thì anh ở gần em, lúc nào em cũng có thể tìm được. Rất hiếm khi ma nữ lại có lúc ngoan ngoãn biết nghe lời như thế. Hạ Tưởng gật đầu, gọi điện cho Tiêu Ngũ. Ngồi trên xe trở về Thiên Trạch, Hạ Tưởng nỗi lòng hỗn độn. Mọi chuyện cứ ùn ùn, chuyện hoa nhài vàng, bạc về nước không phải nói cũng sẽ sắp xếp thích đáng. Không cần lo lắng, chỉ là hiện tại hắn còn chưa giải quyết xong vấn đề bản thân. Vấn đề của An Hưng Nghĩa cũng cần hắn lo liệu chu toàn một chút. Nếu như không phải vì mối quan hệ với Tống Chiêu Độ thì hắn sẽ mặc kệ sự sống chết của An Hưng Nghĩa. Nhưng lúc này mặc kệ lại không được, Hạ Tưởng liếc mắt nhìn Tiêu Ngũ một cái, bỗng nhiên nhớ tới một người, liền nói. Tiêu Ngũ, lát nữa đưa tôi đến khu du lịch văn hóa thành phố rồi sau đó lập tức đến thành phố Lang. Tìm ai? Tiêu Ngũ làm việc rất đáng tin cậy, nhưng năng lực lĩnh hội thì không tốt lắm, phải trực tiếp chỉ bảo cho anh ta phải làm gì. Đi tìm phó thị trưởng thành phố Lang Chu Duệ Nhạc. Khi ở thành phố Lang Chu Duệ Nhạc và Hạ Tưởng cũng khá gần gũi. Cách đối nhân xử thế của ông ta bình tĩnh, làm việc đáng tin cậy, là người đáng tin tưởng. Anh mang theo một hộp trà tặng cho ông ta nói là tặng trà thay cho tôi là được rồi. Được. Tiêu Ngũ cũng không hỏi nhiều đáp ứng luôn. Đừng nói Hạ Tưởng bảo anh ta chạy mấy trăm cây số tặng một hộp trà mà ngay cả bảo anh ta tặng một cái lông ngỗng thì anh ta cũng sẽ không nhiều lời. Tiện đường thì đi gặp mặt Lý Tài Nguyên nữa. Hạ Tưởng lại chỉ bảo một câu. Sau đó tựa vào ghế, nhắm mắt tĩnh tâm. Hôm nay thu hoạch coi như không nhỏ, chôn mấy quả mìn xuống đất, hẳn là có thể cho nổ cả một góc trời, nhưng để an toàn thì còn cần phải chôn xuống thêm một quả nữa.
Hạ Tưởng muốn nói chuyện trước với Liên Nhược Hạm về vấn đề nguy cơ tín dụng thứ cấp của nước Mỹ, nhưng cuộc điện thoại của An Hưng Nghĩa đã khiến hắn thay đổi chủ ý, quyết định tìm Nghiêm Tiểu thì nói chuyện trước. Khi đến khu du lịch văn hóa thành phố, Tiêu Ngũ liền đi nhanh như chớp. Không có gì xảy ra thì buổi chiều có thể đến được thành phố Lang. Buổi tối liền sẽ có thông tin truyền đến. Khu du lịch văn hóa thành phố sau một giai đoạn truyền miệng và quảng cáo thì số lượng du khách tăng vọt, lại thêm đúng là vào mùa kinh doanh du lịch của Thiên Trạch, du khách đông vô cùng. Rất là náo nhiệt, xem như trong những dự án mà Hạ Tưởng tiến cử thì đây là dự án có hiệu quả đầu tiên. Vừa mới tiến đến cửa, đang muốn gọi điện cho Nghiêm Tiểu thì điện thoại đã vang lên, là điện thoại của Bành Vân Phong. Thị trưởng Hạ, hiện tại tôi đang đến huyện Bảo Mã, một giờ nữa sẽ tới. Bành Vân Phong đúng là Bành Vân Phong, anh ta có thể lĩnh hội hoàn toàn ý của Hạ Tưởng. Nói chuyện thì cũng có chừng chứ không nói rông dài. Ừ, Hạ Tưởng nhẹ giọng đáp lại, rồi lại cảm thấy cần bổ sung chút ít nên liền nói. Chi tiết, cái mấu chốt là chi tiết. Tôi hiểu mà lãnh đạo, xin lãnh đạo yên tâm, chuyện nhỏ như thế này mà tôi cũng không làm tốt thì cũng không đáng để lãnh đạo giúp đỡ tôi. Bành Vân Phong tuy rằng khéo léo, nhưng cũng là người bằng xương bằng thịt. Biết thị trưởng Hạ thật tâm giúp mình thì cũng vô cùng cảm động. Thị trưởng Hạ, cảm ơn anh là ân nhân cả cuộc đời tôi. Khách khí rồi, Vân Phong. Hạ Tưởng chỉ nói một câu, không đợi Bành Vân Phong nói cái gì nữa, liền cúp điện thoại. Với sự hiểu biết về Bành Vân Phong của hắn, sau khi chuyện này xảy ra thì Bành Vân Phong nhất định sẽ trở thành người một mực trung thành với hắn. Bồi dưỡng thế lực của chính mình là thủ đoạn của mỗi một cán bộ trên chốn quan trường. Nhưng thế lực dễ dàng bồi dưỡng một thế lực vừa có năng lực, vừa có lòng trung thành thì rất khó. Thậm chí có thể nói khó như lên trời. Trên quan trường có quá nhiều sự mê hoặc, có rất nhiều người có tài năng nhưng lập trường không đủ kiên định. Rất nhiều người lập trường kiên định, nhưng tài năng không đủ. Những người vừa có tài năng lại có lập trường kiên định thì lại vô cùng ít, không dễ dàng nắm bắt được. Bởi vậy nếu có thể hoàn toàn khiến Bành Vân Phong trung thành thì cũng không uổng công hắn gắng sức một phen. Một người càng đi lên địa vị cao hơn thì cần một người có thể lĩnh hội được ý của mình như Bành Vân Phong. Và có thể kịp thời quán triệt thực hiện và giải quyết những điều phiền toái. Bởi vì đến một tầng thứ nhất định thì có rất nhiều chuyện không thể tự mình lộ diện giải quyết hoặc ra tay được. Bồi dưỡng thế lực cũng là một chuyện vô cùng phiêu lưu. Nếu làm không tốt thì sẽ bị thủ hạ của mình lật thuyền ngay. Những ví dụ như thế nhiều không đếm xuể. Có rất nhiều quan lớn cán bộ cấp tỉnh đều là bị thủ hạ có lòng tham không đáy khiến cho bị liên lụy. Sau khi chuyện của thủ hạ xảy ra thì liền bị cắn lại. Do đó về vấn đề bồi dưỡng gây dựng thế lực thì vô cùng thận trọng, với nguyên tắc không lạm dụng. Khi gặp Nghiêm Tiểu thì lúc đó cô ta đang thảo luận việc tăng đầu tư với Dương Uy, tiến thêm một bước mở rộng quy mô du lịch văn hóa thành phố. Dương Uy có một khoảng thời gian không đến Thiên Trạch, nghe nói là có bạn gái mới, đang trong giai đoạn yêu đương mãnh liệt. Anh ta vừa nhìn thấy Hạ Tưởng liền vui mừng nói bạn gái mới có nhiều điểm tốt như thế nào. Nào là xinh đẹp như hoa, nào là dịu dàng điềm tĩnh, như con chim nhỏ, vừa mới nhìn là đã có cảm tình rồi. Hạ Tưởng liền cười. Chắc là lần này bị người ta câu rồi. Dương Uy gật gật đầu, lại không tiếc nuối nhìn về phía Nghiêm Tiểu thì. Thật sự tôi muốn người cùng tôi sống quãng đời còn lại là Tổng Giám Đốc Nghiêm. Nghiêm Tiểu thì che miệng mà cười. Ba hoa vừa thôi, tôi không thích hợp với anh. Đừng bị cảm tình của mình làm cho mê hoặc, chúng ta không phải là người trên cùng con đường. Dương Uy vô cùng xúc động nói. Chủ yếu là tôi gặp được cô quá muộn rồi. Hận không gặp được cô lúc cô chưa lấy chồng. Nghiêm Tiểu thì mặc kệ. Nói linh tinh cái gì đấy. Tôi vẫn chưa lấy chồng, được chưa? Trong trái tim cô có người rồi. Lấy hay chưa không quan trọng. Quan trọng là, trái tim đã được gả đi rồi. Dương Uy liếc mắt trêu Nghiêm Tiểu thì, lại quay sang nhớn mày nháy mắt với Hạ Tưởng. Nghiêm Tiểu thì bỗng nhiên đỏ mặt, nhanh liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái. Thấy Hạ Tưởng thờ ơ, vẻ mặt như thoáng chút suy nghĩ, thần sắc của cô không khỏi lập tức ảm đạm. Lại nghĩ cô biết là Hạ Tưởng có chuyện nên nói. Dương Uy, anh đi phụ trách sắp xếp bữa trưa đi. Thị trưởng Hạ chắc chắn chưa ăn trưa. Dương Uy đang vui vẻ. Không chú ý đến sự bất thường của Hạ Tưởng liền cười hì hì nói. Không thành vấn đề, tôi lập tức đi ngay, không cản trở hai người nữa. Dương Uy vừa đi, Hạ Tưởng mới ngồi xuống. Bây giờ hoa nhài vàng,
bạc phải về nước, nếu bọn họ không có nơi nào đi thì đến đây làm việc có tiện không? Nghiêm Tiểu thì sửng sốt, không ngờ Hạ Tưởng lại nói chuyện này. Nghĩ một lúc cô bèn trêu ghẹo nói. Không thành vấn đề, anh cứ yên tâm, tôi không nói ra đâu. Hạ Tưởng không có tâm trạng nào cùng Nghiêm Tiểu thì chế giễu sự mờ ám giữa hắn ta và hai chị em kia, liền đổi đề tài ngay. Chuyện của Vân Phong, cô cũng nghe nói rồi chứ? Cô nói thật xem, trong quá trình thực thi hoàn thành du lịch văn hóa thành phố, Vân Phong có đòi cô hối lộ hay không? Hạ Tưởng tin tưởng Bành Vân Phong thì tin tưởng nhưng cũng cần phải hỏi rõ ràng mới yên tâm được. Không có, làm sao có thế chứ? Nghiêm Tiểu thì cũng nghe nói Bành Vân Phong đang bị điều tra. Trưởng ban thư ký Bành đối nhân xử thế rất đúng mực, chúng tôi tặng không ít quà cáp cho các lãnh đạo, cũng có ông ấy. Những cái bình thường thì ông ấy nhận còn những cái đắt đỏ thì không nhận. Ông ấy vì du lịch văn hóa thành phố bày mưu tính kê mà chạy tới chạy lui. Chúng tôi muốn tặng ông ấy một chút tâm ý nhưng ông ấy đều cự tuyệt. Cuối cùng thì chỉ nhận ăn cơm thôi. Nói là hối lộ ông ấy thì thật là nói bậy. Chương 1054, kế sách vẹn toàn. Hạ Tưởng thấy an tâm, cười cười. Bí thư Phạm có phải cũng rất quan tâm đến du lịch văn hóa thành phố? Cũng có thể, có lúc nhớ đến thì thỉnh thoảng cũng hỏi. Văn hóa thành phố có một phần cổ phần của Phạm Tranh. Không nhiều lắm, nhưng theo tốc độ phát triển hiện tại thì cũng có thể khiến cho Phạm Tranh sáng mắt. Nghiêm Tiểu thì vẻ mặt nghi hoặc liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, bỗng nhiên trừng mắt nhìn. Anh có phải là đang dò hỏi chủ ý của tôi? Hạ Tưởng gật gật đầu thừa nhận. Nghiêm Tiểu thì đủ thông minh, từ lời nói của hắn đã đoán ra rồi. Khôn đơn giản, lại nghĩ Nghiêm Tiểu thì và hắn quen nhau 6 năm cũng coi như là bạn bè cũ. Trong rất nhiều cô gái mà Hạ Tưởng quen thì Nghiêm Tiểu thì xem như là một người có suy nghĩ chính trị và tâm cơ. Chẳng qua là giao tiếp với cô ấy lâu, cô ấy lại mù quáng yêu say đắm hắn. Với hắn cô chưa từng đùa giỡn, khiến cho hắn coi cô khôn khéo hơn người khác một mặt. Lại muốn lợi dụng tôi. Nghiêm Tiểu thì giảo hoạt nháy mắt, dường như nhớ tới chuyện cũ. Trước đây anh cũng lợi dụng tôi. Sau đó khi tôi không còn giá trị lợi dụng nữa thì đá bay đi luôn. Hạ Tưởng thị trưởng Hạ, làm người không được tuyệt tình quá. Khụ khụ. Hạ Tưởng đành phải ho khan vài tiếng. Này, cũng không thể trách tôi. Tình thế có lúc không do con người. Hơn nữa về sau tôi cũng giúp cô còn gì. Coi như xí xóa. Món nợ ân tình trả rồi, món nợ tình cảm thì còn nợ khá nhiều đấy. Nghiêm Tiểu thì bỗng nhiên hờn dỗi một câu, ánh mắt như ngấn nước, bạo dạn và mãnh liệt nhìn Hạ Tưởng. Bao năm như vậy, anh không hiểu tâm tư của tôi sao? Tôi hiểu. Hạ Tưởng không có đường thối lui. Hắn vốn là muốn tìm Nghiêm Tiểu thì nói chuyện chính. Kết quả là lại bị Nghiêm Tiểu thì ép hỏi vấn đề tình cảm, cũng biết không thể trốn tránh được nữa. Tôi lo rằng. Anh lo cái gì? Đừng kiếm cớ, ngay cả con gái nhà họ Ngô mà anh cũng dám lừa gạt, còn sợ lừa một cô cháu gái của bí thư tỉnh ủy. Huống chi là còn là cô cháu gái không được bí thư tỉnh ủy yêu quý gì. Nghiêm Tiểu thì không để cho Hạ Tưởng có cơ hội xoay chuyển liền tiếp tục ép hỏi luôn. Hôm nay tôi muốn hỏi rõ ràng, anh có cần tôi hay không? Hạ Tưởng cũng coi như trải qua tình trường lâu dài, những cô gái bên cạnh thì không ít. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bạo dạn nhiệt tình hỏi trực diện như vậy. Hắn ngơ người ra, thực sự không biết nên trả lời thế nào nữa. Rồi hắn lại nghĩ, trả lời nước đôi. Cô cứ suy nghĩ kỹ đi, đi theo tôi thì không có ngày mai đâu, vừa chịu thiệt thòi lại khó chịu, nói không chừng thì có một ngày sẽ bị cô Lê và Nhược Hãm phát hiện ra. Mấy cô ấy sẽ không để cho cô yên đâu. Tôi mới không sợ, dù bất cứ giá nào. Nghiêm Tiểu thì bỗng nhiên vừa cười. Đông cung Tây cung đều có người hết rồi. Tôi đến từ phía Nam, ở Nam cung là được rồi. Tôi rất phóng khoáng, em gái khi nào đến cung Bắc thì tôi cũng sẽ trân trọng, không tranh giành ghen tị gì đâu. Hạ Tưởng đổ mồ hôi, lời của Liên Nhược Hạm làm sao mà Nghiêm Tiểu thì lại biết được. Anh không đáp ứng tôi, từ nay về sau, tôi sẽ không làm việc gì cho anh nữa. Nghiêm Tiểu thì nói, cố gắng nói với vẻ nghiêm túc. Hạ Tưởng bại rồi. Không phải là hắn bị hù dọa bởi sự giả vờ uy hiếp của Nghiêm Tiểu thì mà là bị tình cảm bao nhiêu năm nay không thay đổi của Nghiêm Tiểu thì làm cho cảm động. Hắn liền tìm cho mình một cái bậc để leo lên. Nếu như tôi lại có cơ hội ở khách sạn Kinh Thành thì nhất định tôi sẽ. Muốn có cơ hội thì không hề dễ. Bây giờ tôi liền cho anh cơ hội.
Nghiêm tiểu thì không biết vì sao hôm nay lại si như vậy. Có lẽ cũng là tình cảm bao nhiêu năm phát ra, cũng có thể chỉ là đùa giỡn Hạ Tưởng. Dù sao thì cô cũng giơ tay cởi quần áo. Đến đây, xem anh có gan hay không. Văn phòng của Nghiêm tiểu thì rộng rãi thoải mái. Sofa hoàn toàn có thể sử dụng như giường nằm. Cô vừa cởi áo vừa giơ tay đẩy Hạ Tưởng. Hạ Tưởng thấy sắp bị đẩy ngã rồi thì bên ngoài có tiếng đập cửa, tiếng của Dương Uy vang đến. Thị trưởng Hạ, có thể ăn cơm được rồi. À, Tổng Giám đốc Nghiêm, tôi có thể vào được không? Một hồi mộng xuân bị phá hỏng như vậy, Nghiêm tiểu thì tỉnh táo lại, vẻ mặt ửng đỏ, hồi lâu không dám liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái. Hạ Tưởng cũng hay, một lúc sau liền khôi phục lại sự bình tĩnh, hắn liền cùng dùng cơm với Nghiêm tiểu thì, Dương Uy. Trong bữa cơm, Dương Uy hiểu được điều gì đó liền đã chủ động đưa ra việc âm thầm điều tra vấn đề Bỉ Bất Hưu nhưng Hạ Tưởng cự tuyệt. Điều Hạ Tưởng muốn không phải là xung đột với Bỉ Bất Hưu mà là muốn bắt tay từ bên ngoài, thuận nước đẩy thuyền, đưa ra chiêu khiến người khác không đoán được. Chẳng những muốn đánh đau Bỉ Bất Hưu mà còn muốn ông ta đau cả đời. Có một số người, anh lui một bước, y tiến hai bước. Anh coi đại cục làm trọng thì y cho là anh yếu đuối dễ bắt nạt. Hơi có gió thổi cỏ lay, y liền nghĩ đến anh sẽ thất thế. Sẽ nhân cơ hội để dẫm lên đầu lên cổ anh. Ngay trước mặt Hạ Tưởng chạy qua chạy lại, còn không ngừng nói xấu hắn, hắn kiên cường chính trực không thuận, không cho đối phương thấy chút sắc mặt, đối phương còn thực sự nghĩ rằng hắn là quả hồng nhũn. Đụng vào hắn thử xem. Cơm nước xong, Hạ Tưởng phải về thành ủy, Nghiêm tiểu thì đưa đến ngoài cửa. Nhân lúc không có ai thì liền nhéo tay Hạ Tưởng nói một câu. Trong vòng 2, 3 ngày tôi sẽ sắp xếp thỏa đáng, lúc nào cũng có thể cho lựu đạn văng ra. Ngón tay bé nhỏ trắng mịn của cô khiến người ta phải động lòng. Hạ Tưởng cười, vẫy tay cáo biệt Nghiêm tiểu thì. Nói về thành ủy, thực ra thì tâm tư vẫn còn ở Hoa Hải Nguyên, vẫn còn ở trên người Liên Nhược Hạm. Nghĩ một lúc rồi vẫn gọi điện thoại thông báo cho Lý Thấm và bảo Lý Thấm tới cửa Hoa Hải Nguyên gặp mặt hắn. Lý Thấm học chuyên ngành tài chính tại Mỹ, trình độ hiểu biết về thị trường tài chính Mỹ cụ thể chuyên nghiệp hơn so với Liên Nhược Hạm. Hạ Tưởng muốn cô ấy cung cấp suy nghĩ cụ thể xác thực. Nhưng Lý Thấm là người của Tiếu Giai, khiến hắn có chút không yên tâm. Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn chỉ biết Lý Thấm là một người phụ nữ làm việc cẩn thận nghiêm túc, không hứng thú với vấn đề cá nhân, thế nên liền hạ quyết tâm luôn. Khi gặp Lý Thấm ở cửa Hoa Hải Nguyên thì dường như là một Lý Thấm với sự trang điểm kiểu văn phòng không hề thay đổi. Hôm nay còn hơi chỉn chu một chút, nét mặt có chút tươi sáng. Hạ Tưởng vừa nhìn thấy cô ấy, thì liền đại khái lộ ra mối quan hệ giữa hắn và Liên Nhược Hạm. Lý Thấm liền mở to hai mắt. Thị trưởng Hạ, anh có mấy người phụ nữ thì tôi không quan tâm. Điều tôi quan tâm là, có chuyện đại sự gì cần làm. Hạ Tưởng không nói gì. Lý Thấm lúc nào cũng đều nghĩ làm chuyện đại sự. Về sau Tề Á Nam lấy cô chưa chắc đã là phúc. Hạ Tưởng thật không ngờ chính là, hắn để Lý Thấm và Liên Nhược Hạm gặp mặt lại xảy ra chuyện không ngờ. Liên Nhược Hạm biết sự tồn tại của Lý Thấm và cũng biết rõ rằng Hạ Tưởng chẳng những có vòng tròn chính trị mà còn có tổ chức kinh tế. Chỉ là cô không quá chú ý mà thôi. Cũng đúng, so với tài sản khổng lồ của cô, thành viên tổ chức kinh tế của Hạ Tưởng, Tôn Hiện Vĩ, Tiêu Ngũ, Tề Á Nam thậm chí ngay cả Nghiêm Tiểu Thì và Dương Uy cộng lại thì cũng chỉ bằng một nắm cỏ nhỏ mà thôi. So với công ty Phong Lạc của Liên Nhược Hạm thì công ty của cô tuyệt đối là đại thụ chọc trời. Liên Nhược Hạm ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Lý Thấm thì trong lòng đã nghĩ, những người phụ nữ bên cạnh Hạ Tưởng thì ai nấy cũng đều ưu tú. Hắn đúng không phải là một người chủ nhân khiến người ta bớt lo, nhưng cũng hay, không làm người khác bớt lo thì cũng ít nhiều khiến người ta yên tâm. Lời giới thiệu của Hạ Tưởng lại cố ý nhấn mạnh một câu. Lý Thấm, là vị hôn thê của Tề Á Nam. Kỳ thật Tề Á Nam và Lý Thấm đính hôn đã hơn 2 năm nhưng Lý Thấm vẫn kéo dài chưa kết hôn. Chính là vì không muốn sau khi kết hôn thì sẽ tiếp nhận kinh doanh của Tề Á Nam. Điều cô thích nhất vẫn là vật lộn trên thị trường tài chính, không quá thích thú với việc kinh doanh nhà hàng. Tề Á Nam cũng chẳng có cách nào với cô liền tự an ủi chính mình, yêu một người sẽ hoàn toàn chấp nhận khuyết điểm của cô ấy. Khuyết điểm của Lý Thấm cũng không hoàn toàn có thể coi là khuyết điểm. Là phụ nữ, cô quá mạnh mẽ, rất có tâm trí sự nghiệp. Lý Thấm lại không hài lòng với lời giới thiệu của Hạ Tưởng. Nên tự bổ sung thêm. Lý Thấm, học thạc sĩ Đại học Tài chính Columbia Mỹ.
Liên Nhược Hạm cười cười bắt tay với Lý Thấm sau đó liếc Hạ Tưởng một cái. Đừng có mà kỳ thị giới tính, thời đại nào rồi, đừng có mà trước mặt phụ nữ cho thêm định ngữ có liên quan đến người đàn ông. Chúng tôi cũng không phải là ăn nhờ vào đàn ông, đâu có giống như những nữ minh tinh lấy nhà giàu rồi tự coi mình là phu nhân của ông này ông nọ mà thấy vinh quang. Câu nói đầu tiên nói đến tâm khảm của Lý Thấm, cô liền lập tức có cảm tình tốt với Liên Nhược Hạm. Hạ Tưởng trực tiếp liền bỏ qua lời nói của Liên Nhược Hạm. Hắn cười ha hả rồi nói luôn đến chuyện chính. Lý Thấm ngay từ đầu là tò mò lắng nghe. Sau khi nghe được rồi thì bắt đầu hơi nhíu mày. Chỉ chốc lát sau, hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Lại một lúc sau khi Hạ Tưởng đề cập đến nguy cơ tín dụng thứ cấp có khả năng lan đến gần bất động sản, tài chính, nguồn năng lượng, và nhiều ngành sản xuất khác của nước Mỹ. Càng nghiêm trọng chính là, có lẽ sẽ trực tiếp làm cho mấy ngân hàng của Mỹ phá sản. Lý Thấm vốn ngồi đối diện với Liên Nhược Hạm liền đứng lên. Bộ dạng đó của cô khiến Liên Nhược Hạm sợ một phen. Chương 1055, kế lớn lâu dài. Thị trưởng Hạ, anh quá lợi hại. Tôi đang hoài nghi anh có phải là chuyên gia Wall Street không nữa. Quan điểm của anh chẳng những trực quan, sắc bén, hơn nữa còn có sự tiên đoán đến kinh ngạc. Suy nghĩ của anh và dự đoán của tôi hoàn toàn giống nhau. Tôi vốn định báo cáo với Tổng Giám đốc Tiếu rồi, rằng sẽ gom toàn bộ tài sản tài chính, sau đó vật lộn một phen tại thị trường tài chính Mỹ. Nhưng cô ấy không đồng ý nói rất mạo hiểm, tôi không thể thuyết phục được cô ấy. Lý Thấm vui mừng đến mức quên lời nhắc nhở của Hạ Tưởng bật thốt lên nói ra Tiếu Giai. Liên Nhược Hạm cũng không biết Lý Thấm là người của Tiếu Giai càng không biết Tiếu Giai tồn tại còn tưởng rằng Lý Thấm chính là lấy thân phận là người nhà họ Tề hoặc là vì thân phận cá nhân mà phục vụ Hạ Tưởng. Vì thế nên cô nhất thời kinh ngạc. Tổng Giám đốc Tiếu là ai? Lý Thấm tự biết mình nói lỡ lời. Dù là đầu óc kinh tế của cô siêu đẳng hơn so với người khác, nhưng năng lực đối nhân xử thế tùy cơ ứng biến thì lại rất bình thường. Khi bị Liên Nhược Hạm thì cô kinh ngạc không nói ra lời. Hạ Tưởng thiếu chút nữa toát ra mồ hôi lạnh, Lý Thấm thật đúng là một con dao hai lưỡi. Tri thức về kinh tế tài chính của cô chính là của cải. Nhưng cách đối nhân xử thế, năng lực xử sự của cô thì khiến người ta phải lo lắng. Cũng may hắn cũng không phải người bình thường, liền cười rất thân thiết vỗ sau lưng Lý Thấm. Lý Thấm trước kia ở một công ty ở Bắc Kinh làm phó tổng. Sau đó anh quen cô ấy, muốn kéo cô ấy qua, cô ấy không chịu. Về sau cô ấy quen Tề Á Nam, sau khi đính hôn với Tề Á Nam, sau nỗ lực của tôi và Tề Á Nam cuối cùng cũng đã thành công khiến cô ấy chuyển sang trận doanh của các anh. Lý Thấm rất nhớ ân tình cũ, luôn cảm thấy có lỗi với ông chủ trước kia, cho nên nhắc đến Tổng Giám Đốc Tiếu thì hơi thấy xấu hổ. Hạ Tưởng giải thích coi như xong, Liên Nhược Hạm cũng không phải là người phụ nữ có tâm tư kín đáo. Nghĩ lại thì cho qua luôn. Và không hỏi thêm Tổng Giám Đốc Tiếu là nam hay nữ, chủ yếu kinh doanh cái gì. Nếu thế thì Hạ Tưởng thực sự sẽ toát mồ hôi lạnh sau lưng. Tiếu Giai là bí mật lớn nhất của hắn, cũng không thể để lộ ra được. Hạ Tưởng vừa rồi rõ ràng là chộp lấy Lý Thấm để chứng tỏ giữa hắn và Lý Thấm tuyệt đối không có mờ ám cũng là mượn cơ hội trấn an Lý Thấm, khiến Lý Thấm bình tĩnh đối mặt. Ánh mắt Lý Thấm nhìn Hạ Tưởng thể hiện cô hiểu ý rồi. Sau đó cô lại liếc nhìn Hạ Tưởng một cái đầy thâm ý. Ý của cô là đàn ông toàn là lũ động vật dối trá. Có gan làm không có gan chịu. Hạ Tưởng sẽ không nói vấn đề đàn ông phụ nữ với Lý Thấm. Điều hắn muốn là sự hiểu biết về thị trường tài chính nước Mỹ của Lý Thấm. Lại thêm dự kiến trước của hắn, rồi lại thêm thế lực hùng hậu của Liên Nhược Hạm. Ba thứ thiếu một cũng không được, quần anh tụ hội, cuối cùng mới có thể thành công được. Hạ Tưởng chỉ phụ trách cung cấp hậu quả có tính báo trước của nguy cơ tín dụng thứ cấp. Còn về việc vật lộn như thế nào trên thị trường tài chính, làm thế nào để hợp lý hợp pháp cướp đoạt tiền mồ hôi nước mắt của người Mỹ, thì Lý Thấm một người được giáo dục theo kiểu Mỹ ắt sẽ hiểu rõ. Nguy cơ tín dụng thứ cấp sẽ dẫn đến kỳ hạn giao hàng của dầu thô xuống dốc. Ước đoán ít nhất là giảm 40 đô la Mỹ một thùng. Hơn nữa còn dẫn đến một loạt sóng gió tài chính. Sẽ trực tiếp làm cho vô số ngân hàng vừa và nhỏ phá sản thậm chí còn có cả ngân hàng lớn phá sản. Anh chỉ phụ trách cung cấp hậu quả có thể đoán trước được. Còn cụ thể làm như thế nào thì Lý Thấm định đoạt. Hạ Tưởng cố gắng nói ra cái hậu quả có thể đoán trước được đó một cách hàm xúc huyền chuyển, không thể có vẻ vượt quá suy đoán bình thường. Trên thực tế Hạ Tưởng lo lắng thừa,
Lý Thấm cũng không quan tâm hắn làm như thế nào mà cho ra kết luận đó. Liên Nhược Hạm lại chẳng muốn suy nghĩ vì cô có một niềm tin mù quáng đối với hắn. Hạ Tưởng sau khi nói xong, Liên Nhược Hạm cúi đầu không nói, dường như đang tính toán. Lý Thấm như thoáng chút suy nghĩ, ánh mắt lại nhìn phía ngoài cửa sổ. Yên lặng, ba người im lặng khoảng một phút, Lý Thấm mở miệng. Mạo muội hỏi một câu, Tổng Giám Đốc Liên, trong tay có thể vận dụng bao nhiêu tài chính? Liên Nhược Hạm dường như sớm có tâm lý chuẩn bị, cũng không giấu giếm. Đại khái khoảng 10 tỷ đô la Mỹ, không tính những cổ phần phi lưu thông. Nếu như thế chấp toàn bộ cổ phần phi lưu thông thì có khoảng 1 tỷ rưỡi. Hơn nữa còn một chút bất động sản, cũng khoảng 70, 80. Tính ra tất cả có khoảng 1,8 tỷ. Lý Thấm không nói, lôi máy tính ra tính toán hồi lâu rồi ngẩng đầu nói. Nếu kết quả tính toán của thị trưởng Hạ là đúng thì đảm bảo lợi nhuận gấp 10 lần. Nếu thao tác hợp lý thì có khả năng lời gấp 20 lần. Đương nhiên, nếu thật có thể dẫn đến một loạt sóng gió tài chính thì lúc thời cơ thích hợp có thể ăn chọn một số ngân hàng của Mỹ và cổ phiếu dầu mỏ lớn, lợi nhuận gấp 100 lần cũng không phải là chuyện hão huyền. Liên Nhược Hạm thiếu chút nữa té xỉu, tăng giá trị 100 lần, chẳng phải là nói cô sẽ có trong tay hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ. Tuy rằng cô không thiếu tiền tiêu, số tiền trong tay cô tiêu cả đời không hết nhưng cô cũng hiểu 1.000 tỷ đô la Mỹ là khái niệm gì, là giàu ngang một nước. Nếu cô trong tay thực sự có sản nghiệp trên ngàn tỷ đô la Mỹ, đừng nói nhất cử nhất động sẽ bị tất cả các tầng cao trong nước chăm chú nhìn vào mà ngay cả ở quốc tế cũng trở thành tiêu điểm chăm chú của hàng vạn dân chúng. Hơn nữa sẽ còn có năng lực hô mưa gọi gió. Nhưng có điều Liên Nhược Hạm cũng không tin một vốn bốn lời là chuyện thật sự tốt. Cô liền nhìn về phía Hạ Tưởng. Hạ Tưởng lại không cảm thấy lời của Lý Thấm nói là hão huyền. Hắn trầm tư rồi nói. Lời nói của Lý Thấm không phải không có lý. Nhược Hạm, em thận trọng suy xét một chút. Để hoàn toàn chắc ăn, anh cho rằng nên bỏ ra 10 tỷ để thử đã thì tốt hơn. Liên Nhược Hạm chần chừ một chút. 10 tỷ, nếu như mất thì anh sẽ nuôi em. Hạ Tưởng vui vẻ. Không thể lỗ được, cùng lắm thì là lời ít một chút mà thôi. Liên Nhược Hạm liền không có ý kiến gì nữa. Được rồi, anh nói là được rồi. Dù sao thì tiền là anh giúp em kiếm. Anh muốn lấy đi tất cả thì em đều sẽ đưa cho anh. Lý Thấm thiếu chút nữa té xỉu, cô cũng biết thị trưởng Hạ rất có sức hấp dẫn người khác, cũng rất có nhân duyên với phụ nữ. Hơn nữa còn có bản lĩnh, nhưng không ngờ bản lĩnh đến mức đó. Một câu thôi mà đã khiến Tổng Giám Đốc Liên phải đưa ra 10 tỷ đô la Mỹ. Đây là khái niệm gì chứ? Ngay đến Chủ tịch nước cũng không có bản lĩnh mở miệng ra là có thể lấy trong tay người khác 10 tỷ như vậy. Mà lại là đô la Mỹ nữa chứ? Lý Thấm phục sát đất Hạ Tưởng. Sau đó, Lý Thấm và Liên Nhược Hạm tiếp tục thương thảo chi tiết liên quan. Hạ Tưởng liền nhận được cuộc điện thoại của Bành Vân Phong. Thị trưởng Hạ, tôi và Chủ tịch Phó Tổng nói chuyện xong rồi. Bây giờ đang đến du lịch văn hóa thành phố. Đến đó rồi thì sẽ báo cáo với anh. Hạ Tưởng liền nói. Được rồi, cứ tiếp tục kế hoạch làm việc đi. Bành Vân Phong cúp máy. Hạ Tưởng đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ra ngoài. Ngoài cửa sổ hoa cỏ ngập tràn khiến tâm trạng người ta vui sướng. Đúng là mùa đẹp nhất, đúng là thời kỳ mấu chốt của nền kinh tế Thiên Trạch, thì lại có người cứ cố muốn đá văng hắn ra khỏi thành phố Thiên Trạch. Trong lòng Hạ Tưởng khó tránh nhóm lên một tâm trạng bất bình. Nếu nghĩ xa xôi hơn một chút, nếu như cuối cùng phải ngã bài với thế lực gia tộc, với sức ảnh hưởng của nhà họ Ngô thì cho dù hắn ngồi ở cấp bậc phó tỉnh thì cũng có khả năng trực tiếp bị đánh đổ. Nếu lần này kế hoạch cướp đoạt nước Mỹ thành công thì hắn không cần có thực lực 1.000 tỷ đô la Mỹ, mà chỉ cần lực lượng hùng hậu trên 100 tỷ đô la Mỹ cũng đủ để khuấy động đến lợi ích của rất nhiều người. Thậm chí, có thể trực tiếp chống lại sự liên kết của 4 gia tộc lớn. Một nước cờ rất xa, cũng là lần ra tay mạo hiểm. Dù là nói ra hắn vẫn có ký ức về cơn sóng thần tài chính của đời sau, cũng biết rõ thời gian của nguy cơ tín dụng thứ cấp và sự phá sản của 3 ngân hàng lớn của Mỹ. Nhưng thị trường tài chính thay đổi trong nháy mắt, một sai lầm nho nhỏ thì có khả năng thua sạch. Không phải nói hắn thua không nổi, cũng không phải nói hắn muốn kiếm bao nhiêu tiền. Nói về cuộc sống thì 10 tỷ đô la Mỹ và 100 tỷ đô la Mỹ thật sự không có khác nhau gì. Nhưng nếu muốn làm chuyện đại sự, muốn hoàn thành lý tưởng trong lòng, muốn dựa vào sức lực của một người để thay đổi rất nhiều điều bất công và bất đắc dĩ trong xã hội, chống lại thế lực gia tộc khổng lồ thì hắn nhất định cũng phải có đủ năng lực để bảo vệ mình.
trên chính trị không thể một bước lên trời, nhưng về kinh tế thì không loại trừ khả năng ăn một miếng liền béo ra. Cũng không biết Liên Nhược Hạm và Lý Thấm thảo luận bao lâu. Khi mặt trời chiều ngã về phía tây, hoàng hôn buông xuống, điện thoại của Hạ Tưởng lại vang lên. Lại là Bành Vân Phong. Thị trưởng Hạ, đã kết thúc cuộc gặp với Tổng Giám Đốc Nghiêm rồi. Tất cả đều thuận lợi. Hạ Tưởng rất vui mừng, chỉ nói một chữ. Được. Vừa mới cúp điện thoại thì lại có điện thoại gọi đến, vừa thấy dãy số gọi từ thành phố Lang, Hạ Tưởng chỉ biết lại có một thế cục cần phải phá vỡ đây. Điện thoại là của Chu Duệ Nhạc gọi đến. Tiêu Ngũ sau khi đến thành phố Lang muốn gặp Chu Duệ Nhạc. Lúc đầu Chu Duệ Nhạc không biết là ai, còn không muốn gặp. Sau đó Tiêu Ngũ vừa nói tên thì anh ta ngẩn ra hồi lâu rồi mới vỗ đầu. Tiêu Ngũ, thân tín của thị trưởng Hạ muốn gặp mặt gấp. Chương 1056, cục diện quan trọng đầu tiên. Chu Duệ Nhạc năm nay 39 tuổi, cũng đã là cấp phó giám đốc sở. Phải nói là rất có tiền đồ, nhưng cũng không hẳn vậy. Bởi vì người nâng đỡ của anh ta không ngờ ốm chết khiến ông ta mất đi chỗ dựa vững chắc. Triển vọng không ổn, Chu Duệ Nhạc hiểu rất rõ, không có căn cứ thì ưu thế tuổi tác hay bằng cấp thì cũng đều là vô ích cả. Chỉ có ưu thế về mối quan hệ thì mới là ưu thế hàng đầu. Anh ta lo lắng trong lòng, chuẩn bị tìm chỗ dựa vững chắc. Kỳ thật từ lúc Hạ Tưởng giữ chức phó thị trưởng thường trực ở thành phố Lang, Chu Duệ Nhạc đã muốn dựa vào Hạ Tưởng. Dù ông ta cùng cấp bậc với Hạ Tưởng nhưng Hạ Tưởng ưu thế rõ ràng, chẳng những có chủ tịch tỉnh Tống ở phía sau mà còn có ưu thế tuổi trẻ và bằng cấp, lại có năng lực. Hầu như cái gì cũng có. Hạ Tưởng chính là điển hình của một bước lên mây trong quan trường. Theo sát bước chân của thị trưởng Hạ thì về sau cũng có một chỗ dựa tốt. Chỉ tiếc thị trưởng Hạ vội vàng rời khỏi thành phố Lang. Chu Duệ Nhạc còn chưa kịp có mối quan hệ tốt với thị trưởng Hạ. Ông ta rất lấy làm tiếc về điều này. Không ngờ, Tiêu Ngũ không ngờ tới chơi. Ông ta ngạc nhiên đến chẳng biết làm sao. Sau khi tỉnh táo lại liền lập tức xuống lầu nghênh đón. Khiến cho thư ký của ông ta cũng phải há hốc mồm, làm sao mà phó thị trưởng Chu lại thay đổi thái độ vậy. Sau khi Chu Duệ Nhạc đón người về thì thư ký càng ngạc nhiên. Hóa ra là đi đón một thương nhân. Anh ta có lai lịch như thế nào mà lại khiến phó thị trưởng Chu lại trịnh trọng đến như thế. Tiêu Ngũ chỉ nói chuyện vài câu với Chu Duệ Nhạc rồi sau đó liền đưa trà cho ông ta và nói. Thị trưởng Hạ bảo tôi đưa trà cho ông. Ngàn dặm xa xôi đưa trà tới. Lễ mọn mà tình trọng. Xin cảm ơn thị trưởng Hạ. Xin mời anh Tiêu ngồi. Chu Duệ Nhạc tay cầm lấy trà, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một khát vọng mãnh liệt. Ông ta hiểu rõ ý tứ của thị trưởng Hạ khi tặng trà. Trong lòng ông ta bỗng chợt như nhảy lên cơ hội đến rồi. Tiêu Ngũ không có chuyện nói với Chu Duệ Nhạc, đưa trà xong là đứng dậy cáo từ luôn. Chu Duệ Nhạc khách khí muốn tiễn anh ta xuống, nhưng Tiêu Ngũ liền xua tay nói. Không cần phiền phó thị trưởng Chu, tôi vẫn cần đi gặp Lý Tài Nguyên nữa. Tiêu Ngũ còn muốn gặp Lý Tài Nguyên, Chu Duệ Nhạc liền càng kiên định ý nghĩ trong lòng. Những chuyện xảy ra ở tỉnh và Thiên Trạch thì ông ta đều biết rõ, đều hiểu rõ thủ đoạn của thị trưởng Hạ. Chắc chắn là đang phá cục diện. Ông ta và Lý Tài Nguyên may mắn trở thành hai người thân tín nhất của thị trưởng Hạ ở thành phố Lang, Chu Duệ Nhạc trong lòng vô cùng kích động. Tiêu Ngũ là thủ hạ mà thị trưởng Hạ tín nhiệm nhất. Anh ta đến thành phố Lang thì cũng không khác gì thị trưởng Hạ tự mình đến. Tuyệt đối là mũi tên chĩa vào An Hưng Nghĩa. Trở lại văn phòng, Chu Duệ Nhạc trịnh trọng đặt hộp trà xuống, đặt ở một nơi dễ nhìn thấy nhất. Trà không phải là trà mà chính là tượng trưng cho sự tín nhiệm của thị trưởng Hạ đối với ông ta. Thể hiện sự mở đầu cho mối quan hệ tốt đẹp giữa ông ta và thị trưởng Hạ. Đương nhiên, có thể thực sự trở thành cánh tay của thị trưởng Hạ hay không thì phải xem biểu hiện cụ thể của ông ta thế nào. Thầm nghĩ trong chốc lát, Chu Duệ Nhạc liền gọi mấy cuộc điện thoại. Rồi sau đó gọi điện cho Hạ Tưởng. Thị trưởng Hạ, cảm ơn anh tặng trà. Anh khách khí quá. Chu Duệ Nhạc đầu tiên là nói một số lời dễ nghe, những điều cần biểu đạt, mà còn nói một cách rất hàm xúc. Vô công không thu lộc, hơn nữa làm sao có thể để lãnh đạo tiêu phí chứ? Cũng hay tôi lại có hơn nửa cân trà ngon, nhờ anh Tiêu Ngũ mang về cho lãnh đạo dùng thử. Trong chốn quan trường, mở miệng ra là nói trà. Dường như ai nấy đều là khách trà vậy, đều thích uống trà và rất biết thưởng thức trà vậy. Nhưng thật sự không phải thế, rất nhiều người không những không biết uống trà mà cũng chẳng thích uống trà chút nào. Chỉ là một đề tài chuyện trò mà thôi.
Bởi vì ở chốn quan trường có rất nhiều điều kiêng kỵ. Nói đến thuốc thì không văn minh lắm, nói đến rượu thì không lịch sự lắm. Hơn nữa rượu thuốc toàn liên hệ với sự đồi bại thối nát. Vậy nên nói đến trà trở thành điểm bắt đầu phù hợp tất yếu. Lẽ ra Chu Duệ Nhạc cũng đáp lễ hạ tưởng là trà, thì là một hành động rất không lịch sự. Lãnh đạo đưa cái gì lại đưa lại cho lãnh đạo cái đó. Như thế thứ nhất là không có tâm, thứ hai là có ý lấy lệ. Cũng may trà mà thị trưởng hạ đưa là ám chỉ, trà mà Chu Duệ Nhạc tặng là thể hiện hiểu được ám chỉ, giữa một người tặng và một người tặng lại, một cục diện đã được mở ra. Hạ tưởng ngầm hiểu, ha hả cười. Duệ Nhạc, tôi rất nhớ khoảng thời gian ở thành phố Lang. Lãnh đạo nói với cấp dưới rất nhớ khoảng thời gian trước đây thực ra chính là ám chỉ rất nhớ những ngày tháng cùng làm việc với anh trước đây. Đây là một thiện ý. Nhớ không phải là nhớ khoảng thời gian mà là nhớ con người và sự vật. Chu Duệ Nhạc kinh ngạc, thuận thế liền nói. Tôi cũng rất mong có cơ hội lại được làm việc dưới sự chỉ đạo của thị trưởng hạ. Tầm nhìn xa trông rộng của thị trưởng hạ, hiện tại ở thành ủy thành phố Lang vẫn không ít người đang say sưa ca tụng. Lời của Chu Duệ Nhạc hạ tưởng cũng nghe ra, là đang nói đến sự thiếu cảm giác cục diện lớn của An Hưng Nghĩa. Hắn không tiện đánh giá An Hưng Nghĩa điều gì liền chuyển câu chuyện. Cơ hội chắc chắn sẽ có, Duệ Nhạc, con đường về sau còn dài. Thà đi chậm một chút còn hơn để bị ngã. Chu Duệ Nhạc hiểu được ngụ ý của thị trưởng hạ vội nói. Cảm ơn lời dạy của thị trưởng hạ, tôi sẽ ghi nhớ trong lòng. Thà đi đường xa, chứ sẽ không đi đường vòng. Hạ tưởng không nói thêm nữa, cúp điện thoại mà lòng rất hân hoan. Chỉ chốc lát sau, không ngoài dữ liệu, Tài Nguyên gọi điện thoại đến. Thị trưởng hạ. Lý Tài Nguyên rất kích động, chỉ nói được như thế thì âm thanh như nghẹn ngào không nói tiếp được nữa. Hạ tưởng cũng có chút xúc động, lúc rời khỏi thành phố Lang thì rời đi quá đột ngột. Nếu hắn có thời gian thì sẽ dẫn cả Lý Tài Nguyên đến Thiên Trạch. Tuy nhiên cũng may, sau khi hắn rời đi, Lý Tài Nguyên cũng vẫn chưa bị ghẻ lạnh. Bây giờ anh ta là trưởng phòng phòng thư ký. Sau khi tâm trạng bình tĩnh lại, Lý Tài Nguyên nói. Anh Tiêu Ngũ vừa mới gặp Phó Thị trưởng Chu, đã trở về rồi. Vừa nãy tôi có nói chuyện với Từ Tử Kỳ. Lý Tài Nguyên cũng không nói nội dung cuộc nói chuyện giữa anh ta và Từ Tử Kỳ bởi vì anh ta biết có một số chi tiết không cần phải nói với thị trưởng hạ. Nếu chuyện gì mà cũng để lãnh đạo lo lắng thì thư ký còn dùng để làm gì? Anh ta nói trước với Từ Tử Kỳ nên xử trí vấn đề Vương Lệ Hà như thế nào? Sau đó lại lấy thân phận của người anh cả khuyên bảo Từ Tử Kỳ nhất định phải bắt lấy cơ hội. Thị trưởng hạ là một lãnh đạo vô cùng tốt, nếu như bỏ lỡ thị trưởng hạ, thì chính là bỏ lỡ cơ hội cả đời. Từ Tử Kỳ so với trước kia thì đã trầm tĩnh hơn nhiều. Không gặp chuyện thì không khôn ra, anh ta hiểu rất rõ nếu như không phải là uy danh của thị trưởng hạ ở thành ủy Thiên Trạch, thì anh ta bây giờ không chừng đã bị khai trừ công chức rồi. Quan hệ nam nữ đối với người trong quan trường mà nói, có thể lớn, có thể nhỏ. Lớn thì có thể bị thân bại danh liệt. Nhỏ thì có thể bị gió thổi cỏ lay, sau đó lại một lần nữa yên ổn trở lại. Hết thảy đều phải xem có lãnh đạo thay mình nói giúp một câu vào lúc mấu chốt hay không. Tài Nguyên, làm tốt nhé. Tôi luôn chú ý đến anh đấy. Đối với Lý Tài Nguyên, Hạ Tưởng quả thật vẫn luôn quan tâm, cũng có lẽ khi có cơ hội còn có thể sắp xếp cho một vị trí thích hợp. Hiện tại thành phố Lang vẫn là Ngả Thành Văn đảm nhiệm chức bí thư. Bí thư không thay đổi thì về nhân sự thông thường cũng không có sự biến đổi gì lớn. Lý Tài Nguyên ở thành phố Lang, rèn luyện thêm 1,5 năm nữa cũng tốt. Lý Tài Nguyên vô cùng kích động, lời nói của lãnh đạo là sự ủng hộ lớn lao đối với anh ta. Chỉ cần thị trưởng hạ chú ý đến anh ta thì anh ta đã cảm thấy vô cùng phấn chấn nhiệt tình rồi. Thị trưởng hạ, anh cứ yên tâm, tôi sẽ không bao giờ làm anh phải mất mặt đâu. Sau khi nghe xong hai cuộc điện thoại, ngoài cửa sổ đã thấy hoàng hôn bao trùm. Màn đêm buông xuống hoa hải nguyên, ánh sáng lâng lanh lấp lánh, giống như thiên thượng nhân gian vậy. Hạ tưởng thưởng thức cảnh đẹp một lát, chủ yếu cũng là thư giãn một chút tâm trạng, sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Quay đầu nhìn lại, thì thấy Liên Nhược Hạm và Lý Thấm vẫn nói chuyện không ngớt, nét mặt họ đều hưng phấn, ánh mắt tỏa sáng. Đều là những người thấy tiền sáng mắt, hạ tưởng không khỏi cảm thán. Lâu lắm rồi không thấy Liên Nhược Hạm hưng phấn như thế. Cũng là chuyện hay, cứ để Lý Thấm và Liên Nhược Hạm liên kết để được lợi từ người dân Mỹ đi. Người Mỹ đã gây hại cho nhân dân thế giới bao nhiêu năm nay.
bây giờ để người khác gây tai họa cho bọn họ 1-2 năm, coi như là ăn miếng trả miếng đi. Buổi tối, Hạ Tưởng ở lại ăn cơm, trong bữa cơm, Liên Nhược Hạm còn nói chuyện không ngừng với Lý Thấm, trực tiếp bỏ lại Hạ Tưởng một bên. Hai người đẹp bàn luận nhiệt tình, càng nói càng hăng. Dường như đã kiếm được một núi vàng không bằng, vẻ mặt tham tiền. Hạ Tưởng âm thầm lắc đầu, tuy nhiên trong lòng cũng vui sướng. Hắn còn lo lắng Liên Nhược Hạm sẽ nghĩ tiêu cực, không hứng thú cơ. Chứ không ngờ Liên Nhược Hạm có dã tâm cũng không nhỏ thế này. Có dã tâm là chuyện tốt, có dã tâm mới có sự quyết tâm tiến lên, có quyết tâm tiến lên thì mới có tinh thần bon chen, tranh đấu. Nhìn thấy Liên Nhược Hạm và Lý Thấm với bộ dạng như hận sao trước đây không quen nhau sớm, hắn liền biết mình đã đi đúng một bước. Bây giờ có thể buông tay sự việc kinh tế rồi, hoàn toàn có thể nhập tâm vào cục diện chính trị trước mắt, cố gắng phá vỡ cục diện. Trên thực tế theo như kế hoạch lâu dài mà nói, kế lớn của Liên Nhược Hạm và Lý Thấm mới là mấu chốt đảm bảo hắn về sau có thể đứng sừng sững không đổ. Nhưng khó khăn trước mắt mà không qua được thì cũng không xong. Cuối cùng, Tiêu Ngũ gọi điện thoại đến. Lãnh đạo, tôi sắp đến rồi. Buổi tối gặp hai ngày mai đây ạ. Nghĩ một lúc, cũng không gấp lắm nên Hạ Tưởng đáp. Để sáng mai đi. Lý Thấm và Liên Nhược Hạm nói chuyện với nhau vô cùng ăn ý. Buổi tối cũng không đi đâu mà còn nói chuyện với Liên Nhược Hạm. Hạ Tưởng liền dặn dò Lý Thấm vài câu rồi về nhà. Liên Nhược Hạm đưa Hạ Tưởng đi ra cửa rồi nói. Em là đã đem hết toàn bộ tính mạng của cải trao cho anh rồi đấy. Đánh cuộc một phen, đánh cược mà thua thì anh phải chịu trách nhiệm kiếm lại đó nha. Hạ Tưởng cười ha ha, phất tay mà đi. Những chuyện trên thế giới này, bước một bước là đánh cuộc, trước khi bước một bước đều coi là mình thắng. Chỉ có sau khi xa chân thì mới biết được rằng con đường mình thực sự bước lên vẫn là dẫm phải mìn. Dù sao hắn đã chôn xuống vài quả mìn, sẽ chờ người đến dẫm lên. Sau khi trở về, hắn vẫn gọi một cuộc điện thoại cho Tống Chiêu Độ, chuyển lại lời mà An Hưng Nghĩa đã nhờ hắn. Cũng giống như lời suy đoán của Hạ Tưởng, Tống Chiêu Độ nghe xong từ chối đưa ý kiến mà trực tiếp chuyển sang đề tài khác. Sáng ngày mai tổ chức hội nghị công việc nghiên cứu vấn đề chọn người cho lớp huấn luyện trung thanh niên. Hạ Tưởng, ở ban tổ chức trung ương cậu có quen ai không? Hạ Tưởng ngạc nhiên. Không quen ai à? Tình huống không lạc quan lắm, bởi vì ban tổ chức trung ương trực tiếp điểm danh cậu. Ban tổ chức trung ương điểm danh chẳng lẽ là ý của thủ tướng? Hạ Tưởng ngây ra một chút, lực lượng phía sau bức màn bắt đầu động thủ rồi. Đợt sóng thứ nhất sắp đến. Đã đến cục diện quan trọng đầu tiên rồi. Chương 1057, đầu không xuôi, đuôi không lọt. Lại nghĩ, ban tổ chức trung ương chỉ đích danh, cũng không chắc là lĩnh hội ý chí của thủ tướng, có lẽ có quan hệ với lần điểm danh lúc trước của bí thư Phạm. Sự điểm danh của ban tổ chức trung ương, chưa chắc đã ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng, nhưng ít ra cũng sẽ có những ảnh hưởng bất lợi nhất định. Tống Chiêu Độ lại nói bổ sung thêm, lời của y đã chứng thực suy đoán của Hạ Tưởng. Hẳn là do lực lượng căn nguyên của bí thư Phạm chỉ đích danh. Vấn đề rất khó giải quyết. Tống Chiêu Độ đơn giản sẽ không nổi giận, y là người cực kỳ kiên nhẫn lại không chịu nhận thua, nhưng dễ nhận thấy, muốn động đến lực lượng của Hạ Tưởng, độ mạnh yếu khác thường. Ở tỉnh Yến, lời nói của tôi vẫn còn vài phần phân lượng. Tống Chiêu Độ nói câu cuối cùng, liền cúp điện thoại. Buổi sáng ngày hôm sau, vào lúc tỉnh Yến mời dự họp hội nghị công việc bí thư tỉnh ủy thảo luận danh sách ứng cử viên lớp huấn luyện cán bộ trung thanh niên, thành ủy Thiên Trạch, Trần Khiết Văn đột nhiên đề nghị tổ chức hội nghị công việc bí thư, thảo luận một chút ý kiến xử lý vấn đề tác phong sinh hoạt của Từ Tử Kỳ. Quả nhiên là phối hợp chặt chẽ, cái muốn chính là hai nơi đồng thời ra tay. Hạ Tưởng không đề nghị chậm lại, mà gật đầu đồng ý, cùng lúc đó, hắn dặn dò Tiêu Ngũ lấy lá trà của Chu Duệ Nhạc, gặp mặt Bành Vân Phong trước. Cụ thể làm như thế nào, và sau khi Bành Vân Phong nhấm nháp lá trà, do y chịu trách nhiệm. Trước khi họp, Bành Vân Phong gọi điện thoại tới. Thị trưởng Hạ, lá trà uống tốt lắm, là trà ngon. Trong lòng Hạ Tưởng nắm rõ. Mọi người tốt mới thật sự là tốt. Bành Vân Phong đương nhiên hiểu được ý của thị trưởng Hạ, nói. Trước tiên tôi ngâm pha, sau đó rót ra mời mọi người nhấm nháp thưởng thức, chén thứ nhất, trước tiên mời Tử Kỳ uống một ngụm. Được. Hạ Tưởng liền theo sau cúp điện thoại. Hắn hít một hơi sâu, sau đó đẩy cửa phòng làm việc của bí thư. Tỉnh ủy, văn phòng bí thư, 5 người Phạm Duệ Hằng, Tống Chiêu Độ,
Mai Thái Bình, Mã Tiêu và Vương Bằng Phi ngồi cùng nhau, thảo luận vấn đề ứng cử viên lớp huấn luyện cán bộ trung thanh niên. Hội nghi, do Bí thư Tỉnh ủy Phạm Huệ Rằng chủ trì. Đầu tiên Phạm Duệ Hằng truyền đạt tinh thần chỉ thị của Ban Tổ chức Trung ương, nêu cao tầm quan trọng của lớp huấn luyện cán bộ trung thanh niên, chỉ ra việc có thể vào lớp huấn luyện này, là một cơ hội tốt khó có được của cán bộ đảng viên, bởi vậy, trong việc lựa chọn ứng cử viên, nhất định phải dựa trên nguyên tắc công chính, công bằng và công khai, chọn lựa những người ưu tú. Nói xong, ông ta đem quyền phát ngôn giao cho Mã Tiêu. Đồng chí Mã Tiêu nói một chút ý kiến đánh giá của Ban Tổ chức cán bộ đi. Ban Tổ chức cán bộ được gọi là bộ phận quan trọng nhất nhà nước, quyền lực rất lớn, nhưng trên thực tế Ban Tổ chức cán bộ tỉnh ủy trên cơ bản chỉ có thể quyết định vận mệnh của cán bộ cấp cục, tới cấp phó giám đốc sở, là do quan hệ của mỗi ủy viên thường vụ rồi. Giám đốc sở, nhất là giám đốc sở có chức có quyền, đại bộ phận đều do nhân vật số 1, số 2 nói là xong, rồi tham khảo thêm một chút ý kiến phó bí thư, các ủy viên thường vụ khác, phần lớn chỉ là phụ họa một chút. Cũng không loại trừ có vài ủy viên thường vụ thủ đoạn cao siêu, cũng có tình trạng có thể thuận lợi đề bạt người của mình đảm nhiệm chức vụ quan trọng. Nhưng đại đa số các tình huống, ứng cử viên chức bí thư thành ủy và thị trưởng của toàn tỉnh, đều phải qua tay của bí thư, không có bí thư gật đầu, một người cũng đừng hòng được thông qua. Trên thực tế, nếu có một trưởng ban thư ký rất được bí thư tín nhiệm, có khi ý kiến của trưởng ban thư ký thậm chí còn có thể có trọng lượng hơn ý kiến của trưởng ban tổ chức cán bộ. Đừng tưởng trưởng ban thư ký có khi xếp hạng không bằng trưởng ban tổ chức cán bộ, nhưng trưởng ban thư ký là quản gia lớn ở tỉnh ủy, lại phụ trách việc soạn thảo và xét duyệt toàn bộ văn kiện tỉnh ủy. Hơn nữa nếu có chút văn viết, có khả năng viết ra những văn kiện hay cho bí thư, ý kiến của anh ta sẽ chiếm tỷ trọng lớn trong suy nghĩ của bí thư. Cũng may, mấy năm gần đây, tỉnh Yên vẫn chưa xuất hiện qua một trưởng ban thư ký vừa có khả năng viết vắn lại làm việc chu toàn. Nhiều năm trước, tỉnh Yên từng có một trưởng ban thư ký, chẳng những có thể lĩnh hội đầy đủ ý đồ của bí thư, hơn nữa dưới ngòi bút sâu sắc, được xưng là cán bộ tham mưu cấp cao hàng đầu tỉnh Yên, bí thư có bất cứ sự tình gì, đều thương lượng với anh ta trước. Trưởng ban tổ chức cán bộ lúc ấy phải lĩnh hội ý đồ của bí thư, trước khi lựa chọn ứng cử viên, phải chạm trán trưởng ban thư ký trước. Bản lĩnh viết lách của Vương Bằng Phi không tốt, đối với việc nắm quản văn kiện không được lòng Phạm Duệ Hằng lắm, quan hệ giữa y và Phạm Duệ Hằng không được thân thiết cho lắm, bởi vậy việc đề danh ứng cử viên lần này, trước đó Mã Tiêu đã chạm trán với Vương Bằng Phi, Vương Bằng Phi cũng không có nói được gì hữu dụng, khiến Mã Tiêu có chút khó xử. Lớp huấn luyện cán bộ trung thanh niên là lớp hậu bị của cán bộ cấp tỉnh và cấp bộ, với một số bí thư thành ủy hoặc thị trưởng đầy đủ kinh nghiệm mà nói, là chuyện tốt, tương đương như là việc diễn thử trước khi đề bạt. Nhưng đối với một ít người kinh nghiệm còn thấp, vừa mới triển khai công tác, còn đối với thị trưởng trẻ còn cần vài năm rèn luyện kinh nghiệm mà nói, chưa chắc là cơ hội tuyệt hảo. Con người khác nhau có sự sai lệch khác nhau. Hạ Tưởng hiện tại không thích hợp đi học lớp huấn luyện cán bộ trung thanh niên, nhưng Mã Tiêu cũng biết rõ, bí thư Phạm muốn ban tổ chức cán bộ đề danh Hạ Tưởng. Y càng hiểu rõ hơn, nói là 10 ứng cử viên, trên thực tế ban tổ chức trung ương chỉ cho tỉnh Yên 3 suất. Chủ tịch tỉnh Tống phản đối sự đề danh của Hạ Tưởng, phó chủ nhiệm phó cũng nói chuyện điện thoại với y. Mã Tiêu liền biết, cho dù là làm trái ý bí thư tỉnh ủy cũng không có cách nào, ám thị của phó chủ nhiệm phó phải lĩnh hội, đồng thời y cũng không muốn đối nghịch với chủ tịch tỉnh Tống. Nếu nói trong số ủy viên thường vụ tỉnh Yên có ai khiến y e sợ nhất, duy chỉ có một người là Tống Chiêu Độ mà thôi. Bởi vì Tống Chiêu Độ từ trước đến nay bình tĩnh đến đáng sợ, làm cho người ta mãi mãi không thể nhìn thấu được. Mã Tiêu lấy giọng, bình thường trước khi lên tiếng y không có thói quen lấy giọng, nhưng hôm nay hơi khác, cần lấy giọng để che giấu một chút tâm trạng căng thẳng. Ban tổ chức đánh giá, bước đầu chọn ra 10 người, đó là Bí thư Thành ủy thành phố Thủy Hằng Lý Đinh Sơn, Bí thư Thành ủy thành phố Đan Thành Vương Thiếu Mẫn, Bí thư Quận ủy Quận Hạ Mã Giang Thiên, Thị trưởng thành phố Ngưu Thành Cao Hải, Thị trưởng thành phố Tần Đường Nam Hoa, Bí thư Thành ủy thành phố Lang Ngả Thành Văn. Sau khi nêu tên 10 người xong, không có Hạ Tưởng. Sắc mặt Phạm Duệ Hằng lập tức trầm xuống. Hay cho Mã Tiêu, đã sớm nhận được sự ra hiệu ngầm của thư ký của y, không ngờ thời điểm đề danh cuối cùng, một chút cũng không nể mặt bí thư tỉnh ủy, ngay cả đề danh Hạ Tưởng cũng không có, thật quá mức. Sắc mặt Phạm Duệ Hằng vừa trầm xuống. Ai cũng đều hiểu Mã Tiêu đề danh không khiến nhân vật số 1 vừa lòng. Nếu bình thường, sẽ có hơn nửa số người nháy mắt Mã Tiêu,
nhưng hôm nay thì không như vậy, Tống Chiêu độ mắt điếc tai ngơ, Mai Thái Bình làm như không thấy, chỉ có Vương Bằng Phi thấy bầu không khí không được hài hòa, liền nhảy ra đánh tiếng giảng hòa. Ban tổ chức cán bộ có phạm vi của ban tổ chức cán bộ, tôi cũng có mấy ứng cử viên thích hợp, đề xuất ra để các đồng chí tham khảo. Anh ta lấy ra một quyển sổ nhỏ, lật vài trang, mới nói tiếp. Trưởng ban thư ký thành ủy thành phố Yến Nhạc Minh, thị trưởng thành phố Trương Trình Trương Đại Sơn, thị trưởng thành phố Thiên Trạch Hạ Tường. Những ứng cử viên được đưa ra đầu tiên chỉ là để dẫn dắt, cuối cùng nêu tên Hạ Tường mới là chính yếu. Tống Chiêu Độ rất có thâm ý nhìn Vương Bằng Phi một cái. Phạm Duệ Hằng liền thuận thế tiếp lời Vương Bằng Phi nói. Đồng chí Bằng Phi đề danh cũng rất có tinh thần mở mang, cố gắng đừng lúc nào cũng đề danh các đồng chí có tuổi chênh lệch lớn, các đồng chí trẻ trung khỏe mạnh cũng cần phải đề tới, cho họ cơ hội tiến lên, ví như hai đồng chí Nhạc Minh và Hạ Tường, quả thực không tồi tí nào. Làm bí thư tỉnh ủy, nhân vật số 1, sớm đã đưa ra quan điểm cơ bản, tương ứng với việc muốn bịt miệng người khác. Đây cũng là quyền thế của nhân vật số 1, nhân vật số 1 đã đưa ra luận điệu, trên cơ bản những người khác sẽ không phản đối. Nhưng tình hình tỉnh Yến đặc thù, không phải đặc thù bình thường, là rất đặc thù, bởi vì có vết xe đổ của Cao Thành Tùng, mấy bí thư tỉnh ủy tỉnh Yến sau đó đều không hình thành cục diện một nhà độc đại, Phạm Duệ Hằng cũng không có. Lại có Tống Chiêu Độ làm quan tại tỉnh Yến nhiều năm, thế lực ăn sâu bén rễ, Phạm Duệ Hằng tuy rằng cũng ở tỉnh thời gian không ngắn, nhưng vẫn khó có thể lay động cây đại thụ Tống Chiêu Độ. Lại có tỉnh Yến là một trong những tỉnh có thế lực gia tộc lâu đời nhất, lợi ích khắp nơi rối rắm, rắc rối phức tạp, Phạm Duệ Hằng đảm nhiệm bí thư đã hơn một năm, cuối cùng vẫn không xác định được quyền lực nói 102 ở tỉnh Yến. Chương 1058, một ván thắng nhỏ, ván hai nổi gió. Tống Chiêu Độ liền lên tiếng đúng lúc. Hạ Tưởng đối với việc phát triển tiếp theo của Thiên Trạch mà nói, quá quan trọng, cậu ấy vẫn cần ở lại Thiên Trạch, càng phù hợp với lợi ích Thiên Trạch. Cũng phù hợp với sự sắp xếp đại cục của toàn tỉnh. Tôi lại cho rằng, Phó Thị trưởng thành phố Lang Chu Duệ Nhạc là một đồng chí tốt, đồng chí ấy năm nay 39 tuổi, phù hợp với điều kiện của Ban Tổ chức Trung ương. Phó Thị trưởng 39 tuổi, trong phần đông Phó Thị trưởng tại tỉnh Yến, tuổi đều không coi là thấp, nhưng tuyệt đối không cao. Chu Duệ Nhạc là ai, nếu không phải Tống Chiêu Độ đề cử ngay trong hội nghị công việc bí thư, chỉ sợ mấy người có mặt ở đây không ai biết anh ta. 13 thành phố cấp 3 của tỉnh Yến, thành phố Yến là tỉnh lỵ thuộc cấp phó tỉnh, ngoại trừ nhân vật số 1, số 2 là cấp phó tỉnh ra, còn lại có 11 ủy viên thường vụ đều là giám đốc sở, hơn nữa công thêm bí thư và thị trưởng của 12 thành phố cấp 3 khác, tổng cộng 35 nhân vật số 1, số 2 cấp giám đốc sở mấu chốt, các phó bí thư, phó thị trưởng ở nơi khác gộp lại, tổng cộng có quy mô hơn 100 người, ai có thể nhớ kỹ tên một phó thị trưởng là gì? Hơn nữa còn không phải ủy viên thường vụ. Chu Duệ Nhạc được Tống Chiêu Độ nhắc tới trước mặt mọi người, lập tức khiến lãnh đạo quan trọng của tỉnh ủy đang có mặt đều ghi lại trong lòng. Sau đó, Mai Thái Bình cũng đề danh vài ứng cử viên, ý vị sâu xa chính là, ông cũng đề cập đến tên Hạ Tưởng sau cùng. Năm vị lãnh đạo tỉnh ủy, có Vương Bằng Phi, Mai Thái Bình đều nêu tên Hạ Tưởng, nhưng nêu tên đều rất thủ đoạn, đều để tên Hạ Tưởng sau cùng. Phạm Duệ Hằng điểm danh Hạ Tưởng. Nhưng lại thiếu sự hưởng ứng nhiệt liệt, Tống Chiêu Độ rõ ràng phản đối đề danh Hạ Tưởng, ban tổ chức cán bộ dứt khoát sẽ không đề danh. Tình thế, vô cùng tinh tế, cục diện, làm cho người ta khó mà cân nhắc được. Hội nghị công việc bí thư hôm nay, đã diễn ra khá nặng nề. Cuối cùng Phạm Duệ Hằng cũng cảm thấy nếu tiếp tục họp, đừng nói cuối cùng thảo luận trọng điểm là ứng cử viên, ngay cả việc đề danh theo kiểu phổ thông đầu phiếu cũng không thể thảo luận nổi, ông ta liền tức giận. Phê bình Mã Tiêu. Đồng chí Mã Tiêu, công tác của ban tổ chức cán bộ làm việc rất không tốt, chỉ một vấn đề đề danh cũng không nắm được, là chuyện gì chứ hả? Quay về sửa lại danh sách rồi báo lại cho tôi, phải tổng hợp suy xét các ý kiến của các bên, nghe tiếng nói của quần chúng, không được nhắm mắt làm liều. Nhân vật số 1 phê bình, Mã Tiêu chỉ có thân phận lắng nghe, không có tư cách cãi lại, tự phê bình chính mình. Hội nghị, thật sự thất bại. Và so với việc thất bại của hội nghị công việc bí thư của tỉnh ủy, hội nghị công việc bí thư ở thành ủy Thiên Trạch, diễn ra xem như thành công. Nhân viên tham dự hội nghị công việc bí thư có Trần Khiết Văn, Hạ Tưởng, Ngô Minh Nghị, Bì Bất Hưu và Trần Thiên Vũ, và cũng tương tự tình cảnh của Phạm Duệ Hằng là,
Trần Khiết Văn cũng không có một người cùng bà duy trì đồng bộ đồng thời một trưởng ban thư ký có thể lĩnh hội đầy đủ ý đồ của bà. Tương phản, trưởng ban thư ký là người của Hạ Tường, khiến bà chỉ có thể khoanh tay bó gối. Ngay từ đầu, sau khi Trần Khiết Văn đề xuất đề tài thảo luận, Hạ Tường còn không có lên tiếng, Bì Bất Hưu liền đề xuất Từ Tử Kỳ là cán bộ đảng viên, lại sinh hoạt cá nhân không đứng đắn, cần phải xử phạt cảnh cáo nghiêm khắc trong nội bộ đảng. Coi như Bì Bất Hưu đã nể tình, y vốn định trong cuộc họp đề xuất khai trừ Từ Tử Kỳ ra khỏi đảng, Trần Khiết Văn không đồng ý nói là để cho thị trưởng Hạ chút thể diện. Hạ Tường còn chưa tỏ thái độ, Trần Thiên Vũ đã nói ra một việc, lập tức khiến sự việc có một sự nghịch chuyển kinh người. Bình tĩnh mà xem xét, việc Từ Tử Kỳ cũng không lớn, chẳng qua vợ con anh ta làm náo loạn một hồi, nói y thế nọ thế kia, y lại không bị người ta có được chứng cứ trực tiếp như bắt kẻ gian dâm tại giường, càng không bị chụp ảnh, vi để cho thấy giữa y và Vương Lệ Hà có quan hệ nam nữ, hơn nữa y lại là thư ký của thị trường, sự việc cơ bản cũng không cần công khai, lại càng không cần thảo luận ở hội nghị công việc bí thư. Nói chung, đều không giải quyết được gì, ai mà không nể mặt thị trưởng chứ. Nhưng Bì Bất Hưu nhảy lên nhảy xuống, đầu tiên là điều tra Bành Vân Phong, lại lấy kỷ luật đảng tác phong đảng nghiêm khắc làm lý do, đề nghị tổ chức hội nghị công việc bí thư tìm hiểu việc của Từ Tử Kỳ, thì quá đáng rồi, rõ ràng có ý làm khó dễ thị trưởng Hạ. Khi tin đồn ở tỉnh có khả năng cho thị trưởng Hạ đi học tập ở trường đảng trung ương một năm rộ lên, dụng ý của Bì Bất Hưu càng lộ ra rõ ràng hơn. Thị trưởng Hạ liệu có mặc cho Bì Bất Hưu cưỡi trên đầu ức hiếp không? Sau khi Bì Bất Hưu lên tiếng xong, còn cố ý như vô ý mang ánh mắt khiêu khích liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, Hạ Tưởng cũng không để ý đến nha, dường như tâm tư cơ bản không ở trong cuộc họp, khiến cho y có chút căm tức. Bì Bất Hưu tưởng rằng ít nhất sẽ có Ngô Minh Nghị phụ họa thêm vài câu gì đó, không ngờ y vừa nói xong, không một người nào tiếp lời, đã xuất hiện sự tẻ ngắt, khiến y vô cùng xấu hổ. Kỳ thật Trần Khiết Văn không muốn mời dự họp hội nghị công việc bí thư lần này, cũng không muốn vì vấn đề của Từ Tử Kỳ mà cãi cọ không vui với Hạ Tưởng, bởi vì hiện tại đúng là thời điểm mấu chốt mà ở tỉnh quyết định Hạ Tưởng đi hay ở, bà không cần phải gây thêm rắc rối. Nhưng Bì Bất Hưu thề rằng có chứng cứ xác thực có thể đả kích danh tiếng Hạ Tưởng, trước mắt xử phạt Từ Tử Kỳ, trực tiếp làm suy yếu quyền uy của Hạ Tưởng, khiến Hạ Tưởng cảm thấy xấu hổ ở thiên trạch, nói không chừng còn có thể chủ động yêu cầu rời đi. Trần Khiết Văn liền dao động. Thấy Hạ Tưởng không có phản bác gì Bì Bất Hưu, Trần Khiết Văn liền nheo mắt suy nghĩ, chẳng lẽ Hạ Tưởng đầu óc thực sự choáng váng vì hướng đi ở tỉnh, ốc còn không mang nổi mình ốc sẽ không muốn cứu Từ Tử Kỳ. Tuy nhiên suy nghĩ một chút, bà vẫn không mở miệng, không muốn ngay cả một chuyện nhỏ cũng không tha, hiện rõ cách thức của nhân vật số một như bà không đủ uy nghiêm. Bì Bất Hưu thấy không ai nói tiếp, cũng cảm thấy trên mặt tối tăm, liền hướng Trần Thiên Vũ nói. Trưởng ban thư ký nói một chút đi, bình thường cậu và Từ Tử Kỳ qua lại khá nhiều, đưa ra một chút ý kiến đi. Nói ra Trần Thiên Vũ qua lại khá nhiều với Từ Tử Kỳ, hiển nhiên là nói bóng gió Trần Thiên Vũ, thân là trưởng ban thư ký thành ủy mà lại có quan hệ chặt chẽ với thị trường, có ý châm chọc. Vẻ mặt Trần Thiên Vũ bình tĩnh, liếc mắt nhìn Bì Bất Hưu một cái, thong thả nói một câu. Chủ nhiệm Bì, vấn đề Tử Kỳ, chuyện bé xé ra to rồi. Bì Bất Hưu liền cãi lại một câu. Càng là người bên cạnh lãnh đạo, càng phải yêu cầu nghiêm khắc, thị trưởng Hạ hãy phân xử. Lại muốn đem Hạ Tưởng ra. Ánh mắt Hạ Tưởng nhìn về phía Bì Bất Hưu, nhưng lại hướng Trần Thiên Vũ nói. Phải đưa sự thật ra nói đạo lý. Nhìn về phía Bì Bất Hưu lại hướng Trần Thiên Vũ nói chuyện, rõ ràng là khinh thường Bì Bất Hưu. Bì Bất Hưu liền không phục nói tiếp một câu. Đúng, đưa ra sự thật nói đạo lý. Đồng chí Thiên Vũ nói xem như thế nào mà bảo là chuyện bé xé ra to. Trần Thiên Vũ nhìn về phía Ngô Minh Nghị, Ngô Minh Nghị gật gật đầu trả lời. Tài liệu tôi đã xem qua, quả thật là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới, muốn hội nghị công việc bí thư thảo luận, quả thật hơi ầm ĩ. Trần Khiết Văn thoáng chốc mông muội, nguy rồi, lại bị Hạ Tưởng đùa giỡn. Chẳng lẽ Trần Thiên Vũ và Ngô Minh Nghị đã ngầm nhất trí với nhau? Trần Thiên Vũ lấy một phần tư liệu. Trước đưa cho Trần Khiết Văn, lại đưa một phần cho Hạ Tưởng, sau đó hướng Bì Bất Hưu cười xin lỗi. Chỉ có hai bộ, chủ nhiệm Bì chờ một chút xem sau nhé. Bì Bất Hưu biết Trần Thiên Vũ cố ý làm vậy với y, không nói gì, chỉ có điều sắc mặt nhìn không được tốt lắm. Trần Khiết Văn chỉ nhìn qua một chút, rồi đem tài liệu chuyển cho Bì Bất Hưu. Sự việc là hiểu lầm,
nếu đã là hiểu lầm thì không có gì cần thảo luận, Thiên Vũ, lát nữa cậu báo Từ Tử Kỳ trở lại làm việc bình thường. Ông Bì, về sau mọi việc không nên hơi một tí thì làm lớn lên, với các đồng chí trẻ tuổi, chúng ta phải căn cứ vào xuất phát điểm trân trọng, trợ giúp họ, dẫn dắt họ, chứ không phải cứ động tí là xử phạt họ. Còn nữa, về sau ông phải chú ý phương pháp làm việc một chút, trước khi sự tình chưa được làm rõ mà đưa ra hội nghị công việc bí thư thảo luận, không phải làm mất thời gian của mọi người sao. Bì Bất Hưu bị giáo huấn một trận, nhìn tài liệu trong tay, mồ hôi lạnh chảy xuống dưới. Là một phần tài liệu điều tra rất tỉ mỉ xác thực, phía trên có tự thuật của Từ Tử Kỳ, có Vương Lệ Thái nhận khuyết điểm, Vương Lệ Hà cảm tạ, là một câu chuyện rất cảm động. Chuyện nói Từ Tử Kỳ và Vương Lệ Hà trước vốn là mối tình đầu của nhau, nhưng bởi vì nhiều nguyên nhân mà chia tay. Sau lại không hẹn mà gặp, Vương Lệ Hà vừa mới thất tình, tâm tình không tốt, Từ Tử Kỳ vì cảm thông và trân trọng, tới khuyên bảo cô ấy. Sau đó Vương Lệ Thái theo sự khuyên bảo của người có lòng, hiểu lầm quan hệ Từ Tử Kỳ và Vương Lệ Hà, liền làm náo loạn một trận. Sau khi giải thích rõ ràng, Vương Lệ Thái hiểu được sai lầm của mình, thành khẩn nhận sai với Từ Tử Kỳ và nhận Vương Lệ Hà là chị em, tất cả đều vui mừng. Cả nhà người ta đều vui mừng, ông còn điều tra tác phong sinh hoạt cái gì, không phải là xé ra để nói hay sao? Trên mặt Bì Bất Hưu trắng bệch, ông ta như thế nào mà trước đó không có nghe một chút tin tức gì? Việc này quả thật mất mặt. Về sau lại càng mất mặt, thị trưởng Hạ vẫn trầm mặc rốt cuộc cũng mở miệng, cũng không phải vì việc nhỏ của Từ Tử Kỳ, mà là một việc lớn. Nếu đã mời dự họp hội nghị công việc bí thư, nhân tiện đây tôi xin nói tới công việc trọng điểm tiếp theo. Lập dự án đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch sắp được thông qua, còn có Ủy ban Kế hoạch và Phát triển nâng đỡ 20 doanh nghiệp trong phạm vi cả nước, giúp đỡ về trang bị kỹ thuật và tài chính, Thiên Trạch cũng giành được một chỉ tiêu, sắp tới sẽ thông báo chính thức. Đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch là dự án lớn có ý nghĩa sâu xa với Thiên Trạch, về phía chính quyền hy vọng Bí Thư Trần cũng cho đầy đủ sự coi trọng và ủng hộ. Trần Khiết Văn âm thầm thở dài một tiếng, miêu tả sơ lược với Hạ Tường và hóa giải sự khiêu khích của Bì Bất Hưu, sau đó độ lượng mà đem dự án quan trọng do bà chủ trì mà so sánh, giữa Hạ Tường và Bì Bất Hưu, quả thật cao thấp rõ ràng. Bì Bất Hưu, rất thấp hèn, thủ đoạn của Hạ Tường, chẳng những cao siêu, hơn nữa còn có thể đứng ở điểm tối cao của đạo nghĩa. Bà còn có thể nói gì? Chỉ có thể cố gắng lấy giọng điệu cổ vũ, khen ngợi đối với công việc Hạ của Tường. Hội nghị công việc bí thư mở ra thật sự thành công, tuy nhiên không phải thành công của Bì Bất Hưu mà là thành công của Hạ Tường. Nét mặt già nua của Bì Bất Hưu mất hết. Buổi chiều ngày hôm sau, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Thiên Trạch chính thức nhận được thông báo, việc lập dự án đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch được thông qua. Cả thành ủy xôi trào và hân hoan, chỉ có điều việc lập dự án được thông qua, cách việc chứng thực chính thức còn một khoảng cách phải đi, nhưng giá nhà ở Thiên Trạch cũng theo đó mà lên. Cùng lúc tin tức việc lập dự án được duyệt thông qua lại xuất hiện sự kiện làm người khác chú ý, Từ Tử Kỳ đã trở lại đi làm, vẫn đảm nhiệm chức vụ thư ký của thị trưởng như cũ, không bị xử phạt, ngược lại vì được nghỉ ngơi một thời gian mà nét mặt phơi phới hơn. Tất cả mọi người đều biết Từ Tử Kỳ trở về có ý nghĩa gì. Hai chuyện nhằm vào Từ Tử Kỳ và Bành Vân Phong, đều được thị trưởng Hạ giải quyết suôn sẻ. Thị trưởng Hạ thắng trước một ván. Nhưng thế cục còn chưa hoàn toàn rõ ràng, một là danh sách lớp huấn luyện cán bộ trung thanh niên của tỉnh ủy, kể cả chưa đề ra, tin đồn truyền ra là, ý kiến ở tỉnh không thống nhất, còn đang cân đối. Nguyên nhân căn bản của việc cân đối vẫn là vì thị trưởng Hạ đi hay ở, bởi vậy, vị trí của thị trưởng Hạ ở Thiên Trạch, vẫn không ổn định. Thứ hai là vấn đề Bành Vân Phong, còn để treo chưa giải quyết, Ủy ban kỷ luật vừa không làm sáng tỏ nói rõ Bành Vân Phong không có vấn đề, cũng không tìm y hỏi lại, mấu chốt là, thị trưởng Hạ không đề nghị tổ chức hội nghị trông việc bí thư hoặc hội nghị thường vụ để khôi phục sự trong sạch cho Bành Vân Phong, tương đương với triển vọng của Bành Vân Phong cũng chưa biết thế nào. Thiên Trạch, bởi vì cả hai chuyện trên, vẫn khiến không ít người lo lắng, nhất là vấn đề thị trưởng Hạ đi hay ở, tác động đến suy nghĩ của nhiều người. Nhưng thị trưởng Hạ dường như không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn nhiệt tình gấp trăm lần mà lao vào công việc. Bởi vì dự án đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch thuận lợi thông qua lập dự án, danh tiếng của thị trưởng Hạ lại bay lên tới đỉnh núi, Dương Kiếm và Chiến Kinh bằng hết sức phối hợp với công việc của thị trưởng Hạ, một người phụ trách Kinh Bắc Tân Thành, một người phụ trách công việc tiếp theo sau khi lập dự án của đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch, hai người tinh thần phấn chấn, tràn đầy nhiệt tình.
Theo tin tức dự án đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch truyền ra, không ít nhà đầu tư khai thác phát triển của thành phố Yến và Bắc Kinh nghe tin mà lập tức hành động, đều lần lượt tiến đến địa trạch khảo sát Kinh Bắc Tân Thành, Thiên Trạch, bước vào thời kỳ phát triển như xe tốc hành. Nhưng kinh tế Thiên Trạch càng hiện ra cảnh tượng phồn vinh, lại càng có người hy vọng Hà Tưởng khẩn trương rời đi cho xong, đồng thời, có nhiều người hy vọng thị trưởng Hạ có thể ở lại, tiếp tục lãnh đạo Thiên Trạch thêm 2-3 năm, để Thiên Trạch bước đi vững vàng hơn một chút, càng chắc chắn hơn một chút. Thiên Trạch thực sự không thể rời khỏi thị trưởng Hạ. Không ít người không phải không có sự thất vọng mà suy nghĩ. Thế cục Thiên Trạch không rõ ràng, kỳ thật vẫn có liên quan đến cục diện bế tắc ở tỉnh. Nhưng ở thời điểm tất cả mọi người không để ý, thế cục lại đột nhiên xảy ra biến đổi. Phong khởi Vu Thanh Bình chi mạt những ảnh hưởng lớn, tư trào lớn bắt nguồn từ những chỗ nhỏ nhặt khó nhận biết thay đổi, dẫn phát từ một việc nhỏ mà không ai để ý tới. Chu Duệ Nhạc tiến đến Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo công việc, Chủ tịch tỉnh Tống Phá Lệ tiếp kiến y. Với thân phận phó thị trưởng của một thành phố cấp 3 của y, đừng nói có thể gặp Chủ tịch tỉnh Tống, ngay cả muốn gặp phó Chủ tịch tỉnh bình thường cũng không dễ dàng, lại càng không phải nhắc đến phó Chủ tịch tỉnh ủy viên thường vụ. Điều khiến không ai ngờ chính là, Chủ tịch tỉnh Tống lại tự mình tiếp kiến y, khiến cho không ít người đều ngửi thấy mùi không bình thường. Chủ tịch tỉnh Tống và Chu Duệ Nhạc, rốt cuộc có quan hệ gì? Mấu chốt còn nữa, Chu Duệ Nhạc là phó thị trưởng thành phố Lang, hiện tại thị trưởng thành phố Lang An Hưng Nghĩa vừa mới tiếp nhận câu hỏi của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Chủ tịch tỉnh Tống vào lúc này bất ngờ tiếp kiến một gã phó thị trưởng bình thường đến từ thành phố Lang, như vậy dụng ý là gì? Chu Duệ Nhạc chỉ ở lại nửa ngày ở Ủy ban Nhân dân tỉnh, sau đó vội vàng quay trở về thành phố Lang. Dọc đường đi y kích động đến mức chân tay đều run rẩy, có thể nối được dây của Chủ tịch tỉnh Tống. Tất cả đều bởi vì một câu nói của thị trưởng Hạ, y hiện tại đối với thị trưởng Hạ chẳng những bội phục sát đất, mà còn coi là ơn tri ngộ. Ngồi trên xe trở về, y trên đường đi hưng phấn đến mức mấy lần lấy điện thoại ra lại thôi, cuối cùng kiềm chế sự phấn khích, không dám điện thoại cho Hạ Tưởng, tránh làm cho thị trưởng Hạ cảm thấy y không chín chắn. Dù sao, sự việc vừa có một chút dấu hiệu nổi gió. Nổi gió, gió, đầu tiên sau khi Chu Duệ Nhạc trở lại thành phố Lang. Gió nổi ở thành phố Lang, sau đó nhanh chóng thổi tới thành phố Yến, tạo một chấn động không nhỏ ở tỉnh. Sau khi Chu Duệ Nhạc trở về thành phố Lang, trước tiên nói chuyện riêng cùng An Hưng Nghĩa, sau đó lại hướng Ngả Thành Văn báo cáo công việc. Sau đó, Ngả Thành Văn và An Hưng Nghĩa lại gặp nhau, thống nhất ý kiến, ngay sau đó mời họp hội nghị liên tịch, nói theo cách làm ở hội nghị liên tịch của Chủ tịch tỉnh Tống từng thực hiện. Do Ngả Thành Văn tuyên bố lấy mấy dự án lớn của thành phố do Phó Thị trưởng Thiệu Đinh đảm nhiệm, chuyển cho Chu Duệ Nhạc toàn quyền phụ trách. Thiệu Đinh tức giận đến mức thay đổi sắc mặt ngay tại chỗ. Thiệu Đinh vốn có quan hệ khá gần với Cổ Hướng Quốc, nhưng sau khi Cổ Hướng Quốc ngã ngựa, y lại nhanh chóng thay đổi sách lược, trở nên khiêm tốn và thiết thực hơn rất nhiều. Hơn nữa y ở Bắc Kinh có một vị thủ trưởng già đã về hưu, địa vị của y ở thành phố Lang cũng coi như tạm được, nửa vời. Không ai cố ý làm khó dễ anh ta. Nhưng không biết vì sao, sau khi An Hưng Nghĩa tới thành phố Lang, không hợp với y, mấy lần làm khó Thiệu Đinh trong công việc. Từ đầu Thiệu Đinh còn tưởng An Hưng Nghĩa cùng phe với Hạ Tưởng, sau lại phát hiện không hoàn toàn vậy, An Hưng Nghĩa đơn thuần nhìn không vừa mắt với y cũng rất không phục. Quan hệ ở tỉnh của Thiệu Đinh không mạnh lắm, có thể thay y nói chuyện cũng chỉ có ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo Lý Phong. Nhưng Lý Phong ở trong bộ máy tỉnh ủy, tiếng nói không có trọng lượng lắm, đặc biệt về mặt nhân sự, gần như không phát ra được giọng nói của mình. Lại bởi vì hậu đài của y ở Bắc Kinh đã về hưu nhiều năm, tuy rằng năm đó cũng vào bộ chính trị, dù sao thời gian cũng đã lâu, đã là việc cảnh còn người mất. Thiệu Đinh liền có cảm giác tiền đồ ảm đạm. Bỗng nhiên lại có người truyền lời với y, bảo y phải thế nọ thế kia, sau đó sẽ có hy vọng tiến lên một bước. Đối với người đến đường cùng, một gốc giả tương đương với một tòa kim sơn, đặc biệt với người trong quan trường mà nói, không phải anh xuống thì tôi lên, cho tới bây giờ, đều là dẫm trên vai người khác mà đi, cũng có nhiều người, còn phải dẫm lên đầu người khác mới có thể thăng quan. Thiệu Đinh rõ ràng có người đem anh ta làm súng thì làm súng, chỉ cần có hy vọng, làm cái gì cũng không sợ. Vốn sau khi An Hưng Nghĩa tới thành phố Lang, trong sự phối hợp với Ngả Thành Văn còn có chút xung đột. Chủ yếu cũng là An Hưng Nghĩa đối nhân xử thế hơi cố chấp và tự cho là đúng, Ngả Thành Văn đối với An Hưng Nghĩa ngầm có không ít ý kiến. Cho nên,
Hội nghị liên tịch lần này do Ngả Thành Văn ở trước mặt mọi người tuyên bố điều chỉnh phân công của y, Thiệu Đinh chỉ biết hỏng việc rồi, khẳng định có nhân vật phía sau ra tay, nếu không Ngả Thành Văn sẽ không nể mặt An Hưng Nghĩa. Bởi vì vài dự án là do thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố cùng phụ trách, một mình An Hưng Nghĩa không có quyền lực điều chỉnh phân công. Thiệu Đinh khí khái khó mà bình tĩnh được. Chương 1059, vừa có thể làm súng, lại có thể bắn bia. Sau đó sự việc vẫn chưa được xem là kết thúc, sau cuộc họp, An Hưng Nghĩa lại tìm y nói chuyện, bảo y đưa một phần tài liệu tới ủy ban nhân dân tỉnh. Thiệu Đinh rất không vui, chính quyền có một trưởng ban thư ký và phó trưởng ban thư ký, cần gì phải bảo y một phó thị trưởng tự mình đi một chuyến chứ. Nhưng không thể nói ra lời, bởi vì nhiệm vụ do thị trưởng giao cho, nhất định phải phục vụ vô điều kiện. Thiệu Đinh thật không ngờ chính là, lần này đi ủy ban nhân dân tỉnh, không ngờ làm bia ngắm cho người ta. Đàm Quốc Thụy tâm tình vài ngày gần đây rất tốt, bởi vì vấn đề cải cách chế độ xí nghiệp còn sót lại, y đã giải quyết thuận lợi hơn một nửa, Tống Chiêu Độ muốn trong việc này kẹp cổ y, khiến y không chịu nổi, giờ đã không thể, lãng phí mất tâm cơ rồi. Hơn nữa việc An Hưng Nghĩa còn có khả năng điều tra sâu thêm được một bước, ngày tháng của Tống Chiêu Độ sẽ không qua dễ dàng rồi, ông ta sẽ trải qua những ngày khổ sở nhất, Hạ Tưởng sẽ không bảo vệ nổi, sẽ ảo não mà rời khỏi Thiên Trạch. Tống Chiêu Độ à Tống Chiêu Độ, người khác đều nói ông là cây thường thanh trong quan trường tỉnh Yến, thậm chí còn có người gọi ông là bậc thầy trong quan trường, tôi muốn xem, chừng nào ông sẽ ngã dầm xuống. Cho dù không ngã, cũng tốt nhất nhanh chóng rời khỏi tỉnh Yến, tùy ý đi tìm một tỉnh xa xôi mà ngồi, đừng chiếm vị trí tốt là chủ tịch tỉnh Yến, để cho các lãnh đạo trung ương phải ngột ngạt. Tỉnh Yến, hắt xì một cái có thể đến Bắc Kinh. Bí thư và chủ tịch tỉnh, đâu dễ làm như vậy chứ? Đàm Quốc Thụy tự cho rằng ông ta làm quan nhiều năm ở Bắc Kinh, am hiểu xấu sắc ván cờ của các lãnh đạo cấp cao ở Bắc Kinh, đã tự cho mình tài trí hơn người. Trong mắt ông ta, cán bộ lớn nhỏ của tỉnh Yến, ai ai cũng là hạng người có ánh mắt thiển cận, không có người nào giống ông ta mạnh như thác đổ, không có một người nào giống ông ta, có ánh mắt phóng tầm mắt nhìn về thiên hạ. Chỉ tiếc, mỗi người đều có suy nghĩ giới hạn bên trong bản thân. Mỗi người đều có một cái giếng, đều ngồi ở đáy giếng nhìn lên không trung, nghĩ không trung lớn như vậy, sau này miệng giếng người khác cũng nhỏ như vậy. Tháo gỡ vấn đề thay đổi chế độ của xí nghiệp thuộc tỉnh, Đàm Quốc Thụy chọn dùng chính là biện pháp trực tiếp nhưng lại là biện pháp bỏ tường đông xây tường tây hữu hiệu nhất. Khoản tiền trấn an 50 triệu tệ do công ty Đài Loan thu mua xí nghiệp thuộc tỉnh châm trễ vẫn chưa vào tài khoản, đầu năm nay, việc sinh nhai của công nhân viên chức thất nghiệp đã thành vấn đề. Quen tiền không quen người, Chu Dù Anh là chủ tịch tỉnh hay là bí thư tỉnh ủy, không trả tiền, không cho ăn cơm mặc áo, đánh người à, dù sao lão đây mục nát một đời rồi, sợ cái gì? Không có tiền, thì không giải quyết được vấn đề gì. Tiền là nguồn gốc của vạn cái ác, cũng là một trong những thủ đoạn chấn, là lực lượng dùng trực tiếp hữu hiệu nhất. Không có tiền, ngay cả cái chức phó chủ tịch tỉnh ủy viên thường vụ tỉnh ủy của ông ta, đứng trước mặt công nhân viên chức thất nghiệp. Cũng hai chân run rẩy, sợ bị đám người phẫn nộ xông vào đánh cho mặt mũi bầm dập. Khoản trấn an của công ty Đài Loan vì sao không đến nơi, Đàm Quốc Thụy không rõ lắm, cũng không dám hỏi đến, bởi vì công ty Đài Loan tới tỉnh Yến đầu tư, là một tay bí thư Phạm Xúc Tiến. Lúc ấy khi ký kết hiệp nghị, đối phương đáp ứng rất tốt, chịu trách nhiệm thu xếp 30% công nhân viên chức thất nghiệp, còn lại 70%, mỗi người bồi thường một mức tiền trấn an nhất định. Cuối cùng đại biểu công nhân viên chức ký tên đồng ý, xem như mọi người đều vui vẻ. Ai ngờ đợi xí nghiệp cải cách chế độ rồi, toàn bộ công nhân viên chức đều thất nghiệp, vấn đề bố trí công nhân viên chức của công ty Đài Loan thực ra là đã thực hiện hiệp nghị, nhưng trên vấn đề tiền trấn an, kéo đi kéo lại, cho tới hôm nay không có một phân tiền nào về đến. Các công nhân nghèo rất mồng tơi không làm nữa, cũng vừa khéo náo loạn đến trước mặt đại biểu Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc đến khảo sát. Cũng khiến ông ta mất mặt một lần. Về phần vì sao công ty Đài Loan đầu tư đúng chỗ rất nhanh, bố trí phương diện công nhân viên chức thất nghiệp cũng khá rõ ràng, nhưng vấn đề tiền trấn an lại chậm chạp cứ treo đấy không giải quyết, Đàm Quốc Thụy chưa nghĩ ra. Ông ta cũng hẹn nói chuyện với người phụ trách công ty vài lần, đối phương trả lời sẽ kết nối với tổng bộ, nhưng sau đó vẫn không có kết quả. Ông ta muốn tạo áp lực cũng không được, đối phương là thượng khách của bí thư Phạm, ông ta không dám. Đối phương đối với ông ta cũng rất khách sáo, chính là dù không để ý tới ông ta cũng khó mà nói cái gì, bởi vì là dự án chiến tích do bí thư Phạm làm chủ.
Việc chính trị luôn phức tạp như vậy, anh là lãnh đạo chủ quản, nhưng cũng không được tính, đằng sau mỗi dự án lớn, đều có lãnh đạo tỉnh ủy ủng hộ, không phải nhân vật số 1 thì là số 2, anh quản như thế nào? Cho anh quản, không phải để anh tạo ra phiền toái gây áp lực, mà là để anh giải quyết phiền toái. Nhất là ngay trước mặt các đồng chí lão thành Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc của cả nước, ông ta đã lập giấy đảm bảo thực hiện quân lệnh, nếu không giải quyết được vấn đề công nhân thất nghiệp, ông ta không có cách nào báo cáo kết quả làm việc. Nhưng kinh nghiệm làm việc ở địa phương Đàm Quốc Thụy không có đủ, nhưng thực tại cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt, may mắn có người giới thiệu Thiệu Đinh cho ông ta biết lúc đầu ông ta căn bản không coi trọng Thiệu Đinh, cho rằng một phó thị trưởng bình thường có thể có bản lĩnh gì, không ngờ, Thiệu Đinh thật đúng là nghĩ ra ý kiến không tồi cho ông ta nghe theo ý của Thiệu Đinh, làm một loạt biện pháp, rốt cục giành được thắng lợi mang tính giai đoạn. Bình ổn được cơn thịnh nộ của công nhân viên chức thất nghiệp. Giải quyết vấn đề khó là tiền trấn an một cách thuận lợi. Đập tường đông xây tường tây công ty Đài Loan không chịu xuất ra khoản tiền trấn an, Đàm Quốc Thụy liền đàm thoại với đối phương, nói Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng ý gánh vác một nửa tiền trấn an, chính là yêu cầu công ty Đài Loan phải mau chóng chuyển tiền đến đúng chỗ. Đối phương liền đáp ứng rất tốt, còn cảm tạ Ủy ban Nhân dân tỉnh tích cực ủng hộ, nhưng quay mặt thì quên, tiền vẫn không có. Đàm Quốc Thụy đành phải lui để cầu, điều động tài chính từ mấy doanh nghiệp nhà nước cỡ lớn có hiệu quả kinh tế tốt, lấy danh nghĩa là tiền trấn an của công ty Đài Loan trực tiếp chuyển vào tài khoản của công ty Đài Loan, từ công ty Đài Loan chuyển phát cho công nhân viên chức thất nghiệp. Đàm Quốc Thụy điều động tài chính từ mấy công ty y dược trong tỉnh, lý do đương nhiên là tạm mượn. Công ty y dược không dám không đồng ý, bởi vì Phó Chủ tịch tỉnh Đàm là Phó Chủ tịch được phân công quản lý ngành sản xuất y dược. Cho dù ai cũng đều rõ ràng, Ủy ban Nhân dân tỉnh lấy tiền đi dùng, là miếng bánh bao ném chó sao có thể trở về. Mặc dù có sự phiêu lưu nhất định, nhưng Đàm Quốc Thụy nghĩ là ông ta đang san sẻ bớt cho Bí Thư Phạm, chỉ cần Bí Thư Phạm không lên tiếng, không ai điều tra ra vấn đề nguồn gốc của số tài chính này. Dù sao đã giải quyết được vấn đề này rồi, ông ta qua được cửa ái khó khăn, Bí Thư Phạm cũng mát mặt, về phần tường đông nhà ai bị phá, tường tây nhà ai được xây tốt rồi. Không có liên quan gì tới ông ta chỉ cần chiến tích, mặc kệ quá trình. Hơn nữa điều ông ta tự tin nhất là, trong quá trình công ty Đài Loan thôn tính các công ty thuộc tỉnh, ông ta trong sạch, không có lấy của đối phương một chút tiền nào. Đối phương từng đưa ông ta một tấm thẻ, ông ta đến xem cũng không xem mà trả về. Không phải ông ta không thích tiền, là có một số loại tiền, ông chẳng thèm lấy. Ông ta không phải người lòng tham không đáy, có nguyên tắc riêng của mình. Vì tranh đoạt chức vị chủ tịch tỉnh, không thể để Tống Triệu Đô nắm được bất cứ nhược điểm nào của mình. Đàm Quốc Thụy thu xếp lại tài liệu, đang chuẩn bị đích thân đến báo cáo với Bí Thư Phạm một chút về việc điều cán bộ xuống cơ sở trong vấn đề tiền trấn an, lại nhận được một cuộc điện thoại không ngờ, nói là Thiệu Đinh đã tới tỉnh, trong lòng ông ta lóe lên chút nghi ngờ, rồi lập tức ném ra sau. Tuy nói chủ ý việc phá tường đông xây tường tây là do Thiệu Đinh nghĩ ra, nhưng Thiệu Đinh tốt xấu cũng lăn lộn lên được chức phó thị trưởng, hẳn là hiểu được quy tắc trong quan trường, khẳng định sẽ không nói lung tung. Đàm Quốc Thụy biết là Thiệu Đinh tới đưa tài liệu, càng yên tâm, bước đi khoan thai tới văn phòng Phạm Duệ Hằng. Ông ta vừa mới gọi điện thoại, vừa lúc Bí Thư Phạm có thời gian rỗi. Đừng nghĩ ông ta là phó chủ tịch tỉnh ủy viên thường vụ, bình thường muốn báo cáo công việc với Bí Thư Phạm, cũng không phải muốn đi là đi, bởi vậy, phải nắm lấy cơ hội này. Thời điểm Đàm Quốc Thụy đi ra, vội ý mà nhìn ra ngoài một cái, thấy xe của Thiệu Đinh dừng ở dưới lầu, ông ta còn nghĩ, lát nữa sau khi báo cáo xong công việc, gặp mặt Thiệu Đinh một chút, cũng phải thích hợp mà khuyến khích một chút, Thiệu Đinh cũng coi như là một người hữu dụng, ở tỉnh Yến, ông ta cũng không có nhiều nhân thủ. Chấm, chỉ có điều Đàm Quốc Thụy không chú ý tới chính là, khi ông ta quay người lại, vừa mới tiến vào văn phòng Phạm Duệ Hằng, sau khi Thiệu Đinh từ trên xe xuống. Nghênh đón y không phải trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hải Phong, mà là hai đồng chí của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Chính là Hoàng Lâm và Lưu Húc năm đó dưới bầy mưu đặt kế của Cao Thành Tùng thẩm vấn qua Hạ Tưởng, được xưng là hắc bạch vô thường ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Hoàng Lâm xa sầm mặt. Đồng chí Thiệu Đinh, mời đi cùng chúng tôi một chuyến, có chút vấn đề cần xác minh một chút. Thiệu Đinh sắc mặt thay đổi. Chương 1060, Hiệp 2 phức tạp. Trong các bộ phận chủ chốt của Đảng, có hai ban ngành không thể ngăn chặn, một là ban tổ chức cán bộ, một là ủy ban kỷ luật. Trưởng ban tổ chức cán bộ không thể ngăn chặn,
vì là bộ ngành quan trọng nhất của nhà nước, quản lý thống trị nhân dân cả nước, đâu đâu cũng phải thông qua cửa ải này, tính thần bí và quyền uy đã không còn tồn tại. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật không thể ngăn chặn, nếu ngăn chặn, sẽ gây phiền toái cho công việc của người khác, tạo ra sự bất an cho nhân dân. Có một câu chuyện được kể lại rất sống động, tuy là hư cấu, nhưng người nói chuyện rất say sưa. Chuyện là có một lần ủy ban kỷ luật thành phố cần triệu tập hội nghị liên tịch, mời đài truyền hình đến phỏng vấn mấy vị lãnh đạo gương mẫu, cho một thanh niên trẻ thông báo cho cục trưởng các cục. Người thanh niên vừa mới bước vào chốn quan trường, không biết ngôn ngữ trong quan trường tinh thâm sâu sắc thế nào, nên y nói chuyện rất cứng nhắc, khi thông báo chỉ nói vỏn vẹn có một câu. Ủy ban kỷ luật thông báo, mời ngày mai đến ủy ban kỷ luật một chuyến. Hậu quả của câu nói đã gây ra đại họa. Tối hôm đó, cục trưởng cục đất đai mỏ than tự sát. Cục trưởng cục công thương bỏ trốn ngay trong đêm, bay ra nước ngoài. Cục trưởng công an cho rằng tình nhân bán đứng y, nên y đã giết chết tình nhân đốt thi thể. Ngược lại cục trưởng cục giao thông vẫn là người bình tĩnh nhất, viết xong một đống tài liệu tố giác, trời vừa sáng y đã tự mình đi đầu thú. Kể ra nghe như chuyện hài, sau khi nghe xong, lại khiến người ta trong lòng chua xót. Ủy ban kỷ luật là nơi xây dựng tấm gương điển hình trong sạch không tham nhũng, nhưng sự thật quả là đáng mỉa mai. Hai chân Thiệu Đinh run rẩy, thiếu chút nữa đứng không vững, y run rẩy lấy ra một điếu thuốc, đốt mấy lần mới đốt được điếu thuốc, hít sâu một hơi mới nói. Xin hỏi, cụ thể là việc gì? Y cố gắng trấn tĩnh, nhưng trong đầu lại lùng bùng, không nghĩ ra tai họa bắt đầu từ đâu, bởi vì y xưa nay ân huệ cũng có chút ít, nhưng không tham tiền, không phải là không muốn tham. Vì trong tay không có quyền uy, không ai để ý đến y. Hoàng Lâm và Lưu Húc liếc nhau, bọn họ đã gặp qua diện mạo muôn hình muôn vẻ của quan tham, Thiệu Đinh cho dù biểu hiện thế nào đi nữa, bọn họ cũng quen rồi. Lưu Húc nói, cũng không có chuyện gì lớn, chính là muốn cùng Phó Thị trưởng Thiệu xác minh vài tình hình. Vừa nghe đối phương nhắc đến cấp bậc của y, Thiệu Đinh lấy lại tinh thần, biết hẳn vấn đề không có gì to tát. Khi Thiệu Đinh cùng Hoàng Lâm và Lưu Húc bước vào tầng lầu màu xám của Ủy ban kỷ luật, Trần Hải Phong đang ngồi ở phòng làm việc của Tống Chiêu Độ, báo cáo sự việc cho Chủ tịch tỉnh Tống. Cách làm của thị trưởng Hạ có hiệu quả, Thiệu Đinh đã bị bao vây. Bị bao vây chỉ là câu cửa miệng của Trần Hải Phong, ý chỉ là đã bị liệt vào tầm ngấm. Tống Chiêu Độ gật đầu, cố gắng ngã người ra sau. Hải Phong, cậu phải học nhiều ở Hạ Tưởng. Không thể chỉ quanh quẩn mãi ở vị trí trưởng ban thư ký, phải có năng lực làm việc độc lập. Trần Hải Phong trước kia ở thành phố cấp dưới làm phó thị trưởng, lên tới chức trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh đã được 3 năm, nếu tiếp tục làm sẽ có hai sự lựa chọn, một là đợi sau khi Tống Chiêu Độ đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy, y sẽ đảm nhiệm chức trưởng ban thư ký tỉnh ủy, tiến vào hội nghị thường vụ, hoàn thành bước vượt từ chức giám đốc sở lên đến chức phó tỉnh. Hai là xuống thành phố đảm nhiệm chức bí thư thành ủy. Làm một nhiệm kỳ, sau đó lên chức phó tỉnh. Mặc kệ là chức vụ nào, đều đợi đến 3 năm. Tôi xem như bỏ đi, tôi chỉ muốn làm chân rết cho Chủ tịch tỉnh Tống, đóng góp hết sức lực là được rồi, không cần tiền đồ. Lợi thế lớn nhất của Trần Hải Phong chính là thích tự diễu, đường đường là trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh, dù sao cũng giúp cho Ủy ban Nhân dân tỉnh rất nhiều việc, khi gặp người ba phần cười, không có một chút tự cao tự đại, quan hệ với mọi người vô cùng tốt. Y tuy nói nhiều, rất ít cáu kỉnh, nhưng năng lực của y quá rõ ràng, nhiều người cũng hay đùa giỡn với y thì cũng chỉ nói giỡn như vậy, nhưng cũng có một số người khâm phục tài đối nhân xử thế và năng lực của y. Bọn họ đều nói, Trần Hải Phong nếu biết để ý một chút, biết hạn chế một chút, cho dù lên tới chức trưởng ban thư ký tỉnh ủy hay là phó chủ tịch ủy viên thường vụ tỉnh, đều có thể thực hiện được. Tống Chiêu Độ quen với cách nói chuyện của Trần Hải Phong, y chỉ cười mà không nói gì. Trong lòng đang suy ngẫm gì đó. Trần Hải Phong lập tức nhận thấy tâm tư của Chủ tịch tỉnh Tống, y nói. Thị trưởng Hạ có nắm giữ được đại cục, hắn ở Thiên Trạch xa như vậy, lại chỉ là thị trưởng. Hạ Tưởng, Tống Chiêu Độ dường như suy nghĩ đăm chiêu, y nhớ tới rất nhiều chuyện đã qua, thất thần một lát. Nếu hắn ở vị trí trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh, có lẽ hắn làm không tốt bằng cậu, nhưng ở vai trò thị trưởng hay bí thư thành ủy, cậu không thể bằng hắn. Hắn có cái nhìn tổng thể, tốt hơn so với người khác. Mỗi người có một sở trường riêng, Trần Hải Phong cũng biết như vậy, nhưng vẫn có điều lo lắng. Thị trưởng Hạ dù sao cũng còn quá trẻ tuổi, nếu chẳng may để xảy ra sơ suất,
sẽ làm hỏng mọi chuyện. Tống Chiêu Độ không nói tiếp, mà nói qua một chuyện khác. Hải Phong, cậu hãy nghĩ việc của mình một chút, nếu Ninh Sơn đi học lớp trung thanh ở trường Trung ương Đảng, cậu đi thành phố Thủy Hằng ở lại đó một thời gian, đó cũng là một cơ hội tốt cho cậu. Từ phòng làm việc của Tống Chiêu Độ đi ra, Trần Hải Phong hơi buồn bã. Y biết vừa nãy y đã nói hớ một câu, không nên đứng trước mặt Chủ tịch tỉnh Tống hoài nghi năng lực của Hạ Tường. Chủ tịch tỉnh Tống rất bao che khuyết điểm cho Hạ Tường, cứ nghĩ mối quan hệ giữa y và Chủ tịch tỉnh Tống, nói một câu không đúng về Hạ Tường đã bị trách, thảo nào đối với vấn đề về lớp trung thanh, Chủ tịch tỉnh Tống dốc hết sức mình bảo vệ cho Hạ Tường. Nhưng Chủ tịch tỉnh Tống lặp đi lặp lại nhiều lần muốn y xuống địa phương, rốt cuộc là có ý gì? Là không muốn để y ở lại bên cạnh, nhưng suy nghĩ như vậy y lại không thể hỏi, múa ngữ mối quan hệ với lãnh đạo, cũng có những chuyện nhất định phải giữ trong lòng. Lãnh đạo là lãnh đạo, y không thể đứng trước mặt muốn nói gì thì nói, không nói, thể hiện sự chín chắn trong chính trị, nếu nói, sẽ làm cho lãnh đạo mất vui. Nếu đổi người khác, chỉ mong sao được chuyển ra ngoài, Trần Hải Phong lại muốn quá độ từ thư ký ủy ban trực tiếp lên thẳng chức trưởng ban thư ký tỉnh ủy, nhưng hiển nhiên khả năng không lớn, vừa có được cơ hội, Chủ tịch tỉnh Tống đã an bài cho y ra đi. Bỗng nhiên trong đầu y lóe lên một ý tưởng, chẳng lẽ là... Y luôn luôn cho rằng Chủ tịch tỉnh Tống nhất định sẽ tiếp nhận chức phụ bí thư tỉnh ủy tỉnh Yến, Chủ tịch tỉnh Tống ở lại tỉnh Yến trở thành bí thư tỉnh ủy, mới là điều kiện tiên quyết để y có thể từ chức trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân tỉnh trở thành trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Nhưng hiện tại Chủ tịch tỉnh Tống lại lo phòng ngừa chu đáo, chẳng lẽ Chủ tịch tỉnh Tống cuối cùng không đảm nhiệm chức bí thư tại tỉnh Yến? Có khả năng, không, có khả năng lớn, nếu không dựa vào tầm nhìn và kế hoạch dài hạn của Chủ tịch tỉnh Tống, chắc chắn sẽ giữ y lại bên cạnh. Trần Hải Phong bỗng nhiên cảm thấy hơi uể oải, Chủ tịch tỉnh Tống rời khỏi tỉnh Yến, y chắc chắn sẽ phải làm việc độc lập. Trên cao ốc của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, tại phòng làm việc của Hoàng Lâm. Lưu Húc rót một ly nước đưa cho Thiệu Đinh. Phó thị trưởng Thiệu, công việc gần đây của thành phố Lang có gặp trở ngại gì không? Ủy ban Kỷ luật tỉnh tìm y nói chuyện, cũng là thủ đoạn khua chiêng gõ trống, nói bóng nói gió hoặc bắt đầu rào đoán từ bên ngoài, thủ đoạn rất nhiều, tâm lý của Thiệu Đinh hơi thiếu tự tin, y cũng không có kinh nghiệm ứng phó với nhân viên Ủy ban Kỷ luật, cảm thấy cổ họng khan khát, đón lấy ly nước uống một hơi hết sạch. Khó khăn chắc chắn có. Công việc nào cũng có khó khăn trắc trở. Thiệu Đinh cố gắng trấn tĩnh mỉm cười, cố gắng giữ bình tĩnh. Cụ thể khó khăn chỗ nào, có thể kể lại tỉ mỉ một chút. Thái độ Lưu Húc khá tốt, y cười tủm tỉm hỏi han. Nhưng Hoàng Lâm không giống y, gã sụ mặt, ngồi ở sau bàn làm việc, trong tay cầm một phần tài liệu, mạnh tay lật tài liệu, vừa lật, vừa liếc qua Thiệu Đinh. Phía sau lưng Thiệu Đinh ngứa ran, đầu buốt lạnh. Dường như tài liệu trong tay Hoàng Lâm chính là tài liệu bí mật mà y đang giữ trong tay. Không làm trái với lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa, đáng tiếc chính là, y quả thật đã làm những việc trái với lương tâm. Chỉ là mấy khó khăn thường gặp trong quá trình làm việc thường ngày, như cấp dưới không biết chấp hành mệnh lệnh, ý kiến quần chúng lớn, Thiệu Đinh ngược lại khá phối hợp, chủ động liệt kê một ít ví dụ thực tế. Nói xong, trong lòng y cũng có tính toán, bởi vì y nhìn thấy. Hoàng Lâm và Lưu Húc hẳn là không có nắm chắc chứng cứ cụ thể của y, có thể sẽ có một số tin đồn báo cáo thất thiệt, hiện tại bọn họ đang hù dọa y đã có tính toán. Tôi đến để trình tài liệu cho Phó Chủ tịch tỉnh Đàm, nếu không có việc gì khác. Tôi sợ sẽ làm chậm trễ thời gian quý báu của Phó Chủ tịch tỉnh Đàm. Đem Đàm Quốc Thụy dọa người, Hoàng Lâm và Lưu Húc nhìn nhau cười, trong nụ cười có thâm ý sâu sắc, Hoàng Lâm rốt cục mở miệng. Phó Chủ tịch tỉnh Đàm báo cáo công việc cho Bí thư Phạm, ít nhất cũng mất nửa giờ, Phó Thị trưởng Thiệu đừng gấp, chúng tôi còn một số việc muốn cùng anh xác minh. Trong lòng Thiệu Đinh hơi sốc, đối phương ngay cả việc Phó Chủ tịch tỉnh Đàm bây giờ đang làm gì đều biết rõ, có thể thấy sự việc của hôm nay, là một sự sắp đặt cố ý để nhằm vào y, lẽ nào, bảo y đến Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa tài liệu, vốn dĩ là một cái bẫy. Lại nhớ đến Ngả Thành Văn và An Hưng Nghĩa đột nhiên đến đây. Y không ngờ bị điều chỉnh công việc, trở thành một trong những phó thị trưởng có ít việc nhất, rõ ràng đã bị xa lánh và kẹp cổ, câu trả lời khá rõ ràng. Ngẩng đầu nhìn, vẫn là vẻ mặt bớn cợt của Hoàng Lâm và Lưu Húc đang nhìn y, nụ cười và ánh mắt của hai người đó có hàm ý thâm sâu, làm cho trong lòng y càng thiếu tự tin. Mặc dù Thiệu Đinh cũng biết người của Ủy ban Kỷ luật, có khi thích làm ra vẻ huyền bí,
có cơ hội hù dọa sẽ hù cho đến cùng, có thể gian lận sẽ gian lận, nhưng biết thì biết vậy, trong lòng y vẫn bất ổn, không có cách nào khác, nếu thân trong sạch không có một chút nhơ bẩn, thì cũng sẽ không sợ nụ cười đầy thâm ý của nhân viên ủy ban kỷ luật. Nửa giờ sau, Thiệu Đinh vẻ mặt trắng xám từ văn phòng của Hoàng Lâm đi ra, bên ngoài mặt trời đã lên cao, y cảm giác có chút hoảng hốt, ánh mặt trời chiếu trên người, đốt nóng khắp cơ thể, y có chút mơ hồ, không biết nên đi nơi nào. Trước mắt xuất hiện một người, nhìn kỹ, hóa ra là Trần Hải Phong. Ngẩn người trong giây lát, Trần Hải Phong đã đến trước mặt y, gã bắt tay Thiệu Đinh nói. Thiệu Đinh, cậu mang tài liệu đến chưa? Thiệu Đinh hồn bay phách lạc, gật đầu một cách máy móc. Tôi đem đến rồi, trưởng ban thư ký. Trần Hải Phong cười nhã nhặn, đưa tay kéo Thiệu Đinh. Đi, đến phòng làm việc của tôi có việc muốn nói với cậu. Thiệu Đinh giống như rối gỗ đi theo Trần Hải Phong, cùng lúc đó, Đàm Quốc Thụy còn hăng hái báo cáo công việc cho Phạm Duệ Hằng. Cảm giác hôm nay của y rất tốt, vốn định thời gian báo cáo là 20 phút, nhưng đã kéo tới nửa tiếng rồi, bí thư Phạm còn chưa có ý muốn kết thúc cuộc nói chuyện. Lãnh đạo nguyện ý nghe anh báo cáo công tác, cũng đồng nghĩa công việc của anh khiến cho lãnh đạo hài lòng. Phạm Duệ Hằng quả thật đối với việc kịp thời dập tắt vấn đề công nhân nghỉ việc gây rối của Đàm Quốc Thụy vô cùng vừa lòng, đối với năng lực Đàm Quốc Thụy cũng có một cái nhìn hoàn toàn mới, kiên trì nghe xong, thấy cũng đã đủ rồi, định đưa tay lên xem đồng hồ, đột nhiên, điện thoại vang lên. Phạm Duệ Hằng nghe điện thoại, nghe một lát, sắc mặt biến đổi, ánh mắt đầy thâm ý nhìn Đàm Quốc Thụy. Chương 1061, quả là nước cờ tài tình. Đàm Quốc Thụy đang đắm chìm trong niềm vui thắng lợi, chưa thấy được sắc mặt Phạm Duệ Hằng đã biến đổi. Khi y đang suy nghĩ bước kế tiếp sẽ sắp xếp công việc như thế nào, chợt nghe Phạm Duệ Hằng nói. Quốc Thụy, cứ như vậy đã, cậu về trước đi. Làm sao vậy? Đàm Quốc Thụy nghe giọng điệu của bí thư Phạm có chút bất thường, y ngẩng đầu nhìn, sắc mặt của bí thư Phạm không tốt. Bí thư Phạm, không nghe tôi nói gì sao? Hả? Phạm Duệ Hằng bỗng nhiên lớn tiếng, bất thình lình đặt chén nước lên bàn, do quá mạnh tay, nước trong ly vương vãi đầy bàn. Đàm Quốc Thụy sợ tới mức thoát cái đã đứng dậy, thời gian y đến tỉnh Yến không còn ngắn nữa, lần đầu tiên thấy bí thư Phạm nổi giận như vậy. Y biết trong lúc này bất cứ lời nói nào đều để lại hậu quả nghiêm trọng, y chỉ nói một câu. Vậy tôi đi trước, không quấy rầy bí thư Phạm nữa. Phạm Duệ Hằng không thèm nhìn Đàm Quốc Thụy, đứng lên, chắp tay sau lưng đi về phía cửa sổ, nhìn từ phía sau, vẫn còn ẩn chứa sự tức giận. Bí thư Phạm sao lại giận dữ như vậy? Đàm Quốc Thụy ảo não bước ra khỏi phòng bí thư, trong lòng lo sợ, không sợ lãnh đạo giận dữ, mà chỉ sợ không biết vì sao lãnh đạo giận dữ. Hơn nữa xem ra, sự tức giận còn liên quan đến y, càng khiến trong lòng y nơm nấp lo sợ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đàm Quốc Thụy vừa nãy còn hăng hái, bỗng chốc lại rất lo lắng. Giống như đứng ở bờ biển thưởng thức cảnh đẹp vô biên, đột nhiên bị một cơn sóng biển ập tới, chẳng những làm cho toàn thân y ướt nhẹp, còn trực tiếp đánh ngã y trên mặt đất, cái cảm giác khó chịu đó đừng nên nhắc đến nữa. Đàm Quốc Thụy bỗng nhiên giật mình, chẳng lẽ sự tức giận của bí thư Phạm có liên quan đến việc An Hưng Nghĩa bị ủy ban kỷ luật gọi tới nói chuyện. Đàm Quốc Thụy chỉ đoán đúng phân nửa. Sự tức giận của Phạm Duệ Hằng không liên quan trực tiếp đến vấn đề của An Hưng Nghĩa, nhưng có quan hệ gián tiếp, bởi vì qua sự đúc kết hàng loạt sự tình đã cho ra kết quả cuối cùng. Phạm Duệ Hằng quả thật tức giận, là đang giận Đàm Quốc Thụy. Sự tình, là có liên quan đến việc cải tổ của các xí nghiệp thuộc tỉnh quản lý. Công ty Á Lâm của Đài Loan có liên quan đến Phạm Duệ Hằng, lúc trước Phạm Duệ Hằng cũng thông qua người quen giới thiệu quen biết Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tạ Trường Hải. Sau đó qua nhiều lần tiếp xúc, hai bên hiểu rõ nhau, vừa lúc có một công ty do tỉnh quản lý khác bị phá sản cần cải tổ lại, Phạm Duệ Hằng vừa đề cập đến, Tạ Trường Hải liền có ý thôn tính tổ chức lại công ty, hai bên đã phối hợp cùng hướng tới một mục đích. Sau đó công ty Á Lâm cùng tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Yến trải qua mấy lần đàm phán, mới chính thức ký kết hiệp nghị, hai bên bằng lòng điều kiện đưa ra, xem như Phạm Duệ Hằng là người có công lớn nhất trong việc này. Nhưng người ngoài hoàn toàn không biết chính là, trong quá trình thôn tính công ty Á Lâm, có rất nhiều mưu kế và xuất hiện nhiều thiếu sót, tài sản nhà nước bị thất thoát, ước tính quá thấp, v.v. Tuy nhiên điều đó là bình thường, từ xưa đến nay khi thôn tính và cải tổ lại xí nghiệp, sẽ có không ít người nhận được món tiền béo bở, đương nhiên, đa phần công nhân viên chức thành vật hy sinh.
Á Lâm là một cái nồi lớn, bên trong có đầy thịt, có vô số người mò vào nồi lấy thịt, trong đó có bí thư tỉnh ủy. Những người khác cũng có không ít ưu đãi, Phạm Duệ Hằng không rõ, y cũng không muốn biết, y có được lợi ích gì trong đó, trong lòng y đã rõ. Trước kia, Phạm Duệ Hằng còn giữ mình trong sạch, không tham lam. Chỉ lấy quà tặng, không lấy tiền, nhưng từ khi đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy, tâm tình y thay đổi rất nhiều, bởi vì bí thư tỉnh ủy là quan to nhất tỉnh, là đỉnh của cuộc sống chính trị, muốn tiến thêm một bước, khó như lên trời, hiện tại có cơ hội mà không lấy, vài năm sau về hưu, chẳng phải nuối tiếc sao. Hơn nữa Tạ Trường Hải của công ty Á Lâm là người rất hiểu chuyện, am hiểu từng ngóc ngách trong giới quan trường, chỉ sau vài vòng, Phạm Duệ Hằng cứ như vậy mà bị kéo xuống nước. Nhưng Phạm Duệ Hằng cũng chẳng hay biết gì, y hoàn không biết là, tiền biếu mà Tạ Trường Hải đưa cho y cùng với mấy lãnh đạo ở tỉnh ủy có liên quan đến công ty Á Lâm, chính là món tiền mà công ty Á Lâm đang chuẩn bị để trợ cấp cho các công nhân viên thất nghiệp để trấn an phát tiền dư luận. Kỳ thật cũng khó trách Tạ Trường Hải, là người toàn quyền quyết định của công ty Á Lâm tại tỉnh Yên, nhưng cho dù là thủ đoạn của ai, căn nguyên việc công nhân thất nghiệp gây rắc rối không ngờ lại đổ vào người y, nhưng nếu việc tiền đều bị lãnh đạo tỉnh phân chia bị loan truyền ra ngoài, Phạm Duệ Hằng cũng không dám ra đường, sợ bị công nhân đem cả dòng họ ra chửi. Nhưng tiền lấy đã lấy rồi, còn có thể trả lại được sao? Đương nhiên không thể, sự tình trong quan trường từ xưa đến nay đã làm phải làm cho đến cùng, làm thì đã làm rồi, chỉ cần đem sự tình che chắn kỹ càng một chút, y cũng biết, việc này nếu lộ ra ngoài, hoàn cảnh chính trị trong nước sẽ không cho phép, ai cũng không có can đảm làm chuyện này. Đúng vậy, không ai dám công khai, cũng sẽ không có người điều tra, sự tình vĩnh viễn sẽ được che giấu, sẽ không trình lên cấp trên. Nhưng, bên dưới vẫn có thể bí mật đổi trác. Vấn đề quan trọng còn ở chỗ, Tống Chiêu Độ trong vụ việc công ty Á Lâm là hoàn toàn trong sạch, người trong sạch càng đáng sợ hơn người không trong sạch. Điều này khiến cho Tống Chiêu Độ dám đem sự tình của công ty Á Lâm ra nói, nhưng Phạm Duệ Hằng thì không dám. Nếu có một ngày giữa y và Tống Chiêu Độ xảy ra mâu thuẫn đến nỗi không thể hòa giải được, chỉ cần Tống Chiêu Độ đem vấn đề Á Lâm đem ra chính quyền đâm chọc, y lập tức bị mất điểm, còn có khả năng bị điều đi khỏi tỉnh Yên, nhường đường cho Tống Chiêu Độ. Tai họa lớn. Đây cũng là nguyên nhân sau khi Phạm Duệ Hằng nhận cuộc điện thoại đã rất tức tối, bởi vì y quả thật bị trúng chiêu của Đàm Quốc Thụy. Vốn Đàm Quốc Thụy đã thuận lợi dàn xếp vấn đề về tiền trấn an dư luận, y còn vô cùng vui vẻ, y cũng không có hỏi Đàm Quốc Thụy dùng thủ đoạn gì giải quyết nguồn vốn, y không muốn biết, là vì ngộ nhỡ về sau khi xảy ra vấn đề, y có thể trốn tránh trách nhiệm, để Đàm Quốc Thụy chịu tội thay, đây cũng là một trong những thủ đoạn của bí thư, cũng biết thủ đoạn có chút khó khăn, cũng không có gì, tuy nhiên ước định sẽ thành quy định, là cách làm thường lệ. Nhưng y hoàn toàn không ngờ chính là, sự tình thiếu chút nữa bị mọi người phơi trần ra ánh sáng. Đều do Đàm Quốc Thụy gây ra hỏa. Sau khi nhận được điện thoại Phạm Duệ Hằng mới biết được Đàm Quốc Thụy sử dụng tiền của công ty Dược Phẩm Tỉnh. Công ty Dược Phẩm Tỉnh là công ty có lợi nhuận lớn, có nhiều tiền, lợi nhuận cao nuôi sống nhiều công ty dược phẩm khác. Theo lý thuyết, cách làm của Đàm Quốc Thụy cũng không có gì đáng trách, ăn hôi là truyền thống, ai đã làm cho lợi nhuận của công ty dược phẩm lên đến 300%. Mấu chốt vấn đề không phải ở chỗ dùng tiền ở đâu, đều là tiền của nhà nước, tuy nhiên chỉ là thay đổi túi tiền mà thôi. Vấn đề ở chỗ, công ty Dược Phẩm Tỉnh có một kế toán nhiều chuyện, điều tra rõ tài khoản. Hơn nữa cô cũng quen biết với tổng giám tài vụ của công ty Á Lâm, vừa chạm trán, liền ngồi lại cùng tính toán, đã đoán được cái gì, vụ việc đã xuất hiện lỗ hổng. Kỳ thật là một tổng giám tài vụ và một kế toán, cho dù gây sức ép thế nào cũng không làm dậy sóng nổi. Nhưng không may chính là, anh Na kế toán của công ty dược phẩm lại là vợ của Lưu Kiến đại biểu công nhân thất nghiệp. Lưu Kiến không bằng lòng, muốn la lên để mọi thứ nổ tung, bằng không tập thể tổ chức công nhân sẽ đến Bắc Kinh khiếu tố. Phạm Duệ Hằng không giận tím mặt mới là lạ. Bởi vì tài khoản của công ty Á Lâm không thể công khai, nếu công khai, sẽ tạo vết nhơ trên mặt y, tạo cơ hội cho người khác mượn cớ công kích y, vạch áo cho người xem lưng. Nhất là dưới tình hình lôi kéo bộ máy với Tống Chiêu Độ, càng không thể thiếu cảnh giác, nếu làm không tốt thì rất có khả năng sẽ nhận được lệnh điều động bất thình lình, điều y khỏi tỉnh Yên. Suy cho cùng, đều là do Đàm Quốc Thụy làm việc không vững vàng, Đàm Quốc Thụy lấy tiền ở đâu không lấy, lại lấy tiền của công ty dược phẩm, tiền của công ty dược phẩm lấy thì đã lấy rồi, lại còn bị người phát giác, còn bị một kế toán nắm chỗ yếu điểm, thật sự là quá ngu xuẩn.
Phạm Duệ Hằng càng nghĩ càng tức giận, may mắn có người gọi điện thoại lại báo cho y, sự tình bước đầu đã được kiểm soát, sẽ không vượt qua sự kiểm soát. Nhưng y vẫn không yên tâm, một tiếng sấm lớn đến thế nào, vấp phải là đã không may rồi, nhưng hiện tại phải tiếp tục đi, chọn thời điểm để hạ cánh, bất cần một chút sẽ xảy ra chuyện. Việc này xảy ra cũng không làm cho y thất bại, tài khoản của công ty Á Lâm nếu tra ra được, cũng không tra ra được manh mối của y, liệu có điều tra ra được các ủy viên thường vụ khác hay không, y mặc kệ. Y chỉ lo lắng chính là, việc này khi nào kết thúc. Với cấp bậc của y hiện giờ, trên cơ bản vấn đề tác phong kinh tế và tác phong đời sống đều không đánh ngã được y, nhưng trên người đã có vết nhơ, thì dễ dàng bất cứ lúc nào cũng trở thành vật hy sinh cho tranh đấu chính trị. Số lượng quan lớn cấp tỉnh thất thế, có xu hướng gia tăng theo hàng năm, thân trong quan trường, ai cũng không dám bảo đảm lớp băng dưới chân mình khi nào tan chảy, đều là lớp băng mỏng manh. Phạm Duệ Hằng đốt một điếu thuốc, đưa lên miệng rít vài hơi. Theo lý thuyết y sẽ không thất thố như thế, nhưng bởi vì nhiều năm đấu tranh chính trị đã hình thành tính nhạy cảm và tính cảnh giác, y có thể đoán được toàn bộ sự kiện tiếp theo, dường như có một bàn tay đang âm thầm thúc đẩy, là Tống Chiêu Độ hay là Hạ Tường. Y thậm chí không cần đoán cũng có thể kết luận, nhất định lại là một lần phối hợp âm thầm giữa việc Tống Chiêu Độ ám thị, Hạ Tường âm thầm đứng phía sau ra tay. Sự tình rõ ràng có tính đối ứng, mượn tay y, đối phó Đàm Quốc Thụy, trấn áp hành động Đàm Quốc Thụy, khiến Đàm Quốc Thụy tại tỉnh Yến An phận thủ thường, không gây ra sự cố rắc rối. Thở dài một tiếng, Phạm Duệ Hằng trong lòng vừa tức vừa giận, từ cách bố trí tinh vi, nhất định là Tống Chiêu Độ nhìn xa trông rộng. Để Hạ Tưởng từ chỗ nhỏ đặt chân, bởi vì nội tình của công ty Á Lâm, Hạ Tưởng nhất định sẽ không biết. Bên trong tỉnh ủy, sự tình bên trong công ty Á Lâm, chỉ có hai người trong sạch là Tống Chiêu Độ và Đàm Quốc Thụy. Tống Chiêu Độ trong sạch, cho nên y có thể không đếm xỉa đến, Đàm Quốc Thụy trong sạch cho nên mới bị người chụp. Đàm Quốc Thụy cũng không biết hướng đi, cứ như vậy mà chui đầu vào, phá tường đông xây tường tây, kết quả giữa tường tây tường đông lại có liên quan. Hai nơi đều có gió lùa. Thật sự là một ván cờ khéo léo, nếu Đàm Quốc Thụy cũng tham lam trong vụ Á Lâm, có lẽ sẽ chọn biện pháp khác, nhưng sự trong sạch của Đàm Quốc Thụy ngược lại thành điểm yếu để y bị kéo xuống dòng nước, phải nói rằng cuộc sống quá trớ trêu. Sự tình được áp chế xuống, Phạm Duệ Hằng bóp tàn thuốc, cầm lấy điện thoại. Chiêu Độ, đến phòng làm việc của tôi nhé. Y tự mình gọi điện cho Tống Chiêu Độ, xem như nể mặt Tống Chiêu Độ. Đưa ra một cử chỉ chân thành giải quyết vấn đề, tin tưởng Tống Chiêu Độ có thể hiểu dụng ý của y. Nhưng Phạm Duệ Hằng cũng biết rõ, nhân vật chính chỉ cần sĩ diện, nhưng cũng cần quyền lợi, y cũng biết Tống Chiêu Độ muốn cái gì. Khi lần đầu tiên đối mặt Phạm Duệ Hằng và Tống Chiêu Độ mặt đối mặt để làm rõ lợi, hại, tình hình tại tỉnh ủy đột nhiên bao phủ một lớp sương mù dày đặc, tình hình thành phố Thiên Trạch cũng biến hóa khiến người ta trở tay không kịp. Chương 1062, bất luận phải trái, sẽ đi đến cùng. Ủy ban kỷ luật thành phố nhận được tin tố cáo mới, nắm giữ chính xác chứng cứ Bành Vân Phong tham ô nhận hối lộ. Xuất phát từ suy nghĩ thận trọng, Bì Bất Hưu đề nghị lập tức tổ chức hội nghị họp bàn công việc bí thư để thảo luận vấn đề của Bành Vân Phong, Hạ Tưởng không đồng ý. Lý do Hạ Tưởng không đồng ý rất đơn giản, Ủy ban kỷ luật tổ chức cuộc họp nội bộ để thảo luận vấn đề thì có thể, không nhất định phải triệu tập hội nghị họp bàn công việc bí thư. Bì Bất Hưu dưới cơn thịnh nộ, cho rằng Hạ Tưởng là người cản trở y thi hành án với Bành Vân Phong, lập tức triệu tập cuộc họp nội bộ ủy ban kỷ luật, thảo luận ý kiến xử lý Bành Vân Phong. Bì Bất Hưu đã đoán sai suy nghĩ của Hạ Tưởng, Hạ Tưởng ngăn cản triệu tập hội nghị công việc bí thư không phải là cản trở ủy ban kỷ luật phá án, mà là không muốn đếm xỉa đến. Trần Khiết Văn thấy có gì đó khác lạ, bất ngờ hơn nữa là trong việc ủy ban kỷ luật đối với vấn đề xử lý Bành Vân Phong. Bà lại lựa chọn phương án im lặng. Im lặng, có thể xem như mặc nhận, cũng có thể xem là khoanh tay đứng nhìn, tiến, có thể nói ủng hộ công việc của ủy ban kỷ luật. Lui, chính là chẳng biết rõ sự tình nên trốn tránh trách nhiệm, nói tóm lại phơi bày bản mặt khéo đưa đẩy của bí thư thành ủy. Sau khi trải qua thảo luận, Bì Bất Hưu không để ý đến sự phản đối của phó bí thư thường vụ Trần Hải Phong, quyết định dùng biện pháp cưỡng chế Bành Vân Phong, bởi vì chứng cứ vô cùng xác thực, sự thật quá rõ ràng. Gió đã nổi lên. Bành Vân Phong bị người của Ủy ban kỷ đến nhà lôi đi vào ban đêm, đồng thời, Ủy ban kỷ luật còn đưa ra hai biện pháp, cùng lúc điều tra văn phòng và nhà của Bành Vân Phong, nghe nói là lục soát đã tìm được một loạt bằng chứng. Nghe nói,
Khi Bành Vân Phong bị người của ủy ban kỷ luật dẫn đi, ủ rũ, không nói nửa lời, hoàn toàn mang vẻ mặt của người nhận tội. Nghe nói, từ trong nhà và văn phòng của Bành Vân Phong tìm ra một số vật phẩm giá trị hơn chục triệu đô la. Còn nghe nói, có một số lượng lớn tiền mặt và tranh cổ, VV, không chỗ nào không có. Có quá nhiều lời nghe nói và đồn thổi, rốt cuộc cái nào là thật, không ai dám khẳng định, nhưng ai ai cũng tin. Nhưng bởi vì Bành Vân Phong là người thân tín của thị trưởng Hạ, không ít người cũng không dám công khai bàn luận việc này, hoặc là túm năm tụng ba, khe khẽ nói nhỏ. Hoặc là sau khi tan ca tụ tập lại chỗ ăn cơm, trao đổi tin tức. Dù sao trong khoảng thời gian ngắn vừa nghe tiếng gió đã bảo là mưa không có chủ kiến, nói sao nghe vậy, rốt cuộc có mấy phần thật, ngược lại không ai để ý. Mọi người chỉ để ý xem thị trưởng Hạ giải quyết việc như thế nào, nếu Bành Vân Phong thực có chuyện, thị trưởng Hạ có bảo vệ được y hay không? Bảo vệ y, thì tổn hại đến hình ảnh công bằng chính trực của thị trưởng Hạ, còn không bảo vệ được y, về sau ai dám quyết một lòng một dạ đi theo thị trưởng Hạ? Thời khắc thử thách sự sáng suốt của thị trưởng Hạ đã đến. Ngày hôm sau, Ủy ban Kỷ luật thành phố chính thức tuyên bố thi hành cưỡng chế đối với trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân Bành Vân Phong, thành ủy Thiên Trạch ngay tức khắc đã bùng nổ. Ủy ban Kỷ luật phá án thông thường thẩm vấn trước, sau khi nắm giữ chứng cớ chắc chắn, mới bắt giam. Sau khi bắt giam nếu có chứng cớ chắc chắn, sẽ báo cáo thành ủy cắt chức chức vụ đương sự, bước tiếp theo tiến vào quá trình tư pháp. Hiện tại Ủy ban Kỷ luật tuyên bố chỉ là thi hành cưỡng chế, hoàn toàn không có bắt giam, có lẽ mới chỉ nắm giữ được chứng cứ bước đầu, vẫn chưa đủ chứng cứ để hình thành một đòn chí tử đối với Bành Vân Phong. Bởi vì Bành Vân Phong dù sao cũng là trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố, coi như là nhân vật số 1, y bị Ủy ban Kỷ luật dẫn đi, cho dù thị trưởng chưa gật đầu, nhưng chắc chắn có sự thỏa thuận ngầm của bí thư. Văn phòng bí thư thành ủy, Hạ Tưởng ngồi đối diện Trần Khiết Văn. Vẻ mặt thản nhiên, tinh thần Trần Khiết Văn lại có chút bất ổn. Thị trưởng Hạ, ý kiến của anh là, theo quy định của pháp luật, nên dựa theo luật pháp để xử án. Hạ Tưởng trả lời rất kiên quyết, dường như một chút cũng không vì chuyện Bành Vân Phong bị xử án mà ảnh hưởng, ngược lại vẻ mặt của hắn rất buồn. Nếu Bành Vân Phong quả thật tham ô nhận hối lộ, nên nghiêm khắc trừng trị. Trần Khiết Văn vốn cho rằng Hạ Tưởng sẽ giận dữ. Sẽ can thiệp gây trở ngại cho Ủy ban Kỷ luật phá án, sẽ yêu cầu triệu tập cuộc họp để thảo luận vấn đề của Bành Vân Phong, không ngờ, hắn chỉ tới nói chuyện với bà, hơn nữa không có đưa ra bất cứ điều kiện gì, vô cùng thản nhiên, khiến trong lòng bà đột nhiên cảm thấy có gì không bình thường. Không bình thường chỗ nào, tạm thời chưa thể nói rõ, bởi vì Hạ Tưởng dường như không phải là người tùy tiện bỏ mặc không quản cấp dưới, cho dù là người công chính liêm minh, cũng có ý nghĩ cá nhân. Làm sao thấy chết mà không cứu. Hơn nữa sự việc Bành Vân Phong xa lưới còn liên quan đến thể diện của hắn, với mạng lưới quan hệ của hắn ở bên trong tỉnh ủy, cứu vớt Bành Vân Phong cũng không khó, làm sao lại. Trần Khiết Văn không hiểu nổi, bởi vì sau vài lần đọ sức với Hạ Tưởng, bà biết rõ thủ đoạn và trí tuệ chính trị của Hạ Tưởng, thường thường nằm ngoài dự đoán của mọi người, không lẽ nói, Bì Bất Hưu đang rơi vào cạm bẫy. Nhưng vấn đề là, Bì Bất Hưu là cán bộ kỳ cựu của Ủy ban Kỷ luật, chắc chắn không để phạm phải sai lầm ngu ngốc, không có chứng cứ y không dám bắt người. Một khi bắt người, nhất định phải có chứng cứ xác thực, nhất là Bành Vân Phong là trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân, Bì Bất Hưu muốn trả thù Hạ Tưởng, cũng không dám sằng bậy. Sự tình liên quan đến sinh mạng chính trị, ai cũng không được xem thường. Không rõ, thật không rõ. Nguyên nhân khiến tinh thần Trần Khiết Văn bất ổn chính là làm thế nào bà cũng không rõ được Hạ Tưởng đang thật sự đem Bành Vân Phong ra làm vật hy sinh cái nhỏ bảo vệ cái lớn, hay là có dụng ý khác, hay là có thủ đoạn phía sau. Thật phiền phức, bà chìm nổi trong giới quan trường mấy năm rồi, chưa từng gặp phải quyết đoán khó như vậy. Bì Bất Hưu đề xuất biện pháp thi hành cưỡng chế với Bành Vân Phong, bà đồng ý, nếu bà không đồng ý. Ủy ban Kỷ luật thành phố cũng không dám ra tay với trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân. Bà sở dĩ đồng ý với biện pháp thi hành Bành Vân Phong, thứ nhất là Bì Bất Hưu nói có chứng cứ xác thực, hai là bà cũng có ý công kích vào uy danh của Hạ Tưởng. Nhất là khi nghe ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy dưới sự chèn ép của bí thư Phạm, trong danh sách cán bộ được cử đi tham dự lớp trung thanh đã giảm bớt chỉ còn 5 người, Hạ Tưởng đứng đầu tiên. Có thể chặt đứt trợ thủ đắc lực của thị trưởng Hạ. Ra đòn đá y văng hắn ra khỏi Thiên Trạch, là thắng lợi lớn nhất trong cuộc đời làm chính trị của bà không thể buông tha cơ hội xử lý Bành Vân Phong,
bởi vì Bành Vân Phong giúp Hạ Tưởng làm quá nhiều việc. Nhưng thái độ của Hạ Tưởng khiến cho bà mơ hồ, không hiểu ra sao cả. Nếu Hạ Tưởng nóng lòng hay là nổi trận lôi đình, đều tốt, chứng minh Bì Bất Hưu đã chạm đến nỗi đau của hắn. Nhưng hắn lại thản nhiên, thái độ thản nhiên, khiến cho bà cảm thấy có một mưu toan ngấm ngầm. Bà ở trong giới quan trường, phải trải qua bao nhiêu gian khổ mới có được ngày hôm nay, trải qua vô số âm mưu lớn nhỏ, muốn đứng vững không ngã, chỉ có cẩn thận trong mọi việc mà thôi. Vân Phong dù sao cũng làm nhiều chuyện lớn cho Thiên Trạch, cũng là một đảng viên tốt, bởi vì một chút việc nhỏ đã dễ dàng gạt bỏ công lao của một đảng viên nhiều năm tôi luyện, cũng không công bằng. Ý kiến của tôi là, xuất phát từ góc độ yêu quý Vân Phong, giảm bớt tội, nếu sự tình không lớn, chỉ nên cảnh cáo xử phạt trong đảng. Lẽ ra cách đối nhân xử thế của Trần Khiết Văn, bà bình thường rất chú trọng đến thủ tục trong quan trường, sẽ không trực tiếp can thiệp vào ủy ban kỷ luật phá án, đặc biệt ngay trước mặt Hạ Tưởng, nhưng hôm nay thái độ của bà khác thường, chủ động giải vây cho Bành Vân Phong. Nghe giọng điệu của bà, chỉ cần Hạ Tưởng gật đầu bà sẽ trực tiếp tạo áp lực cho ủy ban kỷ luật. Hạ Tưởng lại lắc đầu nói, đen chính là đen, trắng là trắng, Vân Phong để xảy ra chuyện, cứ theo pháp luật xử lý. Không có tội thì không bị xử lý, trả lại cho y sự trong sạch. Không làm rõ trắng đen sẽ không minh bạch, không có cách nào giải thích cho tất cả cán bộ đảng của Thiên Trạch hiểu. Hạ Tưởng có ý gì? Trong lòng Trần Khiết Văn hơi nổi nóng, tất cả sự tình trên thế giới, nơi nào có thể phân được rõ ràng đen trắng. Đâu đâu cũng là đen tối, đôi khi vấn đề trái phải vẫn phải thỏa hiệp, chẳng phải một tham ô nhận hối lộ, bà đã nhượng bộ rồi, Hạ Tưởng còn muốn thế nào? Chẳng lẽ nói muốn ủy ban kỷ luật thanh minh Bành Vân Phong là trong sạch, bọn họ bắt người mới được. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, được, tôi hầu cậu đến cùng. Một lần nói chuyện quan trọng giữa Hạ Tưởng và Trần Khiết Văn, đã không đi đến mục đích chung. Văn phòng ủy ban kỷ luật thành phố, Bì Bất Hưu liếc Trần Hải Phong một cái, nhạt nhẽo nói một câu. Hải Phong, anh một lòng che chở Bành Vân Phong, rốt cuộc là có ý gì? Trần Hải Phong chậm rãi lắc đầu. Chủ nhiệm Bì, tôi không đồng ý cách nói của anh, tôi không có bênh vực Bành Vân Phong, mà chỉ cảm thấy sự thật vẫn chưa rõ ràng, chứng cứ chưa đủ để kết thành tội danh, có phải mọi người đưa ra cách xử trí Bành Vân Phong hơi qua loa cầu thả? Vụ ăn của Bành Vân Phong, ủy ban kỷ luật đã theo sát một thời gian, tôi đích thân đi bắt, không sai được.